Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 41. Chương 712, một trong những phương pháp làm hàng hay nhất. Ninh Toái Toái cố gắng lấy lại bình tĩnh vớt phát cục diện tình hình. Nhưng mặc cho nàng cố hết sức biểu hiện sự thân thiện hòa đồng của mình thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn cảm thấy có một khoảng cách rất xa với người phụ nữ xinh đẹp kia. Nhưng ấn tượng đầu tiên của nàng về Lâm Hoán Khê không hề tồi chút nào, bởi vì nàng là người lớn lên trong gia đình buôn bán nên từ nhỏ nàng đã tiếp xúc với rất nhiều loại người. Có những người ngoài mặt ân cần, nhiệt tình thân thiện, nhưng chính những loại người này mới là loại người hay đâm sau lưng chiến sĩ. Có những người kém về giao tiếp hơn một chút, nhưng khi bạn gặp khó khăn thì họ lại là những người đáng tin cậy nhất của bạn. Ninh Toái Toái hiểu rằng Lâm Hoán Khê chính là loại người thứ hai đó. Đây cũng là cái mà mọi người đều công nhận tại sao Lệ Khuynh Thành lại nguy hiểm hơn Lâm Hoán Khê rất nhiều lần. Nhưng lần đầu gặp mặt, cả hai đều không hiểu gì về tính cách của nhau, do vậy mà khi nói chuyện vẫn bị đứt quãng không liền mạch cho lắm. Lâm Hoán Khê đúng là rất kém về giao tiếp và lôi kéo quan hệ. Bởi vì nếu như hôm nay người ngồi đây là Lệ Khuynh Thành thì nàng chắc chắn sẽ có rất nhiều câu chuyện hứng thú để nói với Ninh Toái Toái, sau đó dần dần làm cho Ninh Toái Toái cảm thấy hai bên trở nên thân thiện hơn, nói chuyện vui vẻ hơn, chứ không như Lâm Hoán Khê làm cho cuộc nói chuyện trở nên khô cứng như thế này. Cũng may mà có Tần Lạc ngồi ở đây tiếp chuyện cả hai người, do vậy mà mọi người cũng cảm thấy cuộc nói chuyện bớt căng thẳng đi phần nào. Nếu như có thể thì trong thời gian nhanh nhất là bao lâu chúng ta có thể hoàn thành được? Lâm Hoán Khê hỏi. Ninh Toái Toái dừng đũa lại rồi lấy khăn lau miệng đáp, một tuần. Nhưng bước thiết kế đầu tiên cũng chỉ là hiệu quả của đồ họa. Nếu như anh chị không có vấn đề gì thì em mới bắt đầu thiết kế. Thiết kế cần bao nhiêu thời gian? Lâm Hoán Khê cũng không hiểu lắm về phương diện thiết kế. Cho dù là những vấn đề đơn giản nhất nàng cũng lên tiếng hỏi Ninh Toái Toái. Cái này phải xem thực lực của đoàn thể ra sao? Ninh Toái Toái đáp. Anh chị đã tìm được công ty thiết kế chưa vậy? Tần Lạc nghe vậy liền đáp, anh biết một mình em muốn làm hết lượng công việc này có lẽ cũng hơi quá ét hoan, thời gian cũng gấp. Thế này vậy, em thấy công ty thiết kế nào phù hợp thì mời bọn họ tới làm trợ thủ cho em, được không? Ninh Toái Toái nghe vậy ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, hay là thế này đi, em đến dự án này đến công ty thiết kế của cha em thường ngày cũng hay tới đó làm, quan hệ cũng khá tốt. Nếu như đây là hạng mục của em thì bọn họ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để làm giúp em. Được, Tần Lạc đáp lại luôn không hề có chút đắn đo do dự. Chúng ta đều là bạn bè cả, bây giờ lại mặt dày nhờ em làm không công cho. Nhưng mà anh và mấy người đồng sự của em lại không quen lắm. Anh nghĩ anh vẫn phải đưa cho họ chút gì đó gọi là. Thế này nhé, trong thời gian họ giúp em làm, ngoài nhận lương từ công ty cha em thì anh sẽ thưởng thêm cho họ gấp đôi tháng tiền lương, được không? Tần Lạc bây giờ đã là một đại gia, do vậy mà hắn thấy tăng lương cho họ cũng chẳng đáng là bao. Vâng, Ninh Toái Toái gật đầu nói. Em sẽ đốc thúc bọn họ cố gắng hoàn thành công việc chỉ trong một tháng, anh chỉ cũng có thể rảnh tay mà làm việc khác, ví dụ như tìm đội thi công này. Chỉ cần một tháng thôi là chúng ta có thể bắt tay vào làm rồi. Được, chúng ta cùng cố gắng. Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê nói. Nhanh chóng dựng lên tòa nhà Hoán Khê Building. Em biết Ninh Toái Toái trước kia đặt tòa nhà này có tên là Thái Cực. Em cũng rất thích cái tên này. Lâm Hoán Khê nhìn Ninh Toái Toái nói. Chúng ta gọi nó là Thái Cực Building nhé. Chị Hoán Khê, tất cả đều là do ý của anh Tần Lạc hết. Em nghĩ chị nên tiếp nhận nó thì hơn. Ninh Toái Toái nhẹ nhàng khuyên nhủ. Lâm Hoán Khê mỉm cười đáp lại. Nàng cũng không từ chối nữa. Sau bữa cơm trưa này, Tần Lạc cùng với Lâm Hoán Khê cáo biệt Ninh Toái Toái. Nhìn chiếc xe chở Tần Lạc và Lâm Hoán Khê từ từ lăn bánh rồi dần dần biến mất, ngồi trên chiếc Ferrari cáu cạnh, Ninh Toái Toái cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, nét mặt buồn bã vô cùng. Trên thế giới này có rất nhiều thứ có thể vãn hồi lại được, ví dụ như lương chi, ví dụ như cân nặng. Nhưng lại cũng có rất nhiều thứ không thể vãn hồi lại, ví dụ như một giấc mộng cũ, ví dụ như tuổi tác, ví dụ như tình cảm dành cho một người nào đó. Ninh Toái Toái hất hất mái tóc, thầm nghĩ. Mình không nên hành hạ bản thân mình nữa. Tình trạng của Lăng Tiếu vẫn còn chưa đủ bi thảm hay sao? Trước cổng Đại học Y khoa Thủ đô, Hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương, Viện trưởng Viện Trung Y Hùng Chí Triều cùng một số lãnh đạo khác đang đứng chờ ở bên đường. Mặt trời trên đầu chiếu xuống gay gắt làm cho ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhưng một khi hiệu trưởng chưa mở miệng ra thì không một ai dám tìm chỗ mát để đứng nghỉ ngơi một lúc cả. Đám người lãnh đạo trong trường này đều đứng hết ở bên đường, dĩ nhiên làm cho bao nhiêu học sinh đều cảm thấy tò mò.
chắc chắn là có thượng cấp tới rồi. Nếu không thì hiệu trưởng không thể nào không ra đón được. Một học sinh kinh nghiệm phong phú, phỏng đoán nói. Lần trước Phó Bộ trưởng Bộ Giáo dục tới đây, hiệu trưởng cũng đích thân ra tận cổng trường đón. Các cậu đoán xem, hôm nay ai sẽ tới? Chủ nhiệm khoa sợ học sinh đứng bàn tán ảnh hưởng tới tâm tình của hiệu trưởng liền vội vã chạy tới quát đám sinh viên im lặng. Hiệu trưởng thấy vậy liền khoát tay, nói, cứ để cho các em ấy nói. Tuổi còn trẻ như thế mà không được tự do ngôn luận, sau này vào xã hội chắc biến thành câm mất. Chủ nhiệm khoa nghe vậy thì cười cười vâng vâng dạ dạ nhưng trong bụng thì vẫn tức anh ách. Hùng Chí Chiều đưa đồng hồ lên nhìn rồi quay sang hiệu trưởng, nói, hiệu trưởng. Hay là anh vào trong phòng làm việc nghỉ ngơi một chút, bọn tôi đứng đây chờ cũng được. Chờ mấy người Tần Lạc đến rồi tôi sẽ dẫn họ tới phòng làm việc của anh. Hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương khoát khoát tay nói, không cần đâu. Chúng ta mới đứng đợi có 20 phút, hôm qua họ gọi tới bảo rằng 10 giờ rưỡi sẽ tới đây, chắc là cũng sắp tới rồi đấy. Hiệu trưởng, tuy rằng Tần Lạc là người bước ra từ trường chúng ta, cậu ta lại đem vinh dự lớn như vậy đến cho trường chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không cần phải làm như thế này để chào đón cậu ta chứ. Một vị phó hiệu trưởng tỏ ra bất mãn, cằn nhằn. Tần Lạc chỉ là một bác sĩ, không quan không chức, cần gì phải đến cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng chạy ra nghênh đón như thế này. Hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương cười đáp, trường Đại học Y khoa thủ đô của chúng ta thành lập được 83 năm rồi nhưng chưa có một ai tài giỏi như Tần Lạc cả. Cậu ấy không chỉ là niềm vinh dự của trường mà còn là niềm vinh dự của cả Trung Quốc nữa. Người thì phải có nhân phẩm, y thì cần y đức. Tần Lạc chính là người hội tụ hai phẩm chất này, là tấm gương sáng cho chúng ta học hỏi. Một người tài giỏi như vậy, có một người thì tôi nghênh đón một người, có trăm người thì ngày nào tôi cũng đứng như thế này để nghênh đón. Lệ Vĩnh Cương thở dài nói, tiếc là 83 năm mới có một người như Tần Lạc xuất hiện. Thanh Hoa cách vài chục năm mới có một nhân tài xuất hiện nữa là, nhân tài của trường chúng ta đúng là hiếm quá. Nếu mấy người không chịu được nữa thì cứ việc quay về, nhưng tôi vẫn đứng đây chờ đến cùng. Nghe hiệu trưởng nói vậy thì ai dám quay về nghỉ ngơi cơ chứ? Nếu như quay về thì khác gì không tôn trọng người khác đâu. Học sinh đứng đó bây giờ mới biết được người sắp tới đây không phải là lãnh đạo cao cấp nào cả, mà là giáo viên nổi tiếng Tần Lạc sắp quay trở lại mái trường xưa. Trời ơi, hóa ra là thầy Tần Lạc quay về à? Thật không, thầy Tần quay về rồi sao? Có phải thằng cha suốt ngày mặc cái áo dài cổ lỗ sĩ làm hàng đó không? Á, sao chúng mày đánh tao? Đừng đánh vào mặt tao. Tần Lạc quay về rồi. Rất nhanh tin tức này được lan đi khắp trường. Phú Quý Vinh Hoa nhưng lại không quay về bái tổ luôn làm cho người ta có cảm giác tiếc nuối. Bây giờ người có tiền thường có hai cách làm hàng để khoe hàng tốt nhất, một là về quê hương xây đường xá. Hai là về trường quyên góp. Quê hương là nơi đã sinh ra bạn. Tất cả bà con đều rất thân quen đối với bạn. Bạn sửa đường cho quê hương có thể là cho một thế hệ, thậm chí cả ba bốn thế hệ người dân đều nhớ tới công lao của bạn. Họ sẽ luôn nói tốt về bạn, còn trường cũ vốn là nơi đào tạo ra bạn. Bạn chạy tới phóng khoáng quyên góp mấy chục vạn hoặc là xây luôn một tòa thư viện mới để cho các thầy cô ngày trước không biết tới bạn là ai, hoặc những bạn học đã từng khinh rẻ bạn phải ngước mắt lên nhìn bạn. Sau đó bạn có thể kiêu ngạo đứng dậy dỗ cho các học sinh thế hệ đời sau. Ví dụ như, Liễu Hạ Huy là ai các bạn đều biết có phải không? Đúng rồi, chính là người viết tiểu thuyết nổi tiếng đó. Ngày trước trong trường ngoài việc có tiếng đẹp trai ra thì chẳng làm được cái tích sự gì cả. Nhưng các bạn xem anh ta bây giờ thành công ra sao? Chỉ cần các bạn nỗ lực thì các bạn sẽ có được thành công như Liễu Hạ Huy thôi. Tần Lạc lần này quay về trường cũ, nhưng đây không phải là nơi đào tạo ra hắn, mà là nơi hắn đã từng làm giáo viên ở đây. Hắn hôm qua gọi điện cho Lệ Vĩnh Cương nói rằng hôm nay hắn và ông nội cùng với viện trưởng của bệnh viện trực thuộc Lâm Thanh Nguyên cùng tới đây thăm trường, sau đó sẽ có việc cần thương lượng với nhà trường. Lệ Vĩnh Cương nghe vậy thì vui vẻ đồng ý. Sáng sớm hôm nay ông cũng đã mở cuộc họp mời các vị lãnh đạo trường ra tận cổng để tiếp đón đoàn khách của Tần Lạc. Khi xe vừa mới vào đến cổng trường thì Tần Lạc đã phát hiện ra cổng trường lúc này người đông nghìn nghịt. Hắn kinh ngạc quay sang Lâm Hoán Khê nói. Sao cổng trường tụ tập đông người vậy? Hiệu trưởng Lệ cũng có mặt nữa. Lẽ nào hôm nay có vị lãnh đạo nào đến kiểm tra hay sao? Lâm Hoán Khê cũng từng là giáo viên của trường Đại học Y khoa thủ đô, hôm nay nàng cũng đi cùng Tần Lạc tới đây. Tần Lạc không biết lái xe, lẽ nào lại bắt hai ông già lái xe giúp hắn sao? Tần Lạc không muốn đại đầu hay Giê-xu bị Tần Tranh trông thấy.
hắn lo lắng ông nội e ngại cho sự an toàn của hắn. Đàn ông ở ngoài đời khổ một chút, mệt mỏi một chút không có gì đáng ngại cả. Đó chỉ là để cho người ngoài người ta nhìn, còn khi về đến nhà phải cố gắng gồng mình lên gánh vác. Đó tất cả đều là vì không muốn người thân trong gia đình phải lo lắng. Lâm Hoán Khê đưa mắt lên quan sát rồi nói, chúng ta có cần vào từ cổng sau không? Không cần đâu, Tần Tranh nói, chúng ta cứ đi cổng chính thôi. Lãnh đạo đi được thì chúng ta cũng đi được. Tần Tranh cả đời ghét nhất là, đi cửa sau, chính vì vậy mà khi nghe đứa cháu dâu của mình nói vậy thì ông phản bác lại một cách không thương tiếc. Nếu là chuyện khác thì ông cũng đã ậm ừ cho qua chuyện luôn rồi. Vậy chúng ta cứ đi cổng chính thôi. Tần Lạc nói, hình như hiệu trưởng tiến tới chỗ chúng ta thì phải. Đúng vậy, hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương trông thấy Lâm Hoán Khê đang lái chiếc BMW màu bã trầu đi tới, ông liền dẫn theo cả đoàn người cùng nhau tiến lên phía trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Hoán Khê thấy vậy vội dừng xe lại, Tần Lạc thì mở cửa xe chui xuống, sau đó hắn mở cốp xe lấy xe lăn cho Tần Tranh, tiếp đó lại bế Tần Tranh đặt vào chiếc xe lăn. Thầy Tần! Thầy Tần! Thầy Tần! Hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương còn chưa bước tới trước mặt Tần Lạc nhưng bàn tay của ông đã chìa ra hết cỡ như muốn bắt luôn lấy tay của Tần Lạc vậy, còn đoàn học sinh thì đứng phía sau reo hò ầm ĩ. Chương 713, Lý Mãnh đúng là rất mạnh. Vốn dĩ chỉ là tiếng la hét của mấy người, tiếp đó là một đám người, rồi tiếp đó nữa thì như bị truyền nhiễm vậy, tất cả mọi người đều thét to lên. Tiếng la hét càng lúc càng to, truyền đi càng lúc càng xa, làm cho người ta chạy về phía này càng lúc càng nhiều. Người Trung Quốc luôn thích nơi nào đông vui náo nhiệt, lại nghĩ là chỗ này đang có sự kiện gì trọng đại xảy ra cơ. Chúng ta không thể coi thường tầm ảnh hưởng của Tần Lạc được. Khi càng lúc càng nhiều người biết được Tần Lạc quay về trường, thì ai nấy đều hô hào ầm ĩ hết cả lên một cách điên cuồng. Một người mà bị tổn hại thì tất cả đều bị tổn hại. Một người mà phồn vinh thì tất cả mọi người đều phồn vinh. Tần Lạc là một giáo viên bước ra từ Đại học Y khoa Thủ đô. Trước kia là thần tượng của biết bao nhiêu học sinh trong trường. Khi danh tiếng của hắn càng lúc càng vang dội, sau chuyến đi Hàn Quốc và chuyến đi Paris thì tiếng tăm của hắn đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Hắn liền trở thành thần tượng của toàn dân. Hắn là niềm tự hào, là niềm kiêu hãnh của học sinh, nhưng mọi người còn thích cách đối nhân xử thế của hắn hơn. Vì vậy mà mới có một cảnh tượng náo nhiệt như thế này xảy ra. Cũng may mà bọn họ còn biết đường khống chế bản thân. Mặc dù la hét tên Tần Lạc nhưng bọn họ lại không xông đến trước mặt Lệ Vĩnh Cương để đòi chụp ảnh cùng Tần Lạc và đòi hắn ký tên cho nữa. Tần Lạc, hoan nghênh cậu quay trở lại. Lệ Vĩnh Cương bắt tay Tần Lạc nói. Hiệu trưởng, tôi về để báo cáo với thầy đây. Tần Lạc trong lòng có phần xúc động nói. Hai người cứ người tung người hứng với nhau một câu, tôi khen anh một tiếng thì anh cũng khen lại tôi một tiếng, như thế thì thể diện của cả hai người đều được nâng cao lên. Tần Lạc mặc dù từ bỏ môn học mà hắn dạy nhưng vẫn giữ lại chức phụ giáo viên trong trường Đại học Y khoa Thủ đô. Vì vậy mà bây giờ hắn nói là quay lại đây để báo cáo thì cũng chẳng có gì là không ổn cả. Nói thế thì ý nói mình là người của Lệ Vĩnh Cương. Ha ha, được, bất cứ lúc nào cũng chấp nhận lời báo cáo của cậu. Một người tài ba như cậu thì tôi không thả đi một cách dễ dàng như thế đâu. Như thế là phạm tội đó. Có tội với Đại học Y khoa và đồng thời cũng có tội với những học sinh đang la hét tên cậu kia. Lệ Vĩnh Cương cười lớn nói. Sau đó ông liền đưa ánh mắt lên người Tần Lạc, rồi nhìn vào một ông lão đang ngồi trên xe lăn, nói, vị này chắc là Tần lão ca phải không? Nói rồi Lệ Vĩnh Cương liền bước lên trước, gập người xuống đưa tay ra bắt tay với Tần Tranh. Vì Lệ Vĩnh Cương là người phương Bắc, vóc dáng cao to lực lưỡng nên nếu không cúi người xuống thì không thể nào mà bắt tay với một người ngồi trên xe lăn như Tần Tranh được. Ông không thể để người ta giơ tay lên quá đỉnh đầu để bắt tay với mình được chứ. Hiệu trưởng Lệ, chào thầy, Tần Tranh bắt tay với Lệ Vĩnh Cương đầy vẻ phong độ. Ông lão từng trải như vậy nên chẳng có chuyện ông sẽ trở nên luống cuống bao giờ. Lệ Vĩnh Cương và Lâm Thanh Nguyên là hai người bạn tốt của nhau. Ngày trước Tần Lạc có thể vào được trường Đại học Y khoa này cũng là do Lâm Thanh Nguyên đi năn nỉ Lệ Vĩnh Cương giúp đỡ mới được. Hai người bắt tay nhau rồi hẹn khi nào rỗi thì cùng uống rượu, xong xuôi đâu đó thì mới dẫn Tần Lạc đi làm quen những lãnh đạo trong các khoa khác. Hoán Khê, cháu cũng quay lại rồi à? Lệ Vĩnh Cương nhìn Lâm Hoán Khê cười nói. Cho dù có rời khỏi trường thì khi nào có thời gian cũng nên về chỗ ông chơi chút nhé. Vâng ạ, Lâm Hoán Khê gật đầu nói. Lệ Vĩnh Cương chỉ vào Tần Lạc nói, cậu, tiểu tử này.
Mới đến trường này một phen mà đã kéo luôn được người con gái đẹp của chúng tôi đi rồi. Cậu nói xem cậu khiến cho bao nhiêu người phải ghen ghét chứ. Nhanh tay thì được mà chậm tay thì mất, Tần Lạc mặt dày nói. Thầm nghĩ, nếu Lệ Vĩnh Cương mà biết Lệ Khuynh Thành cũng là vì hắn mà rời khỏi trường thì liệu ông ta có liều sống chết một phen với mình hay không nữa. Lúc đó có rất nhiều giáo viên ưu tú xin vào trường này đều là do trường này có sự tồn tại của hai người đẹp đó mà. Đám người cuối cùng cũng hàn huyên xong, sau đó Tần Lạc liền đẩy Tần Tranh tiến vào phía bên trong trường học. Thầy Tần, thầy đẹp trai quá. Thầy Tần hay quá, chúng em ủng hộ thầy. Thầy Tần, lần sau thầy đi Paris thì dắt theo em đi với. Em sẽ bảo vệ thầy. Thầy Tần, khi nào thì thầy và cô Lâm sẽ kết hôn với nhau? Từng gương mặt sáng lạn với những lời hỏi thăm đầy thân thiện, cùng với những câu đùa giỡn không có gì gọi là làm tổn thương đến người khác hết khiến cho Tần Lạc lại tìm lại được những ngày tháng đầy phong quang khi hắn vừa mới bước chân đến ngôi trường y khoa này. Hắn mỉm cười, gật đầu, vẫy tay, giao lưu cùng với những học sinh kia bằng phương thức của chính mình, trong lòng đột nhiên quyết định không thể một lần nữa rời xa ngôi trường này, không bao giờ rời xa những cô cậu học sinh đáng yêu này nữa. Vừa rồi tôi còn nói chuyện với mọi người rằng từ khi thành lập ngôi trường y khoa này đến giờ đã được 83 năm, nhưng cậu là nhân tài đầu tiên nhận được lòng mến mộ của các em học sinh nhiều đến vậy. Tần lão ca, anh có một cháu trai tốt đấy. Câu đầu tiên của Lệ Vĩnh Cương là nói với Tần Lạc, còn câu thứ hai của ông thì lại là nói với Tần Tranh. Tần Tranh mặc dù ngày thường hay đanh mặt lại, nhưng hôm nay thì bất giác nở một nụ cười, nhưng lại lo làm thế quá bất bình thường nên định mím chặt môi lại. Nhưng làm thế nào cũng không mím lại được, vẫn cảm thấy có hơi gió lọt qua. Cháu trai được bao nhiêu người yêu quý, mến mộ như thế khiến cho một người đàn ông như ông cảm thấy vui mừng khôn xiết. 3 phần là do thầy cô dạy, còn 7 phần là dựa vào bản thân tiếp thu. Tần Tranh khiêm tốn nói, có một người lãnh đạo như thầy thì nó phải nỗ lực để mà không làm mất mặt mọi người chứ. Tần lão ca khiêm tốn quá, Lệ Vĩnh Cương nói. Một cậu học sinh đeo kính đen chạy tới. Xúc động nói, thầy Tần. Các bạn trong lớp em đều rất yêu quý thầy, và cũng quyết chí để trở thành một bác sĩ như thầy đây. Các bạn ấy bảo em đại diện mọi người đến đây. Em muốn, em có thể bắt tay thầy một cái được không? Tần Lạc ra hiệu cho Lâm Hoán Khê một cái thì nàng lập tức hiểu ý bước đến bên Tần Lạc, tiếp lấy chiếc xe lăn trong tay hắn. Bây giờ thì nàng là người đẩy Tần Tranh vào bên trong trường. Còn Tần Lạc thì bước đến trước mặt cậu sinh viên nọ. Rồi chủ động giơ tay ra bắt lấy tay cậu ta, nói, gửi lời cảm ơn của tôi đến các bạn trong lớp em. Được à, em nhất định sẽ truyền đạt lại. Cậu sinh viên đeo kính hưng phấn hết chỗ nói, nắm chặt lấy tay của Tần Lạc một cái liền chạy thẳng đi. Tần Lạc không hề đi luôn mà bước tới đám sinh viên đang đứng thành hàng trước mặt hắn, chủ động giơ tay ra bắt tay với bọn họ. Hắn bước đến đâu thì lại có không biết bao nhiêu là bàn tay giơ ra trước mặt. To có, nhỏ có, đen có. Trắng có lông tay hay không có lông tay đều đủ cả. Nhưng những bàn tay này đều có một đặc điểm chung, đó là bọn chúng đều vô cùng khát khao muốn nắm lấy đôi bàn tay của Tần Lạc. Bọn họ không có mục đích gì cả, cũng không vì công danh lợi lộc gì, mà chỉ tràn đầy lòng nhiệt tình và khâm phục, vì vậy mà Tần Lạc làm sao có thể từ chối cho được cơ chứ. Cho nên hắn cố gắng bắt tay từng người một, cố gắng không để bất kỳ một sinh viên nào phải thất vọng cả. Vì thế nên đoạn đường này trở nên dài đằng đẵng. Thầy Tần, lại có một người hét lên. Tiếp đó, Tần Lạc liền nhìn thấy Lý Mãnh dẫn theo những bạn học trong lớp cậu ta mà Tần Lạc từng dạy qua chạy tới. Các em cũng đến rồi à? Tần Lạc cười nói. Đến rồi à? Lý Mãnh cười hề hề nói. Một người ngày thường hết sức có uy tín như cậu ta mà khi đứng trước Tần Lạc thì lại bẽn lẽn như một cậu trai tân vậy. Bọn em vẫn đang học thì có người nhắn tin cho em nói rằng thầy quay lại trường nên em vội đến đây xem sao. Vốn là muốn đợi đến tan giờ rồi ra, nhưng lại sợ đến lúc đó thì thầy lại đi mất nên bọn em nói với thầy Lưu một tiếng. Thầy ấy cũng vô cùng nghĩa khí, nói là tiết này để đến thứ 5 tuần sau học bù cũng được. Thế là cho bọn em ra đây luôn. Tần Lạc không phải là một người cổ hủ. Hắn biết là bây giờ nếu bắt bọn họ quay về lên lớp thì chẳng thiết thực chút nào và cũng không thấu tình đạt lý, liền nói, nhưng đừng làm lỡ đến việc học nhé. Không có chuyện đó đâu ạ. Lý Mãnh phất phất tay, nói. Mọi người ai cũng học hành chăm chỉ lắm, quyết không để cho thầy phải mất mặt đâu. Lần thi cuối kỳ của học kỳ trước, điểm trung bình của lớp thấp nhất là 75 điểm, có 34 người trên 90 điểm, chẳng có ai phải thi lại cả. Trong trường đại học,
khi mà đâu đâu cũng thấy hiện tượng ngày ngày lướt web rồi yêu đương nọ kia mà vẫn có thể đạt được một thành tích như vậy thì quả là rất đáng nể. Thảo nào Lý Mãnh vừa mới gặp hắn đã nói cho Tần Lạc nghe với giọng như đang khoe khoang vậy. Tần Lạc nhớ đến lời thề năm xưa của mình với học sinh trong lớp là sẽ làm cho mọi người trong lớp ai nấy đều trở thành một bác sĩ trung y xuất sắc thì mặt hắn nóng ran lên. Mình đi được hơn nửa năm rồi, cũng chẳng thể biết những cô cậu học sinh của hắn hiện giờ học hành ra sao, như thế thì làm sao có thể làm cho họ trở thành những bác sĩ ưu tú được cơ chứ. Tần Lạc lướt nhìn một lượt những khuôn mặt rạng rỡ phấn khích ở trước mặt mình, nói, hôm nay tôi đến đây tìm hiệu trưởng Lệ để bàn một số việc. Muộn một chút tôi sẽ đến lớp học để tìm các em. Lâu lắm không gặp, tôi cũng muốn hàn huyên với các em một chút. Được, thầy Tần, chúng em đợi thầy. Thầy không được cho bọn em leo cây nữa đâu đấy nhé. Đừng có mà không nói lời từ biệt gì mà ra đi như Cửu Cửu đâu đấy. Nếu Cửu Cửu mà còn ở đây thì tốt biết mấy. Nghe thấy bọn họ nói vậy, Tần Lạc cũng có phần ngẩn ngơ hết cả ra. Đúng đấy, nếu có Cửu Cửu ở đây thì tốt biết mấy. Tần Lạc nghĩ bụng, nhớ đến cảnh tượng Vương Cửu Cửu ôm lấy mình khóc thút thít nói rằng em bắt đầu cảm thấy nhớ anh rồi thì tim hắn lại quặn thắt lại, nhói đau như bị vật gì sắc nhọn cứa vào vậy. Khi Tần Lạc đang trong trạng thái thất thần thì đám sinh viên đứng trước mặt hắn đột nhiên ùn ùn kéo lại đây như những miếng bài domino vậy. Ai nấy sộc đến đây với gương mặt hốt hoảng, sợ hãi. Tần Lạc không kịp né tránh, mà hắn cũng không muốn né tránh. Vì nếu hắn có né tránh được thì đám học sinh của hắn sẽ bị đè bẹp ở tầng dưới cùng. Quịch! Tần Lạc ngã ngửa trên mặt đất, sau đó giống như trò chơi chồng người vậy, cậu học sinh ở cách hắn gần nhất liền đổ dạp lên người hắn. Cũng đúng vào lúc này, có một người da đen đội mũ lưỡi chai ở phía sau cùng của đám người bay về phía trước, xông đến bên Tần Lạc nhanh như một tia chớp. Tất cả mọi người đều nhìn thấy được sự khác thường đó, nhưng không ai có thể ngăn cản lại được. Bởi vì sự việc xảy ra quá là đột ngột, hơn nữa tốc độ của cô ả quả thực là quá nhanh. Trên tay cô ta có thêm một con dao nhọn hoắt, ánh sáng của con dao đó hắt ra chiếu ngược trở lại ánh sáng mặt trời, khiến cho người ta nhìn thấy mà phải rùng mình. Cô ta nhảy lên, mũi dao chĩa thẳng vào cổ Tần Lạc. Chỉ cần cô ta rơi từ trên không xuống, thì người bị ép ở dưới đám học sinh như Tần Lạc kia sẽ bị cô ả đâm cho thủng ruột. Tất nhiên, nếu hắn muốn dùng học sinh của mình để làm bia đỡ đạn, thì chưa biết chừng sẽ có cơ hội phản kích. Có thể không? Đối với Tần Lạc mà nói thì điều đó là không thể. Cho dù có sợ chết đến mấy thì cũng sẽ không dùng sinh mệnh của học sinh mình để đổi lại tính mệnh của mình. Nhưng đối với học sinh của hắn mà nói thì điều này lại là có thể. Lý Mãnh là cậu học sinh đứng sát Tần Lạc nhất. Khi cậu ta bị một luồng sức mạnh từ phía sau làm cho đổ dạp thì cũng vừa vặn ngã lên người Tần Lạc. Cậu ta là lớp trưởng. Khi cậu ta định quay người lại hô hào các bạn đứng phía sau đừng có xô đẩy nhau thì bèn nhìn thấy cảnh tượng này. Thế là lúc này Lý Mãnh như có sở bá vương nhập vào người vậy, cậu ta dùng hai bàn tay mình áp sát xuống đất, dùng thân thể to lớn của mình để che kín cho Tần Lạc. Phút, Tần Lạc nghe thấy rất rõ tiếng dao cắt vào da thịt. Một tiếng ngự khô khốc, lạnh lẽo, đau đến tận xương tủy. Chương 714, cấp cứu khẩn cấp. Lý Mãnh mặc dù khiến cho người ta có cảm giác như cậu ta da dày thịt nhiều, nhưng nói gì thì nói vẫn là thân thể của một người bình thường. Cậu ta dùng da thịt mình để tiếp xúc một cách thân mật như vậy với lưỡi dao sắc bén đó. Cậu ta đã thua, lưỡi dao đâm thẳng vào lưng cậu ấy. Cái cảm giác đau đớn đó khiến cho cậu ta toàn thân co giật hết cả lên, nhưng cậu ta vẫn dang rộng hai tay, dí chặt Tần Lạc ở phía dưới rồi gào lên, mau bảo vệ thầy Tần. Mau gọi cảnh sát đi. Không phải là đầu óc cậu ta phản ứng nhanh nhạy chỉ thoáng một cái đã nhìn ra được mục tiêu ám sát của cô ả là Tần Lạc, mà là cậu ta hiển nhiên cho rằng mục tiêu của những người này chính là Tần Lạc. Hôm qua không có, hôm kia cũng không có. Vậy sao hôm nay Tần Lạc quay lại mà bọn chúng lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa trong đám người này thì cũng chỉ có Tần Lạc là có giá hơn cả. Bọn chúng không phải đến để tìm cái phiền phức từ đám sinh viên này chứ? Phút! Lại một tiếng, phút, nữa phát ra. Người da đen đó liền rút con dao găm đâm ở lưng của Lý Mãnh ra, tiếp tục dí lên cổ của Lý Mãnh. Con dao găm của cô ta hình bầu dục, ngoài chắc trong rỗng, đầu nhọn hoắt, sắc bén vô cùng. Một khi mà đâm vào thân thể của người ta thì máu tươi sẽ chảy ra từ phần nhọn hình tròn ở giữa, tạo cho người ta một vết thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu mà bị cô ta đâm vào cổ, thì với tốc độ máu chảy một cách kỳ lạ của loại dao găm này, thì e rằng Lý Mãnh chết chắc rồi. Tần Lạc bị Lý Mãnh đè mạnh ở phía trên,
rồi lại được cậu ta bảo vệ như thể gà mẹ bảo vệ gà con vậy, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn học sinh của mình vì cứu mình mà phải chết cơ chứ? Hắn gầm lên một tiếng, hai tay hai chân đồng thời dùng sức nhấc người Lý Mãnh lên rồi lật sang một bên. Hắn phải tự mình đối mặt với cô ả sát thủ này. Chỉ khi nào giải phóng được chân tay thì mới động thủ được. Hơn nữa, Đại Đầu và Giê-xu còn đứng ngay gần đó, chỉ cần mình có thể gắng gượng thêm vài giây thì hai người bọn họ có thể kịp thời chạy đến. Nhưng tốc độ của ả sát thủ da đen kia quả là nhanh hết chỗ nói, thân thể cũng vô cùng nhanh nhạy, linh hoạt. Cô ả vừa nhìn thấy cơ thể của Lý Mãnh được Tần Lạc hất ra thì sắc mặt vui hẳn lên, sau đó lưỡi dao găm bèn hướng thẳng về phía lồng ngực của Tần Lạc. Tần Lạc làm gì có chuyện lại để cho cô ta được như ý. Hắn vẫn nằm yên dưới đất rồi hất tung chân lên, muốn dùng đôi chân này để mê hoặc sự công kích của ả sát thủ người da đen. Ả sát thủ da đen không chịu dễ dàng bỏ qua chiến quả như vậy. Thấy lưỡi dao của mình và lồng ngực của Tần Lạc bị đôi chân của hắn tách ra, cô ta bèn nắm chặt lấy con dao găm đâm thẳng vào đùi hắn. Dù gì thì đâm vào đâu cũng là đâm, cô ta phải tấn công bằng được lên người của hắn mới được. Khi thấy đã sắp thành công đến nơi rồi thì đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả sau gáy. Cái cảm giác nguy hiểm này cô ta không còn lạ lẫm gì nữa. Cô ả liền vồ về phía trước, mượn sức từ đôi chân của Tần Lạc nhảy vụt qua. Phụt! Một đao của Đại Đầu sôi hỏng bỏng không, ả da đen kia đã thoát khỏi đó. Tốc độ và độ mềm dẻo của cơ thể người này khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình thon thót, bình sinh chưa thấy bao giờ. Ả da đen nọ liền biết rằng cơ hội ám sát tốt nhất đã bị thất bại khi có một người to con như Lý Mãnh ngăn lại. Bây giờ thấy vệ sĩ của hắn xông đến gần thì biết là không thể được như ý mình muốn nên cũng không ham chiến nữa, bèn chui ra bên ngoài qua khe hở giữa các sinh viên, sau đó biến mất ở con đường náo nhiệt trước cổng trường. Đại Đầu không dám truy đuổi theo vì cậu ta lo rằng cô ả vẫn còn đồng đảng, vì vậy mà vẫn đứng bên cạnh Tần Lạc nhìn ra xung quanh với con mắt cảnh giác. Tần Lạc lật người lại, nhìn vào khuôn mặt xanh xao tái nhợt, mồ hôi mồ kê đầm đìa của Lý Mãnh, lớn tiếng nói, Lý Mãnh, em thế nào rồi? Thầy Tần, em không sao, Lý Mãnh mở to mắt ra nói, vốn dĩ còn muốn cười lên một tiếng để tỏ vẻ là mình không sao, nhưng không ngờ là làm động đến vết thương nên đau quá, cứ suýt xoa mãi không thôi. Tần Lạc giơ tay ra sờ vào vết thương của cậu ta ở sau lưng thì thấy máu trên tay mình biến thành màu đỏ sẫm pha đen, liền nói, được rồi. Không được nói gì nữa. Nói xong bèn quay ra nói với Đại Đầu, đỡ cậu ấy lên vai tôi đi. Để tôi cõng cho, Đại Đầu nói. Để tôi cõng, cậu nhìn xung quanh đi. Tần Lạc nói, nếu trong lúc Đại Đầu cõng Lý Mãnh mà cô ả người da đen kia lại xuất hiện thần không biết quỷ không hay thì làm thế nào? Đại Đầu nghe vậy thì không tranh giành nữa, liền đỡ Lý Mãnh dậy rồi đặt lên lưng Tần Lạc, sau đó hai người đỡ người khổng lồ dậy rồi một trước một sau chạy về phía bệnh viện. Sự việc xảy ra quá nhanh, thời gian lại vô cùng ngắn ngủi. Cho đến tận giờ phút này thì những lãnh đạo và những sinh viên vây kín xung quanh mới có phản ứng. Mau báo cảnh sát, Lệ Vĩnh Cương xa sầm nét mặt lại nói. Có sự việc như thế này xuất hiện ở trong trường thì một hiệu trưởng như ông cũng phải chịu một phần trách nhiệm, hơn nữa lại còn có học sinh bị thương. Nếu mà xảy ra chuyện gì thì sự việc lại càng trở nên gay gâu hơn. Gọi điện thoại đến bệnh viện trực thuộc đi. Bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng để phẫu thuật. Ông ơi, cháu đi xem thế nào. Lâm Hoán Khê nói với Lâm Thanh Nguyên. Đi đi, Lâm Thanh Nguyên cũng lo lắng đáp lại. Xem Tần Lạc có sao không. Cũng đừng để cho con cháu nhà người ta xảy ra chuyện gì nhé. Lâm Hoán Khê gật gật đầu rồi để Tần Tranh lại cho Lâm Thanh Nguyên chăm sóc. Nàng cũng bước nhanh về phía bệnh viện. Tần Lạc không được gọi là cao lắm. Thân hình thì không được coi là rất to mà gầy gầy mới đúng. Trông hắn giống như một anh thư sinh trói gà không chặt vậy. Nhưng hắn lại rất khỏe. Cõng một người nặng đến hơn 100 g ở trên lưng mà vẫn chạy như bay, không hề có cảm giác nặng nề gì cả. Tất nhiên là bây giờ cũng chẳng có ai còn tâm trí nào mà quan tâm đến cái này nữa. Ai nấy đều lo lắng cho thương thế của Lý Mãnh. Bệnh viện trực thuộc của Đại học Y khoa Thủ đô là bộ môn cấp 2 của đại học này, chỉ cách có một con đường với Đại học Y khoa này mà thôi. Không ít sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học y khoa này ra đều trực tiếp vào luôn trong bệnh viện trực thuộc đó để thực tập hoặc làm việc. Tần Lạc cõng Lý Mãnh chạy vào bên trong cổng bệnh viện thì thấy một đám bác sĩ mặc áo blue trắng đẩy theo chiếc xe phẫu thuật chờ sẵn ở đó rồi. Tần Lạc biết là lãnh đạo trong trường đã gọi nói cho bên này biết trước rồi nên liền đặt luôn Lý Mãnh lên đó rồi nói, có khi là đã thương vào nội tạng rồi, cần phải phẫu thuật gấp.
Máu không phải là màu máu tươi, mà là đỏ thẫm, như thế đủ để thấy vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Chúng tôi biết phải làm thế nào. Một vị bác sĩ lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó nhanh chóng đẩy Lý Mãnh vào phòng phẫu thuật. Tần Lạc cũng chẳng thèm so đo với anh ta làm gì mà vẫn dính chặt ở bên cạnh Lý Mãnh. Hắn cũng là bác sĩ, nếu bệnh tình của Lý Mãnh có gì đột biến thì mình cũng có thể kịp thời ra tay. Đợi cho đến khi xe vào trong phòng phẫu thuật rồi thì Tần Lạc liền bị ngăn lại đằng sau. Hắn ngồi luôn xuống chiếc ghế dài bên ngoài cửa phòng mà mặt cứ đần ra. Thầy Tần, Lý Mãnh thế nào rồi ạ? Tiểu Hoa hai mắt ướt nhòa bước đến trước mặt Tần Lạc hỏi với giọng điệu bi thương. Tần Lạc ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái rồi an ủi cười nói, yên tâm đi, Lý Mãnh sẽ không làm sao đâu. Cơ thể của cậu ấy khỏe lắm, chẳng khác gì một con trâu cả, mà cũng không thương đến chỗ nào trọng yếu, cấp cứu lại kịp thời. Sẽ không sao cả đâu. Tần Lạc biết Tiểu Hoa và Lý Mãnh đang yêu nhau, vì vậy mà hắn không muốn làm cho Tiểu Hoa quá lo lắng. Theo như hắn dự đoán, thì nếu những vị bác sĩ này mà không phạm phải sai lầm gì trong quá trình phẫu thuật thì Lý Mãnh sẽ không vấn đề gì. Đây cũng là lý do mà hắn không cố đi theo vào bên trong phòng phẫu thuật. Nếu Lý Mãnh mà nguy cấp đến tính mạng, thì cho dù có để đại đầu phải dí súng vào đầu bọn họ thì hắn cũng phải bắt bọn họ cho hắn vào bên trong cùng. Đôi khi, Tần Lạc quả thật là rất giống với cậu nhóc không tuân thủ quy củ như Bạch Phá Cục đã nói. Đều tại em, Tiểu Hoa khóc lóc vô cùng thương tâm. Em không nên nói cho anh ấy biết những việc đó mới đúng. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc quan tâm hỏi. Cha mẹ em biết em và Lý Mãnh yêu nhau thì vô cùng tức giận. Bọn họ bắt em phải đoạn tuyệt với Lý Mãnh. Đáng lẽ em không nên nói cho anh ấy biết chuyện này mới đúng nhưng em lại nghĩ là có gì khó khăn thì hai người nên cùng nhau đối mặt. Nếu anh ấy mà không khỏe trở lại thì em cũng không muốn sống nữa. Hu 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 hu, Tiểu Hoa vốn vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng áy náy với bạn trai mình. Giờ đây Lý Mãnh còn chưa biết sống chết ra sao thì lại càng đau lòng hơn nữa. Nếu Lý Mãnh mà ra đi đem theo mối hận suốt đời này, thì Tiểu Hoa chẳng phải cả đời này cũng khó mà có thể cởi mở tấm lòng mình ra được sao? Tần Lạc cau mày lại hỏi, sao cha mẹ em lại bắt em đoạn tuyệt quan hệ với Lý Mãnh? Vì họ không thích Lý Mãnh, còn nói anh ấy là không có tiền đồ gì cả. Tiểu Hoa quẹt đi hai hàng nước mắt, nói. Học sinh của hắn trước giờ vẫn coi hắn như một người bạn, nên có tâm sự gì cũng đem nói cho hắn nghe. Tần Lạc thở dài một tiếng. Hắn biết Tiểu Hoa là con nhà giàu có. Lần trước sinh nhật nàng ít nhất cũng phải bỏ ra cả vạn nhân dân tệ ấy. Làm gì có mấy gia đình bình thường mà có thể làm lễ sinh nhật cho con gái mình một cách xa xỉ như vậy chứ? Tần Lạc mặc dù không biết hoàn cảnh gia đình của Lý Mãnh, nhưng nhìn cách cậu ta ăn mặc thì không giống với một người có tiền. Mặc dù vẫn luôn nói rằng xã hội hiện giờ đã vô cùng văn minh, nhưng vẫn còn vô số bậc cha mẹ vẫn rất chú trọng quan niệm môn đăng hộ đối. Bọn họ tất nhiên là sẽ không cho rằng một người nhìn có vẻ ngốc nghếch như Lý Mãnh lại có thể xứng được với cô con gái cưng của bọn họ. Đừng nghĩ như vậy vội, Tần Lạc nói, bây giờ cái quan trọng là đợi cho Lý Mãnh thoát khỏi nguy hiểm cái đã. Còn chuyện về sau thì để về sau chúng ta cùng tính với nhau. Nếu vẫn không được nữa thì tôi sẽ nói chuyện với gia đình em một lần xem sao. Dạ, cảm ơn thầy. Tiểu Hoa khẽ đáp lại. Hai mắt nàng lúc này đã đỏ au. Lâm Hoán Khê vì đi giày cao gót nên chạy có phần hơi chậm. Nàng bước đến bên cạnh Tần Lạc rồi ngồi xuống, đưa tay ra nắm lấy tay hắn, ân cần hỏi, anh có bị thương ở đâu không? Anh không sao, Tần Lạc nắm lại tay nàng để cho nàng có cảm giác an toàn rồi đáp lại. Mình bị người ta đánh lén như vậy thì chẳng có ai lo lắng, sợ hãi hơn nàng cả. Thế cậu ấy thế nào? Cậu ấy thế nào rồi? Lâm Hoán Khê hỏi, nàng cũng biết là có một học sinh dùng cơ thể mình để đỡ cho Tần Lạc, vì vậy mà nàng cũng không hy vọng học sinh đó sẽ phải chịu bất kỳ thương tổn gì. Chắc là không vấn đề gì đâu, Tần Lạc nói, cũng may mà bệnh viện cách trường không xa nên không trì hoãn thêm một giây phút nào cả. Anh còn cầm máu giúp cậu ấy trước rồi nữa. Có biết là ai muốn hại anh không? Vẻ bình tĩnh thường ngày của Lâm Hoán Khê cũng không thể che đậy được độ tức giận của nàng. Vì sao bọn chúng lại muốn làm vậy? Nơi này còn là trường học nữa. Bọn chúng thật là to gan. Anh không biết đó là ai? Tần Lạc cười nhạt nói tiếp. Nhưng có người sẽ biết. Chương 715, cậu ta không sao rồi. Tần Lạc cảm thấy mình hiện giờ đang bước theo con đường mà văn nhân Mục Nguyệt đang đi vậy. Đối với những việc ám sát như thế này ở xung quanh mình đã trở thành một chuyện quá đỗi bình thường rồi. Ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc hay ở Paris, hắn đều gặp phải đủ loại công kích hãm hại.
nhưng nếu xếp hạng những vụ ám sát này theo mức độ phẫn nộ của hắn, thì đứng ở vị trí đầu tiên tất nhiên vẫn là lần mà Tần Tranh bị bắt cóc. Cũng chính vì lần đó mà hắn liền thay đổi luôn hình tượng tư văn nho nhã của mình bằng cách đích thân chạy đến Long Tức dùng hình ép cung. Cuối cùng băng ghi hình tra tấn dã man đó của hắn bị bại lộ, khiến cho các thành viên khác trong Long Tức đều nhìn hắn với một ánh mắt vô cùng quỷ dị. Ngay đến cả Long Vương cũng phải nói rằng không để cho hắn tiếp tục thẩm vấn người ở Long Tức nữa. Đứng ở vị trí thứ hai thì đó chính là vụ ám sát ngày hôm nay. Bọn chúng lại dám ra tay cả với học sinh của mình. Tần Lạc biết là bọn chúng vẫn đang theo dõi hắn, nhân cơ hội học sinh trong trường tập trung cùng một chỗ để nghênh đón hắn thì trà trộn vào bên trong, sau đó đứng ở đằng sau dùng sức đẩy đoàn người ngã rạp về phía trước, thế là mình chỉ có nước trở thành đệm thịt ở bên dưới mà thôi. Học trò vô tội, vì sao lại gặp phải cái nạn tai bay vạ gió như vậy chứ? Nghĩ đến đây thì trong lòng Tần Lạc tràn ngập những ý muốn giết người. Trong lúc Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đang nói chuyện với nhau thì Lệ Vĩnh Cương cũng dẫn theo một đoàn lãnh đạo trong trường tới. Vốn là một nghi lễ để đón chào Tần Lạc quay về lại trở thành như vậy, nên vẻ mặt của ông cũng vô cùng khó coi. Cậu sinh viên bị thương thế nào rồi? Lệ Vĩnh Cương bước tới trước mặt Tần Lạc hỏi. Tần Lạc cũng không thể ngồi mà nói chuyện với một người bậc trên như thế nên hắn liền đứng thẳng người dậy, đáp, đã đưa vào phòng phẫu thuật và đang cấp cứu rồi ạ. Có lẽ là sẽ không có vấn đề gì đâu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Là ai muốn hại cậu thế? Lệ Vĩnh Cương hỏi một câu hỏi y hệt như Lâm Hoán Khê. Bất kể là ai thì đều hận đến thấu xương tên hung thủ ra tay tàn nhẫn với những sinh viên vô tội. Vì tôi đắc tội với quá nhiều người nên tạm thời cũng không rõ đó là ai nữa. Tần Lạc hàm hồ nói. Hắn không muốn càng nhiều người dính dáng vào việc này hơn. Ai? Lệ Vĩnh Cương thở dài một tiếng não nề. Thời buổi này muốn thực sự làm một việc gì đó thì vô cùng khó khăn. Động vào lợi ích của ai cũng không được. Những việc cậu làm mặc dù có lợi cho nước, cho dân, thoạt nhìn thì cũng oai phong lẫm liệt đấy, nhưng lại đẩy bản thân mình vào nơi nguy hiểm nhất. Xem ra bọn chúng hận cậu đến thấu xương rồi. Đây cũng là cảm giác của tôi đối với bọn chúng. Tần Lạc cười nói, chẳng lẽ Tần Lạc lại không hận bọn chúng đến thấu xương hay sao? Phải bảo vệ bản thân đấy. Thành lập trường được 83 năm rồi mới xuất hiện một nhân tài như cậu. Tôi không muốn cậu bị đứt quãng thế này. Lệ Vĩnh Cương dặn dò với vẻ trịnh trọng. Ông ta thực sự là rất yêu quý một người có tài như Tần Lạc. Có lẽ việc phá vỡ quy luật, vượt qua bao nhiêu là rào cản để đưa Tần Lạc vào được Đại học Y khoa dạy học là một thành công lớn nhất cả đời ông cũng nên. Hiệu trưởng xin cứ yên tâm. Tôi biết phải làm thế nào. Tần Lạc cam đoan nói. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Lát nữa bọn họ sẽ tới đây. Nếu có đầu mối gì thì hãy cung cấp cho bên cảnh sát đi. Lệ Vĩnh Cương dặn dò tiếp. Dạ được, Tần Lạc gật đầu đáp lại. Sau đó hắn tiếp tục nói chuyện thêm với Lệ Vĩnh Cương vài câu rồi Tần Lạc đi đến cầu thang an toàn. Quả nhiên, đại đầu đang ở đó nói chuyện điện thoại với ai đó. Tần Lạc không lên tiếng mà chỉ đứng đó đợi cho đại đầu sau khi cúp điện thoại thì mới âm trầm hỏi, thế nào rồi? Tôi đã gọi cho Hòa Thượng rồi. Bọn họ sẽ giúp đỡ tìm ra tung tích của tên sát thủ. Đại đầu nhìn Tần Lạc với ánh mắt có lỗi, nói, xin lỗi anh. Tôi không thể nổ súng. Tôi biết, tôi không trách cậu đâu. Tần Lạc vỗ vỗ vào vai của đại đầu, an ủi nói. Bao nhiêu học sinh như thế, cậu mà nổ súng thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Đại đầu khẽ nhếch nhếch môi nhưng vẫn có vẻ không vui. Cậu ta vẫn đang tự trách bản thân về việc đã đến cứu viện cho Tần Lạc một cách chậm trễ. Khi Tần Lạc xuống xe tiếp nhận những lời gieo hò của học sinh mình thì cậu ta và Giê-xu cũng trà trộn vào bên trong đám người. Trong những trường hợp như thế này thì bọn họ không cần phải ở sát cạnh Tần Lạc xuất hiện nơi đông đúc làm gì. Bọn họ cho rằng mắt nhìn tứ phía, tai dõi tám phương là đủ rồi nhưng không ngờ là sát thủ lại trà trộn vào bên trong đám sinh viên, hơn nữa còn lợi dụng những sinh viên không có một tấc sắt trong tay này để phát động công kích. Với tốc độ rút súng của cậu ấy thì rất nhanh hai tay đã có hai súng rồi. Nhưng lúc đó toàn bộ hiện trường đã trở nên hỗn loạn, cậu ta không dám đứng nguyên ở chỗ cũ để đợi cơ hội rút súng ra vì chỉ trong vòng mấy giây ít ỏi đó thôi thì sát thủ đã có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vì vậy mà cậu ta liền từ bỏ luôn cả sở trường về súng ống của mình để chọn phương án chiến đấu áp sát. Giê-xu đâu rồi? Tần Lạc cố tìm nén nỗi tức giận trong lòng lại, hỏi. Sự việc sau khi xảy ra thì Giê-xu không thấy đâu cả. Cho đến giờ phút này thì vẫn không nhìn thấy bóng dáng của hắn ta đâu. Khi Giê-xu đến thì đã nói thẳng cho hắn biết trước rồi,
anh ta nguyện đi theo mình vì muốn trốn tránh sự truy sát của kiếm khách và những người khác nữa. Chẳng lẽ hắn ta lại cho rằng đem sát thủ đến đây thì mình có thể bình yên vô sự hay sao? Hay là hắn ta vốn là cùng một hội với kiếm khách? Thậm chí Tần Lạc còn có ý nghĩ là không đưa cho hắn ta thuốc giải nữa. Nếu hắn ta mà nghĩ mình dễ bắt nạt như thế thì hắn ta sẽ phải thất vọng nặng nề. Anh ta đuổi theo một tên sát thủ khác, đại đầu nói, cô ta có đồng bọn, trong lúc cô ta hành động thì có người định tấn công chúng tôi. Thì ra là như vậy, Tần Lạc nói, xem ra phải tin tưởng Giê-xu thêm một chút mới được, chỉ là cái lòng tin này ít ỏi một cách đáng thương hại. Đại đầu là do mình có ơn với cậu ấy, vì vậy nên cậu ấy mới nghe theo lời của mình như vậy. Hắn không tin là cái tính khí bá đạo của mình có thể thu phục được một tiểu đệ cấp bậc như Giê-xu. Ít nhất thì bây giờ hắn còn chưa tin vào điều đó. Cuối cùng thì người đàn ông mắt xanh, tóc vàng đẹp trai sáng lạng Giê-xu cũng xuất hiện. Hắn ta gõ cửa lối thoát an toàn rồi cười nói, nếu tôi không đoán sai thì chắc chắn là anh đang hoài nghi tôi, phải không? Anh biết thế là tốt, Tần Lạc lầm lì nói, người đâu rồi? Chạy rồi. Không phải là anh cố tình để cho hắn ta chạy thoát đấy chứ? Anh đang sỉ nhục lòng tín nghĩa và danh dự của một người sát thủ vĩ đại. Ồ, mặc dù hiện giờ tôi đang là người truyền giáo, nhưng Thượng Đế dạy chúng ta là phải đối xử với người khác bằng lòng chân thành của mình. Vì vậy mà tôi không bao giờ nói dối. Giê-xu nói với giọng vô cùng tủi thân. Vẻ mặt Tần Lạc vẫn không hề có gì xoa dịu hơn trước. Hắn vẫn lì mặt ra hỏi, là kẻ nào? Là anh bạn kiếm khách của tôi. Giê-xu nói, quả nhiên là anh ta đã đuổi theo đến Trung Quốc rồi. Hơn nữa còn luôn đứng sau theo dõi chúng ta. Anh không có cách nào để giữ anh ta lại sao? Không, Giê-xu nói, anh không biết anh ta khủng như thế nào đâu. Hơn nữa, phía anh ta là phía tấn công, còn bên chúng ta là bên phòng ngự. Bên tấn công vốn là có ưu thế hơn bên phòng ngự của chúng ta. Làm thế nào mới có thể giữ anh ta lại được? Tần Lạc hỏi. Giê-xu nhún nhún vai nói, khi trước các anh làm thế nào để giữ tôi lại thì giờ cũng có thể làm thế với anh ấy. Ngày trước là vì anh muốn cướp lại con chó ngao mặt quỷ, vì thế nên mới bị trúng kế. Tần Lạc nói, thế anh ta muốn gì? Giê-xu nhìn Tần Lạc mà không nói câu gì thì Tần Lạc ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn ta chuẩn bị để mình làm mồi nhử vì kiếm khách đuổi theo đến tận Trung Quốc là vì muốn giết chết mình và tên phản bội Giê-xu này. Không được, nhớ anh và bọn chúng đều là một bọn thì làm thế nào? Đại đầu nổi giận, nhìn chằm chằm vào Giê-xu nói. Nếu Giê-xu và kiếm khách là đồng bọn với nhau, thì con mồi Tần Lạc không phải là tự rơi vào cái bẫy mà người ta bày ra sẵn rồi đó sao? Anh tin tôi không? Giê-xu không thèm để ý đến đại đầu, quay ra nhìn Tần Lạc hỏi. Không tin, Tần Lạc thẳng thắn nói. Giê-xu cảm thấy buồn bực vô cùng. Trong phim Mỹ, khi xuất hiện những cảnh như thế này, thì người trả lời luôn chăm chú nhìn vào mắt người hỏi. Sau một hồi đưa ánh mắt nồng nàn của mình đến người đó thì mới gật đầu nói, tôi tin. Sao hắn lại có thể làm ngược lại như thế cơ chứ? Có điều, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Tần Lạc nói, tôi phải nhắc cho anh biết rằng, chúng ta là một hội. Nếu mà tôi chết thì anh cũng khó mà sống nổi. Tôi hiểu điều đó, Giê-xu nói, vì thế nên tôi mới muốn hợp tác với anh. Hắn ta nhìn đại đầu một cái đầy vẻ khó chịu rồi nói. Đáng tiếc là anh ta mãi vẫn không thể hiểu nổi cái cảm giác tin tưởng giữa những người đàn ông với nhau. Một kẻ sát thủ phản bội lại quy tắc và hợp đồng cũng xứng để nói chuyện với người ta về lòng tin tưởng hay sao? Đó là ngày trước, Giê-xu mặt dày đáp lại một cách vô sỉ. Con người tôi bây giờ coi như đã làm lại cuộc đời rồi. Tôi không phải là Giê-xu của ngày xưa nữa. Tôi là một con tin trung thành và nghèo hèn nhất của Thượng Đế. Tôi là người truyền giáo. Rất nhanh. Cảnh sát đã đến nơi. Một người bị hại mà không bị thương tích gì như Tần Lạc thì tất nhiên là phải qua đó để ghi lại khẩu cung. Ám sát xảy ra ở trong trường là một vụ án vô cùng nghiêm trọng và ác liệt. Vốn dĩ bọn họ muốn đưa Tần Lạc về cục cảnh sát để điều tra nhưng vì Lý Mãnh vẫn còn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa được mở ra, nên Tần Lạc không thể yên tâm mà đi vào lúc này được. Thế là không thể không gọi cho Ly để nàng bảo đảm cho mình ở lại. Những người như Văn Nhân Mục Nguyệt và Minh Hạo cũng có thể làm được việc này nhưng bọn họ một người là thương gia, còn một người thì là quan viên, Tần Lạc không muốn bọn họ có liên lụy gì đến việc này, đặc biệt là Minh Hạo. Nếu anh ta mà bị kéo dính vào việc này thì tiền đồ sau này của anh ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Làm xong thủ tục, hắn liền ký tên lên đó dưới yêu cầu của cảnh sát, sau đó thì không còn có ai đến làm khó cho hắn nữa.
Xem ra một cú gọi của Long Tức cũng khá là có tác dụng. Những nhân chứng như Lệ Vĩnh Cương cũng phải ghi chép khẩu cung, còn có những sinh viên cầm điện thoại lên ghi hình Tần Lạc lại thì đúng lúc ghi lại được mười mấy giây nguy hiểm đó. Và nó bèn trở thành chứng cứ mấu chốt nhất để bên cảnh sát điều tra phá án. Chỉ có điều làm người ta cảm thấy ái ngại đó là, sát thủ mà ghi lại được thì toàn thân đều một màu đen thui. Áo bó sát màu đen, quần thể thao màu đen hòa cùng với một màu da đen nhánh. Không những thế, cô ả còn đội trên đầu một chiếc mũ lưỡi chai nữa, cho dù có rửa ảnh của cô ả ra thì cũng không có cách gì để có thể nhìn rõ được ngũ quan của cô ta trông như thế nào nữa. Mắt, mũi, miệng đều nối liền thành một khối, căn bản là không thể tách rời chúng ra được. Tin dê dê dê, tong dê dê. Chiếc đèn trên cửa phòng phẫu thuật chuyển từ đỏ thành xanh, sau đó cửa phòng từ từ mở ra, bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật này bước ra bên ngoài. Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi? Một đám người vây lấy xung quanh, nháo nhào hỏi. Vết thương rất sâu, đâm vào tận nội tạng. Tần Lạc ngắt lời ông ta, nói, ông nói luôn cho chúng tôi biết tình hình hiện giờ của bệnh nhân như thế nào đi. Vị bác sĩ nọ nhìn Tần Lạc một cái ra vẻ khó chịu. Thấy tên nhãi này cắt ngang lời mình đang khoe công trạng thì thật đáng ghét, liền lạnh lùng đáp lại, cậu ta không sao rồi. Chương 716, là một người đàn ông thư xê thụ. Khoảng 10 giờ đêm đó thì Lý Mãnh tỉnh dậy, bác sĩ nói bệnh nhân vừa tỉnh lại cần yên tĩnh, không được làm gì quấy rầy quá đến bệnh nhân. Thế là mọi người bàn bạc với nhau một lượt rồi Tiểu Hoa, Tần Lạc và Lệ Vĩnh Cường vào bên trong thăm nom. Tiểu Hoa là bạn gái của Lý Mãnh thì đương nhiên sẽ là lựa chọn đầu tiên. Tần Lạc không chỉ là thầy giáo của Lý Mãnh, mà còn là nam diễn viên chính của vụ việc lần này, vì vậy hắn trở thành sự lựa chọn thứ hai. Còn Lệ Vĩnh Cường thì là hiệu trưởng của trường Đại học Y khoa Thủ đô, và cũng là lãnh đạo của Lý Mãnh, vì vậy mà ông thay mặt cho lãnh đạo toàn trường vào bên trong thăm nom. Đúng như những gì mà Tần Lạc nói, cơ thể của Lý Mãnh khá tốt, hơn nữa khi Tần Lạc phát hiện màu máu của cậu ta có màu sẫm thì lập tức cầm máu cho cậu ta luôn, vì vậy mà cậu ta không bị mất quá nhiều máu dẫn đến kiệt sức. Khi ba người bước vào thì Lý Mãnh đang mở to đôi mắt ngây ngô nhìn ba người mỉm cười. Ngốc ngư heo ấy, Tiểu Hoa thấy Lý Mãnh bình yên vô sự thì hai mắt lại đỏ au hết cả lên. Cũng không thèm để ý xem có bị Tần Lạc và Lệ Vĩnh Cường chê cười nữa mà cầm luôn tay của cậu ta lên quẹt hai hàng nước mắt của mình đi. Anh không sao, không bị thương đâu, Lý Mãnh an ủi nói, rồi cũng dùng ánh mắt thân thương của mình để nhìn cô bạn gái. Trải qua lần trắc trở này thì tình cảm của hai người lại càng gắn bó hơn xưa. Tần Lạc nghĩ, nếu cha mẹ của Tiểu Hoa quả thực chê nhà của Lý Mãnh nghèo thì mình sẽ phải ghé thăm nhà của Tiểu Hoa một chuyến mới được. Đồ ngốc, nằm cả trong bệnh viện rồi mà còn nói là không bị thương gì sao? Thế thì như thế nào mới gọi là bị thương đây? Tiểu Hoa hờn dỗi nói, anh có biết là em lo cho anh thế nào không? Anh để cho người ta bị hù chết rồi thì anh mới cam tâm hả? Thầy Tần không sao là tốt rồi, Lý Mãnh nhếch mép cười nói. Khi Cửu Cửu ra đi có dặn bọn em là phải chăm sóc thầy Tần cho thật tốt. Ý của Cửu Cửu muốn nói là phải bảo chúng ta chịu khó liên lạc với thầy Tần, chứ thầy Tần lại cần anh chăm sóc sao? Tiểu Hoa đính chính lại. Hề hề, như nhau cả mà. Lý Mãnh cười hề hề nói. Mặc dù bản thân bị người ta đâm cho một nhát nhưng người thầy mà cậu ta yêu quý không bị làm sao, thì trong lòng cậu ta chẳng hề cảm thấy khó chịu hay uất ức gì cả. Mà ngược lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Như thể mình vừa làm được một chuyện gì to tát lắm vậy. Tần Lạc đi đến cạnh giường của Lý Mãnh, vỗ vỗ vào mu bàn tay của cậu ta rồi cười nói, hôm nay may mà em đến cứu tôi, nếu không thì người nằm đây phải là tôi rồi. Kỳ thực những lời này của Tần Lạc hơi quá sự thật một chút. Hung thủ vì muốn trốn tránh ánh mắt quan sát của đại đầu và khê xú nên mới trà trộn vào bên trong đám sinh viên trước. Sau đó lợi dụng trong lúc đám người nhốn nháo hết cả lên thì ra tay tấn công, vừa đúng lúc đó thì Lý Mãnh phát hiện ra, liền lập tức dùng cơ thể to lớn của mình để éo Tần Lạc ở phía dưới, bảo vệ cho hắn. Mặc dù nói là cứu Tần Lạc, nhưng thành ra cũng là hại Tần Lạc. Vì sao lại nói vậy? Vì bản thân Tần Lạc cũng biết võ, vì vậy nếu Lý Mãnh không ép về phía này, thì hắn sẽ né tránh được một cách nhanh nhạy nhất, hoặc có thể sẽ phản kích lại. Nhưng khi Lý Mãnh ép người lên hắn, thì mặc dù nói là cậu ta bảo vệ, nhưng cũng là kiềm chế hắn lại. Bất kể ai khi trên người mình có một khối thịt to lớn như thế thì cũng chẳng có cách nào mà nhúc nhích nổi. Nhưng Tần Lạc không thể không cảm động trước tấm lòng này của cậu ta. Nói thực thì hắn thực sự cảm thấy vô cùng xúc động.
Trong cái thời buổi mà tình cảm của con người với con người càng nhạt nhòa này thì có được mấy người sẵn lòng đón nhận lấy nhát dao cho người khác chứ? Tần Lạc vẫn luôn cho mình là một người thầy giáo, còn mấy người Lý Mãnh thì là học sinh. Người ban ơn phải là mình, còn bọn chúng chỉ là người tiếp nhận, thừa hưởng. Mình không nợ nần gì với bọn chúng cả, mà ngược lại bọn chúng phải là người nợ mình. Nhưng mà việc xảy ra ngày hôm nay thì lại đảo lộn hết những suy nghĩ của hắn, bọn chúng không nợ nần gì mình hết mà mình lại nợ bọn chúng. Tình cảm mà chúng đối với mình thì liệu mình dùng việc dạy học không thôi thì có thể hoàn trả lại được không? Em cũng không nghĩ nhiều, Lý Mãnh ngại ngùng nói. Em nhìn thấy có người muốn làm hại thầy nên xông luôn lên trước. Lần sau không được làm như thế nữa đâu đấy. Tần Lạc nói, tôi là thầy các em, đáng lẽ tôi phải bảo vệ cho mấy em mới đúng, làm gì có chuyện lại để cho các em bảo vệ lại tôi chứ? Không được, không được, Lý Mãnh lắc đầu quầy quậy nói. Thầy là thầy của bọn em, nên bọn em mới phải bảo vệ thầy. Nếu mà em không làm thế thì các bạn chửi em chết. Nếu mà là người khác nói lời này thì Tần Lạc sẽ cảm thấy người đó thật giả tạo, nhưng những lời này được thốt ra từ miệng của Lý Mãnh thì Tần Lạc lại thấy chẳng hề có gì là bất ngờ cả. Được rồi, thế nhưng chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau vậy. Tần Lạc cười nói tiếp, bây giờ thì cứ nghỉ ngơi cho tốt đi đã. Thầy Lệ ở đây, thầy ấy sẽ gọi điện nói với Khoa một tiếng giúp em. Lệ Vĩnh Cường cũng bước tới gần, nhìn Lý Mãnh rồi cười hê hê nói, tôi cảm thấy được an ủi vô cùng. Trường chúng ta có một thầy giáo vì nước vì dân, đảm đương trọng trách cứu vớt nền trung y, giờ đây lại có thêm một học sinh là Lý Mãnh xả thân mình để cứu lấy thầy giáo của mình. Thầy cho hai người có thể trở thành một truyền thuyết rồi đấy. Xảy ra vụ ám sát như thế này ở trường là vô cùng nghiêm trọng, tôi không hy vọng lại có thêm lần thứ hai, nhưng lần này tôi cảm thấy rất vô cùng hãnh diện, vô cùng tự hào về hai người. Cảm ơn hiệu trưởng, Lý Mãnh xúc động nói. Cậu đã sớm nghe nói đến danh tiếng của Lệ Vĩnh Cường. Nhưng trước giờ vẫn không có cơ hội tiếp xúc với ông, và cũng biết ông là một người thầy được học sinh vô cùng kính trọng. Không ngờ ông lại đánh giá cao về mình đến như vậy. Lệ Vĩnh Cường vừa nói vậy thì Lý Mãnh cảm thấy mình bị thương như thế thật là đáng lắm. Không cần phải khách khí, đây là vinh dự của em đáng được hưởng. Lệ Vĩnh Cường nói, em nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ đảm bảo trường cho việc này lên báo, để học sinh trên toàn quốc đều học tập noi theo gương em. Hả, hiệu trưởng? Làm như thế sao được? Thôi đừng làm vậy, Lý Mãnh vừa nghĩ đến việc mình trở thành một học sinh mẫu mực để làm gương thì thấy trong lòng chột dạ. Cậu không thuộc vào những học sinh đi đầu, về mọi mặt cũng không được coi là ưu tú, điểm sáng duy nhất là hiện tại đảm nhiệm chức lớp trưởng, hơn nữa cái chức vị này còn là Vương Cửu Cửu tặng cho cậu, còn không thông qua bầu chọn của cả lớp nữa. Nghe tôi đi, Lệ Vĩnh Cường phất tay quả quyết nói, nghỉ ngơi cho khỏe đi, việc này đợi em tỉnh rồi hãy tính. Tần Lạc để Tiểu Hoa ở lại với Lý Mãnh cho hai người có chút không gian riêng với nhau, còn hắn thì đi theo Lệ Vĩnh Cường ra bên ngoài. Hiệu trưởng thực sự muốn để Lý Mãnh liệt vào hàng những học sinh tiêu biểu sao? Tần Lạc cười hỏi. Lệ Vĩnh Cường âm trầm thở dài nói, xảy ra hung án như vậy ở trong trường, lại còn có học sinh bị thương phải nhập viện, thì một người hiệu trưởng như tôi phải có trách nhiệm chứ? Hơn nữa một chuyện như thế này thì không giấu nổi đâu. Lúc đó có bao nhiêu là học sinh đứng đó? Lại còn có người ghi hình lại nữa, chưa biết chừng ở bên ngoài đã bàn tán xôn xao hết cả lên rồi cũng nên. Bên ngoài đã có không ít phóng viên đến đây, tôi đã bảo người ngăn chặn họ lại rồi. Học sinh còn chưa tỉnh hẳn lại, tình hình cũng chưa biết rõ sẽ đi về đâu, thì làm sao có thể để mặt cho bọn họ viết bậy viết bạ một cách vô trách nhiệm được chứ? Chỉ cần ở ngoài có một lát thôi mà tôi đã nhận được mấy cú điện thoại từ bên trên gọi xuống rồi. Có không ít lãnh đạo đều đang chăm chú theo dõi việc này. Vì vậy mà chúng ta bắt buộc phải xử lý cho tốt, không được bôi cho chát chấu vào mặt trường chúng ta. Vì sao hung thủ muốn hành hung thì đây là việc của cậu và cảnh sát, còn việc cậu tôi phải làm đó làm thế nào để Lý Mãnh trở thành một người đàn điển hình trong việc thấy chuyện bất bình thì ra tay giúp đỡ. Nếu làm như vậy thì việc xấu rồi cũng sẽ biến thành việc tốt. Lệ Vĩnh Cường dừng chân lại, nhìn Tần Lạc nói, ban sáng tôi còn thấy ngưỡng mộ ông nội cậu, ngưỡng mộ ông ấy ó một cậu cháu trai giỏi giang, đáng tự hào. Còn bây giờ thì tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ cậu rồi, ngưỡng mộ cậu có một đám học sinh tốt. Những người làm công việc dạy học như chúng ta, có thể làm được việc này thì coi như cả đời này cũng đáng lắm rồi. Lý Mãnh còn trẻ như vậy mà đã làm ra một việc như thế thì quả là khiến cho người ta đáng kinh ngạc. Cậu nhìn lại xem cái đám học sinh đang chờ đợi ở dọc hành lang kìa, lúc đến có bao nhiêu người, và bây giờ còn lại bao nhiêu người, không ăn uống cứ ngồi đơ ra như vậy đuôi mấy lần mà cũng không chịu đi.
cái lớp này được cậu huấn luyện thành tinh thần thép hết rồi. Không phải là tôi huấn luyện đâu, Tần Lạc lắc đầu nói. Không phải cậu huấn luyện sao? Lệ Vĩnh Cường nghi hoặc nói. Vậy thì ai huấn luyện ra vậy? Là Vương Cửu Cửu, Tần Lạc nói. Tần Lạc là tinh thần lãnh tụ của cái lớp này, là một vị thần mà đám học sinh trong lớp thờ phụng. Nhưng người thực sự đem lại cho lớp bọn họ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bước đó là Vương Cửu Cửu. Nàng trước giờ đều ở bên cạnh bọn họ, dùng cử chỉ, hành động và lời nói của mình để ảnh hưởng đến bọn họ. Vương Cửu Cửu, Lệ Vĩnh Cường nghĩ một lúc rồi mới cười nói, đúng rồi. Tôi nhớ em đó, một cô gái hết sức cố chấp. Khi cậu vừa mới đến trường dạy thì vì không có tư cách dạy học nên bị trường cho nghỉ dạy, thế là ngày nào em ấy cũng chạy đến trước cửa phòng làm việc của tôi để chờ gặp tôi. Ngày trước đều là học sinh sợ tôi, không ai dám nói chuyện gì với tôi cả. Nhưng sau khi gặp em đó thì đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy e sợ một học sinh nữ. Những việc mà Cửu Cửu muốn làm thì cô ấy sẽ nghĩ cách làm cho bằng được. Tần Lạc trong lòng cũng cảm thấy mềm nhũn, như thể bị vậy gì đó làm cho tan chảy ra vậy. À đúng rồi, tôi nghe nói Cửu Cửu thôi học rồi. Có chuyện gì vậy? Lệ Vĩnh Cường cau mày lại hỏi. Với tình hình trong nước của Trung Quốc, thường thì khi có những học sinh có bối cảnh gia đình đặc biệt đến nhập trường, thì trong tay của lãnh đạo sẽ có danh sách. Ví như một người con em gia đình lãnh đạo có cấp bậc như Vương Cửu Cửu thì sẽ được hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cường đích thân săn sóc. Nếu là con em lãnh đạo cấp tỉnh hay thành phố thì sẽ do những lãnh đạo tương ứng khác săn sóc. Thứ nhất là muốn dành cho những em này sự quan tâm và chăm sóc một cách đặc biệt, có cần gì thì có thể đáp ứng kịp thời, trường học có lợi ích gì thì cũng có thể thông báo kịp thời đến họ. Thứ hai là nếu có được danh sách này rồi, thì lãnh đạo trong trường nếu muốn đến thăm hỏi gia đình thì phụ huynh của các em không thể không nể mặt chứ. Hồ sơ bí mật của Vương Cửu Cửu có thể xếp vào hạng học sinh trọng điểm trong những học sinh đã rời đi, do vậy mà Lệ Vĩnh Cường tất nhiên là biết rồi. Tôi không để Vương Cửu Cửu đi cải thiện tình hình sức khỏe của mọi người. Tần Lạc mặt dày đang chát vàng vào mặt mình, nói tiếp, tôi để Cửu Cửu đi cải thiện đời sống của người khác. Lệ Vĩnh Cường gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Gia đình của Cửu Cửu như thế thì chẳng cần phải học y làm để làm gì. Lý Mãnh bình yên vô sự, thì Tần Lạc cũng có thể yên tâm quay về nhà ngủ một giấc. Ngồi trên xe quay về, Tần Lạc bất chợt cảm thấy nhớ Vương Cửu Cửu ở xa tít nơi miền Nam vô cùng tận. Hắn rút điện thoại ra gọi cho Vương Cửu Cửu, rất nhanh một giọng mừng quính của một Cửu Cửu vang lên. Hả, vừa rồi em còn đang đón giả đón non xem anh có gọi điện cho em không cơ, không ngờ anh gọi đến thật. Tốt quá rồi, em vui lắm, em sẽ thưởng cho anh, nói đi, anh muốn gì nào? Tần Lạc còn chưa kịp thở ra tiếng nào thì từ đầu bên kia đã líu lo không ngớt. Đôi môi Tần Lạc khẽ giật bắn lên, hắn thực sự không nhẫn tâm quấy rầy tâm trạng vui vẻ của nàng lúc này. Sao vậy? Vương Cửu Cửu cảm thấy Tần Lạc có gì đó không ổn, liền lên tiếng hỏi lại. Lý Mãnh bị thương rồi, cậu ấy giúp anh đỡ một nhát dao. Tần Lạc nói, hắn tường thuật lại một cách chi tiết câu chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Vương Cửu Cửu nghe, sau khi kể xong thì thấy trong người thư thái hơn rất là nhiều. Là một người đàn ông thực thụ, Vương Cửu Cửu nói với giọng trong trẻo, lảnh lót. Chương 717, trừ phi tôi chết. Vương Cửu Cửu nói là muốn quay về thăm Lý Mãnh nhưng bị Tần Lạc ngăn lại. Vừa mới đến đó đợt si mấy ngày, còn rất nhiều trưởng quan còn chưa quen mặt nữa, làm sao có thể phủi đít rời đi đợt si chứ? Mặc dù vẫn nói là dưới sự nâng đỡ của thực lực bối cảnh nhà họ Vương, Vương Cửu Cửu có thể làm bất cứ thứ gì mà nàng muốn làm, nhưng một gia tộc muốn thịnh vượng lâu dài thì sẽ yêu cầu con em họ vô cùng nghiêm khắc. Bọn họ sẽ dùng những điều lệ hà khắc hơn để yêu cầu con em họ. Làm như vậy thì khi đặt cách đề bạc lên trên sẽ khiến cho mọi người không phản đối một cách thái quá. Đứng càng cao thì nhìn càng xa, đứng càng cao thì ngã sẽ càng thảm hơn. Đại tiểu thư nhà Vương ra đến khu quân đội ở Dương Thành, việc này có biết bao nhiêu người đang nhìn vào chứ? Vốn dĩ là một cuộc hành trình nho nhỏ, nhưng trong mắt nhiều người thì đờ si phức tạp hóa hơn nhiều. Vương Cửu Cửu không thể phạm sai lầm, mà ngược lại nàng phải cho mọi người thấy một thành viên đời sau hội tụ đầy đủ mọi tố chất ưu tú của Vương gia. Vì vậy mà chuyến đi này của Vương Cửu Cửu không hề thoải mái chút nào. Mà ngược lại còn mệt hơn những quân nhân thông thường khác. Tần Lạc hiểu đờ si điều này, vì vậy mà hắn đã nói trước với Hạ Dương một tiếng, tên danh này mặc dù không ở trong quân đội, nhưng mà chẳng có ai mà không nể mặt cháu trai của nhân vật đứng đầu ở đây. Anh đúng là chẳng có lòng tốt gì cả. Vương Cửu Cửu bất mãn nói. Rõ ràng là anh biết em muốn về chủ yếu là muốn nhìn anh một cái mà thôi.
Em vừa mới đi Đờ Si vài ngày mà lại quay về thì không Đờ Si hay cho lắm. Hơn nữa, anh còn đang bận dệt lưới để bắt cá đây, bây giờ em quay về thì nguy hiểm lắm. Tần Lạc khuyên nhủ. Có cần em giúp anh không? Vương Cửu Cửu thấp giọng hỏi, như thể nàng lo những lời như vậy sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Tần Lạc vậy. Không cần đâu, Tần Lạc từ chối luôn. Nhà em mặc dù hiện giờ đã không còn phản đối chuyện anh và em đi lại với Nhua nữa nhưng mà vẫn rất không ưa anh. Vì vậy mà thôi không làm phiền họ nữa. Thế nhất định anh phải cẩn thận đấy. Vương Cửu Cửu lo lắng nói. Nếu thực sự không giải quyết Đờ Si vấn đề, thì có thể không cần phải báo thù cho Lý Mãnh nữa. Chỉ cần Vương Cửu Cửu em còn đây thì em nhất định sẽ đảm bảo cơm no áo ấm cho cậu ấy cả nửa đời người còn lại. Cái ơn nghĩa này để em chả có Đờ Si không. Phụ nữ thì thường ích kỷ. Khi có chuyện gì liên quan đến người mình yêu thì cái tính ích kỷ này lại Đờ Si biểu hiện một cách nổi bật nhất. Lý Mãnh bị thương là vì Tần Lạc, còn Vương Cửu Cửu thì lại cho rằng Tần Lạc đan lưới bắt cá là để trả thù cho Lý Mãnh. Nàng lo sợ Tần Lạc sẽ xa luôn cả vào trong đó, thậm chí còn bắt đầu khuyên Tần Lạc từ bỏ cái ý định báo thù này đi, những gì nợ Lý Mãnh thì để nàng trả thay cho. Nói cho cùng thì nàng không muốn người đàn ông mà mình yêu bước vào con đường mạo hiểm. Yên tâm đi, anh không làm sao đâu. Tần Lạc cảm thấy xúc động vô cùng. Để cho một thiên kim tiểu thư từ bỏ lòng tự tôn của mình mà hạ thấp mình để nói ra những lời như vậy thì thực sự làm khó cho nàng quá. Có lần đầu thôi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Đờ Si rồi, Vương Cửu Cửu gật đầu nói. Nếu anh không đồng ý để Vương gia nhúng tay vào thì anh phải đi tìm Long Vương đấy nhé. Ông ấy là sư phụ của anh, tất yếu sẽ lo cho sự an nguy của anh. Hơn nữa, ông ấy còn muốn nhờ anh, chữa trị cái chân cho ông ấy nữa cơ, nếu anh mà gặp chuyện gì bất trắc thì ông ấy có thể tìm Đờ Si ai cơ chứ. Độc nhất thì vẫn là lòng dạ một người phụ nữ. Trong nháy mắt nàng đã xúi dục Tần Lạc đi dụ dỗ, uy hiếp Long Vương rồi. Tần Lạc sau đó còn nói chuyện thêm với Vương Cửu Cửu một lúc lâu nữa, rồi hai người mới chịu cúp điện thoại trong sự lưu luyến. Tần Lạc nói với người ngồi bên cạnh ghế tài xế là Giê-xu rằng, người da đen ngày hôm nay là ai vậy? Hắc xà, Giê-xu nói, đồng bọn của kiếm khách. Chúng ta luôn đặt mục tiêu lên người của kiếm khách không ngờ hôm nay lại gặp phải độc thủ của Hắc Xà. Cô ta là ai thế? Tần Lạc hỏi, hắn nhìn thấy mặt của Hắc Xà chỉ là một đám màu đen, chẳng có cách nào để nhìn rõ mặt của cô ả cả. Cho dù lần sau có gặp lại ở trên phố đi nữa thì cũng chưa chắc nhận ra Đờ Si. Chỉ có thể kết luận từ bộ ngực nhô ra của cô ta. Đến từ Châu Phi, nghe đồn đó là con gái của ông vua đặc chủng binh Đa Tách Cơ. Cô ta rất nổi tiếng trong giới đặc chủng binh, không ngờ là gia tộc An Toàn đã mới cô ta đến. Giê-xu đối với những nhân vật trong giới sát thủ của mình thì rõ như lòng bàn tay, và cũng không hề giấu giếm chút nào. Tần Lạc cau mày lại, không ngờ lầm đi Paris đó lại chọc giận một con mà đầu. Mình và gia tộc An Toàn có mối thù sâu đậm, bọn họ đã 5 lần 7 lượt cho người đến đuổi giết mình, còn mình thì lại bảo Giê-xu đi giết chết người thừa kế và người mang theo dòng máu An Toàn trong người là Winsinaiton nhà bọn họ. Mối thù to lớn này không thể biến mất theo thời gian Đờ Si, mà ngược lại, cùng với thời những va chạm ngày càng gia tăng thì sớm muộn gì cũng sẽ phát triển tới tình thế khó mà kiểm soát Đờ Si. Nhưng thế thì sẽ làm sao? Người đất còn 3 phần hỏa khí, hơn nữa Tần Lạc còn không phải là người đất, vì vậy hắn không thể nào chịu nổi người ta cứ 5 lần 7 lượt tới để làm nguy hại đến tính mạng của mình như vậy. Lẽ nào cô gái mà thả rắn đó cũng là người của bọn chúng? Vậy thì Natasha thì sao? Tần Lạc biết cuộc chiến của bọn họ thực ra là cuộc chiến của tiền bạc, có tiền rồi thì là người có những vũ khí tiên tiến nhất. Tần Lạc thấy rằng cần chú ý một chút đến sự hoạt động của quốc tế khuynh thành và công hội trung y. Nếu cần thiết thì hai con gà biết đẻ trứng vàng này sẽ cung cấp tiền tài và hỗ trợ mọi mặt cho hắn. Nếu không thì làm sao mà hắn có thể trở thành đối thủ của gia tộc An Toàn và nhãn hiệu đầu sỏ y dược ở châu Âu chứ? Bọn chúng chỉ cần không ngừng tung tiền ra. Không ngừng mời sát thủ đến để hỏi thăm sức khỏe của mình thì cũng đủ để phiền chết rồi. Có lẽ còn một cuộc đại chiến tàn khốc hơn đợi hắn cũng nên. Chỉ là Tần Lạc cho đến giờ vẫn không nói rõ đó là trận chiến gì. Trong lòng mơ hồ có một nỗi lo lắng không tên mà thôi. Bọn chúng tổng cộng là có bao nhiêu người? Tần Lạc hỏi. Không rõ nữa, Giê-xu đáp lại, tôi chỉ biết là có kiếm khách, đến hôm nay mới biết là có cả Hắc Xà cũng đến đây cùng cậu ta. Nếu có thêm 2-3 người nữa thì cũng không khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Ai bảo cái đầu của anh ta đáng tiến đến thế cơ chứ? Tần Lạc nghĩ một lát rồi nói, nếu anh là bạn của kiếm khách thì anh phải biết làm thế nào để tìm ra anh ta phải không?
có thể thử xem sao. Giê-xu nói, nhưng đây là Trung Quốc, hơn nữa hiện nay chúng tôi đã trở thành đối thủ của nhau, vì vậy mà hắn sẽ đề phòng tôi mọi nơi mọi lúc. Những gì mà tôi có thể nghĩ đến thì cậu ấy cũng có thể nghĩ tới. Ai Tần Lạc thở dài một hơi não nề rồi nói tiếp, cố gắng tìm ra anh ta một cách nhanh nhất. Bất luận là dùng biện pháp gì thì đều phải giữ hắn ở lại Trung Quốc. Toàn bị ép buộc tiếp nhận sự tấn công, Tần Lạc cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn nghĩ, kiểu gì thì cũng phải đòi cho bằng hết những món nợ này về mới được. Khi Tần Lạc tỉnh dậy rồi bước xuống lầu, thì Tần Thanh, Lam Thanh Nguyên và Bối Bối đều đang ngồi đợi ở bàn ăn rồi. Lâm Hoán Khuê buộc chiếc tạp dề vào người cùng với kỵ lý bận rộn làm bữa ăn cho cả nhà, trên bàn hiện giờ đã bày ra không biết bao nhiêu là dĩa to dĩa nhỏ các loại, nhìn thịnh soạn vô cùng. Anh dậy rồi à? Bối Bối nhảy từ trên ghế xuống, chạy đến ôm chân Tần Lạc nói, tối qua em muốn đến ngủ với anh, nhưng ông không cho. Sao lại không cho vậy? Tần Lạc ôm lấy cô bé rồi thơm len hai mà núng nính toàn là thịt của cô bé, cười hỏi. Ông nói là anh ngáy khi ngủ. Bối Bối nói, nhưng em thấy kỳ lạ lắm nhé. Nếu em ngủ say rồi thì sao mà nghe thấy anh ngáy cơ chứ? Tần Lạc biết vì sao Lâm Thanh Nguyên lại không cho Bối Bối qua phòng ngủ với mình, chắc là sợ cô nhóc nghịch ngợm Bối Bối này qua đó thì sẽ phá hủy luôn thế giới của hai người là hắn và Lâm Hoán Khuê mất. Vì anh ngáy to lắm, như thế sẽ làm cho em tỉnh lại đó. Tần Lạc giải thích, nào qua đây, ngồi xuống ăn cơm thôi. Tần Lạc bế Bối Bối đến cạnh bàn ăn rồi mới chào hai ông lão Tần Tranh và Lâm Thanh Nguyên. Cháu xem này, Tần Tranh đẩy tờ báo trong tay của mình đến trước mặt của Tần Lạc rồi nói. Tần Lạc cầm tờ báo lên nhìn, ngay trang đầu tiên đã báo cáo về sự kiện xảy ra ngày hôm qua ở trường học rồi. Đại học Y khoa thủ đô xảy ra một vụ ám sát, mục tiêu tập kích đó là một người trẻ tuổi tài ba, một ông vua của ngành Y Trung Quốc Tần Lạc. Điều này đã trở thành tiêu điểm cho vô số báo chí tranh nhau đưa tin. Những phóng viên đó biết được là công chúng muốn biết cái gì. Chỉ với những fan ruột của Tần Lạc thôi đã đủ khiến cho những tờ báo của họ in ra phải sạch banh rồi. Ban sáng thức dậy luyện quyền còn thấy bên ngoài có không ít phóng viên cơ. Lâm Thanh Nguyên cười nói, khi nào cháu đi ra ngoài thì chú ý một chút, đừng để cho bọn họ vây kín vào nhé. Tần Lạc lắc đầu cười cười nói, việc này khó mà né tránh được. Càng né tránh thì bọn họ càng đón già đón non một cách tùy tiện. Tần Lạc dở thêm một tờ báo khác chỉ vào một tin trong đó nói, đến cả giết chết người tình cũng viết đến rồi đây này, ai mà biết bọn họ còn nói gì về chuyện này thêm nữa chứ. Thế cháu định thế nào? Lâm Thanh Nguyên hỏi. Sau khi ăn xong cháu sẽ để bọn họ phỏng vấn một phen. Tần Lạc nói, cháu còn nợ Lý Mãnh một món nợ, tạm thời chưa trả được cái to lớn thì trả cho cậu ấy cái nhỏ trước đã. Bối Bối dường như nghe hiểu được những lời bàn bạc qua lại của bọn họ, mặt mày cô buồn thiu. Nói, ai, nếu mà em lớn thì tốt biết mấy, em có thể bảo vệ cho anh. Cả nhà nghe vậy thì cười phá lên, chỉ có Bối Bối là mặt đần ra chẳng hiểu mô tê gì cả. Quả nhiên, sau khi ăn xong thì Tần Lạc vừa mới bước ra khỏi căn biệt thự nhà họ Lâm thì đã bị một đám phóng viên vây kín lại. Tần tiên sinh, xin hỏi về vụ ám sát ngày hôm qua ở trường học rốt cuộc là thế nào vậy? Bác sĩ Tần, vì sao có người muốn giết anh thế? Vì anh muốn dựng lại nền trung y hay sao? Có người đưa tin đây là một vụ giết người tình, là người theo đuổi anh vì quá yêu nên đã hóa thành hận ví vậy nên mới tấn công anh phải không? Bác sĩ Tần. Tần Lạc vẫy vẫy tay, ra ý bảo mọi người yên lặng rồi nói, tôi có thể trả lữ oi câu hỏi của mọi người, nhưng mọi người phải hỏi từng câu một, nếu không thì tôi không biết trả lời ai trước nữa. Tần tiên sinh, anh có biết ai là người muốn giết anh không? Một phóng viên đeo kính lên tiếng hỏi. Những người khác quả nhiên phối hợp nhịp nhàng, không ai còn hỏi chen vào nữa. Tôi không biết, đây không phải lần đầu tiên, và cũng chưa phải là lần cuối cùng. Tần Lạc nói với vẻ mặt nặng trĩu, từ sau khi đi Paris, thì đã phải chịu mười mấy lần công kích lớn nhỏ khác nhau rồi. Tôi không biết bọn họ là ai, tôi cũng không biết bọn họ muốn gì. Nhưng tôi ngẩng lên không hổ thẹn với trời, cúi xuống không hổ thẹn với đất, cũng không hổ thẹn với bản thân mình, tôi chẳng làm việc gì có lỗi với lương tâm cả. Vì vậy bây giờ tôi đang làm gì thì sau này tôi vẫn tiếp tục làm như vậy, trừ khi tôi chết. Tần Lạc biết rằng, giới báo chí chắc chắn sẽ viết lại đoạn lời thoại này của hắn ra. Những người chú ý đến hắn cũng nhất định sẽ nhìn thấy. Như thế này có gọi là tuyên chiến được không? Chương 718, một tấn vàng có đủ không? Bác sĩ Tần, ý anh muốn nói những tên ám sát này mới xuất hiện từ sau khi anh từ Paris quay về phải không?
Tần Lạc thầm khen ngợi tên phóng viên này một tiếng, thấy anh ta lãnh hội ý của mình tốt nhất, liền cười nói, theo như thời gian mà nói thì là như thế. Thế liệu có khả năng là, những tên sát thủ này do thế lực tà ác ở nước ngoài phái tới không? Trước khi phía cảnh sát tóm gọn được hung thủ thì tất cả đều có khả năng xảy ra. Tần Lạc nói mà như đang đánh thái cực quyền vậy, đưa đi rồi lại đưa lại. Hắn càng nói hàm hồ bao nhiêu thì đám phóng viên dễ bị mê hoặc bấy nhiêu. Những tài liệu chúng tôi có được từ phía cảnh sát nói lên rằng hung thủ tấn công anh là một người da đen đúng không? Đúng vậy. Điều này có phải nói rõ thêm thân phận của người đứng sau việc này hay không? Không có chứng cứ gì, tôi không thể chỉ trích người khác một cách vô tội vạ được. Tần Lạc cười nói, nhưng tôi sẽ kiến nghị với bên cảnh sát hướng về phương diện đó điều tra. Học sinh của anh bị thương vì anh có gì muốn nói về điều này không? Tôi không tán thành với cách làm của em đó. Tần Lạc nói, nhưng tôi cảm thấy vô cùng tự hào đối với những em học sinh như vậy. Nếu xảy ra chuyện này một lần nữa, anh hy vọng học sinh của anh sẽ có một lựa chọn như thế nào? Là một người thầy giáo, tôi càng hy vọng mình có thể chắn gió đội mưa cho các em hơn. Ứng phó xong đâu đấy hết với những phóng viên líu lo suốt nãy giờ xong, Tần Lạc liền chạy ra xe, sau khi đã ngồi lên xe rồi mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Từ sau khi Tần Lạc nổi tiếng, thì ngày nào cũng có vô số phóng viên gọi điện tới hoặc là đến tận cửa nhà chờ muốn phỏng vấn, nhưng đều bị hắn từ chối. Vậy thì vì sao hôm nay hắn lại chấp nhận phỏng vấn? Vì hắn muốn mượn thêm nguồn lực lượng từ công chúng và báo chí. Từng lời đều được thông qua báo chí để truyền ra bên ngoài. Mình bị thương thì những fan mà ủng hộ hắn tất nhiên là vô cùng lo lắng và căm phẫn. Hơn nữa Tần Lạc cố tình nói ra những lửa oi đó một cách hàm xúc như thế, thì những người ủng hộ hắn chắc chắn sẽ cho rằng mình muốn cứu Dỗi Trung Y khi còn ở Paris mà người ta đuổi giết đến tận đây, như vậy thì bọn họ càng vây chặt ở xung quanh mình hơn. Đây là một nguồn sức mạnh to lớn cực độ, đủ để tạo thành dư luận phong trào. Tần Lạc sau khi trở về từ Paris thì luôn duy trì trạng thái khiêm nhường đối với cuộc sống, nhưng không có nghĩ là hắn muốn bị vô số những người ủng hộ mình lãng quên mình. Nói trắng ra hay theo một cách ích kỷ thì hành vi này giống như những ngôi sao nổi tiếng muốn chiếm được vị trí đầu tiên trên mặt báo mà cố tạo cho mình một vụ scandal nào đó vậy. Có điều người ta thường dùng những tin nóng hổi về một chuyện nam nữ hay cởi áo lộ ngực hoặc là gì gì đó, còn hắn lại dùng sự an toàn của tính mạng mình để giành được cái vị trí này. Tất nhiên những ngôi sao này thì là chủ động tấn công, còn hắn thì là sau khi bị người ta tấn công rồi từ từ nhận được một chút chiến lợi phẩm. Từ việc này có thể thấy tính cách anh bạn Tần Lạc của chúng ta thà chết chứ không chịu thiệt. Hắn đã nói chuyện với Thái Công Dân rồi, mồng một tháng sau sẽ dẫn đội đến Thụy Điển. Lúc đó, hắn cần tới sự quan tâm, chú ý của vô số dân chúng, và lại cần tiếng nói ủng hộ của bọn họ ở trong nước hơn. Mặc dù nói rằng lần này đến đó là do nhận được lời mời từ Hoàng gia Thụy Điển, cùng là lần nhiệm vụ đưa đoàn đi nhẹ nhàng nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là không có bất cứ nguy hiểm gì. Có trời mới biết sẽ gặp phải trận khiêu chiến hay đối thủ gì đây. Chẳng lẽ Viện Y học Hoàng gia và các bác sĩ Thụy Điển lại cam tâm tình nguyện đón tiếp và hoan nghênh những người khách phương xa mà tới này? Tần Lạc từ chối chức vụ, vì vậy mà bây giờ hắn dựa vào đó chính là lòng ủng hộ nhiệt tình của các fan ruột của hắn. Ngoài ra, Tần Lạc còn luôn bị ép tiếp chiêu, điều này khiến cho hắn cảm thấy hết sức phẫn nộ. Hắn phải ngấm ngầm trả thù hoặc lợi dụng quyền thế để ức hiếp bọn người đó khiến cho bọn chúng hành sự không còn trắng trợn như thế nữa. Nguyên nhân cuối cùng đó chính là món quà mà Tần Lạc đã nói là muốn tặng cho Lý Mãnh, hắn biết mình có tầm ảnh hưởng thế nào ở trong lòng dân chúng, mình nói trước mặt phóng viên rằng mình cảm thấy vô cùng tự hào về một học sinh như Lý Mãnh. Yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, vì vậy mà bọn họ rồi cũng sẽ tiếp nhận một người đàn ông xả thân cứu người như Lý Mãnh thôi. Có thể dự đoán trước một thần tượng mới sắp lại nổi lên. Đi đâu vậy? Đại đầu lạnh lùng hỏi. Đến bệnh viện trước đi, Tần Lạc nói, mặc dù biết là Lý Mãnh đã tỉnh lại rồi, nhưng cậu ta bị thương là vì mình, vì vậy mà mình đến thăm cậu ta cũng là lẽ đương nhiên. Đại đầu không nói gì nữa, phát động xe rồi phóng vụt đi. Đằng sau có xe bám theo, Giê-xu nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, cười nhắc nhở. Đó là người của chúng ta, đại đầu nói. Ồ thì ra là vậy, Giê-xu nói, có bọn họ ở đây thì chẳng khác nào Thượng Đế ở bên cạnh tôi vậy. Bọn họ không tin vào Thượng Đế, đại đầu lạnh lùng nói lại, không biết vì làm sao mà cậu ta không ưa gì Giê-xu. Tất nhiên là cũng liên quan đến việc Giê-xu có việc gì hay không thì cũng trêu chọc cậu ta nên mới thế. Bọn họ có thể là không tin,
nhưng Thượng Đế chẳng có gì là không làm được hết. Người phải xuống một con dân mạnh nhất đi đằng sau để bảo vệ tôi. Giê-xu mặt dày, vô liêm sỉ nói. Đại đầu không còn biết nói gì hơn nữa. Hắn ta có thể coi người mà Long Vương tới để bảo vệ cho Tần Lạc là con dân của Thượng Đế phái tới để bảo vệ hắn ta, thì còn ai biết nói gì nữa chứ? Còn chưa tới phòng bệnh mà đã nghe tiếng tranh chấp om sòm rồi. Các cô các cậu đứng hết ở đây làm gì? Làm thế là ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi đấy có biết không? Chúng cháu có bạn nhập viện, chẳng lẽ chúng cháu không được vào thăm cậu ấy sao? Đúng đấy, bệnh viện có điều lệ này nữa sao? Chúng cháu không ăn đồ của cô, không uống đồ của cô, cũng không lớn tiếng ồn ào, dựa vào cái gì mà cô không cho bọn cháu ở lại đây? Chẳng lẽ cô muốn bọn cháu đưa phong bì cho cô à? Bọn cháu không có tiền đâu, mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng sẽ không đưa cho cô đâu. Cô, các cô các cậu rốt cuộc có phải là học sinh không thế? Thật vô lý hết sức, tôi phải tố cáo với lãnh đạo của các cô cậu mới được. Hôm nay bắt buộc phải rời khỏi đây. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc bước tới hỏi. Thấy Tần Lạc tiến lại, thì mấy cô cậu sinh viên vừa rồi còn miệng lưỡi liến thoáng bây giờ im bặt ai nấy đều quay ra nhìn Tần Lạc cười khúc khích, nhưng không có ai đáp lại câu hỏi của hắn cả. Anh là thầy của mấy cô cậu ấy phải không? Một y tá trạc tuổi trung niên đứng ở đối diện đám sinh viên giống như là vừa nhìn thấy cứu tinh vậy, kéo hắn sang một bên kể khổ, anh mau xem, đám học sinh này thật không ra làm sao cả. Đây là bệnh viện, vậy mà mấy chục người đứng ở đây làm cái gì cơ chứ? Đứng chật hết cả hành lang, làm tắt nghẽn lối đi lại, người ta nhìn vào lại tưởng xã hội đen đấy. Làm gì có xã hội đen nào mà lại hài hòa, dễ gần, đáng yêu như bọn cháu cơ chứ? Một nữ sinh nói với giọng không vui. Đúng rồi đó, nhìn bà mày này, à, nhìn bổn cô nương này có điểm nào giống xã hội đen đâu nào. Tần Lạc vẫy vẫy tay ý bảo đám học sinh của hắn không tranh cãi nữa, cười nói, tôi hiểu tấm lòng của các em, nhưng hiện giờ Lý Mãnh đã thoát khỏi nguy hiểm, các em đứng hết ở đây thế này chẳng ra làm sao cả. Còn nữa, các em trốn học tập thể thế này mà thầy cô không có ý kiến gì sao? Bọn em đều xin phép hết rồi. Có người khẽ lên tiếng giải thích. Xin phép rồi cũng không được, thầy cô cho phép là vì họ chẳng có cách nào để từ chối đám học sinh bọn em cả. Nhưng mà các em lãng phí thời gian như vậy thì còn có thể học hành gì nữa? Tần Lạc giáo huấn một hồi, mỗi ngày hai bạn đến đây thăm là được rồi, những người khác về lên lớp hết đi. Dạ, vâng, chúng em nghe lời thầy. Thầy Tần, chúng em đi trước đây. Thầy Tần đừng quên việc thầy đã hứa với chúng em rồi đấy nhé. Thầy Tần, chúng em sẽ nhớ thầy lắm. Em yêu .a.mu, a. Mau đi đi, Tần Lạc cười nói. Mấy đứa nhóc này đúng là càng ngày càng không biết lớn bé gì thế nào cả, dám hôn gió với cả nữa. Có điều dáng dấp mấy cô bé này đúng là ngày càng đẹp ra. Quả đúng như các cụ thường nói, con gái tuổi 18, càng nhìn càng đẹp, đả tự, các cụ ta ngày xưa cũng tinh vi ra phết. Khi Tần Lạc đẩy cửa bước vào, thì thấy trong phòng không chỉ có một mình Tiểu Hoa mà còn có thêm một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên phong độ hơn người ngồi trong đó. Chỉ là không khí có phần ngột ngạt, bốn người đều không nói gì, căn phòng im phăng phắc. Thấy Tần Lạc bước vào thì Tiểu Hoa xúc động đứng thẳng dậy chạy đến kéo tay Tần Lạc chỉ vào đôi nam nữ trạc tuổi trung niên nói, thầy Tần, đây là cha mẹ em, hai người đến thăm Lý Mãnh. Tần Lạc có phần khó xử, hắn không biết phải xưng hô thế nào với cha mẹ học sinh của mình. Gọi là cô chú thì hạ thấp bối phận của mình quá, còn gọi là anh chị thì lại thấy có gì kỳ kỳ. Kỳ thực hắn cũng chỉ lớn hơn đám học sinh này có vài tuổi. Cũng may cha mẹ Tiểu Hoa phản ứng nhanh hơn, ông ta bắt tay Tần Lạc, vui mừng nói, cậu chính là thần y Tần Lạc phải không? Tôi thường xuyên nhìn thấy tin tức đăng về cậu ở trên báo đó. Tiểu Hoa ngày nào cũng nhắc đến cậu, nói cậu là bác sĩ giỏi nhất thế giới. Ha ha, quả thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Ông ta chủ động như vậy thì đã giải quyết được vấn đề khó xử của Tần Lạc. Hắn ngượng ngùng cười nói, anh quá khen rồi. Tôi chẳng qua chỉ là một bác sĩ thích tỏ vẻ ta đây một chút mà thôi. Còn anh chị thì im lặng mà phát tài, sự nghiệp càng lúc càng lớn mạnh. Tần Lạc chủ động hỏi han mẹ của Tiểu Hoa, giữ đủ thể diện cho Tiểu Hoa và Lý Mãnh. Ha ha, nếu thầy Tần đã đến rồi thì chúng tôi về trước đây. Hai thầy trò cứ ngồi mà hàn huyên nhé. Cha Tiểu Hoa lên tiếng nói. Tiểu Hoa, con ra đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ Tiểu Hoa cũng cười nói. Tiểu Hoa không muốn đi liền nói, mẹ, con muốn ở đây chăm sóc cho Lý Mãnh. Mẹ biết,
con ra đây trước đi, để thầy Tần nói chuyện với Lý Mãnh một chút. Mẹ Tiểu Hoa cười khuyên giải con gái. Không, con không ra đâu. Tiểu Hoa lắc đầu nói. Con mà ra rồi thì sẽ không vào đây được nữa. Lúc này Tần Lạc mới thấy tình hình không được ổn cho lắm. Hắn vốn cho rằng cha mẹ Tiểu Hoa sau khi biết chuyện Lý Mãnh cứu người bị thương thì sẽ cảm động trước hành vi anh hùng của cậu ta, nên mới tới bệnh viện để hỏi thăm Lý Mãnh, nhưng không ngờ là họ đến đây để lôi con gái của mình về. Đã gặp phải chuyện này ở đây thì hắn cũng không thể mặc kệ được. Hắn liền cười ha ha, nói, tôi đúng là đến thăm Lý Mãnh, thấy em ấy không sao là tốt rồi, những gì cần nói thì hôm qua tôi cũng nói hết rồi, thôi thì cứ để cho đôi tình nhân ấy nói chuyện với nhau một lát đi. Anh chỉ có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một lát được không? Nhưng tình trạng sức khỏe của bà ngoại Tiểu Hoa không được tốt, chúng tôi phải đưa Tiểu Hoa đến thăm bà nó. Mẹ Tiểu Hoa cố chấp nói. Tần Lạc liền hiểu được vấn đề, đôi vợ chồng này xem ra lần này đến đây là quyết tâm dẫn con gái mình đi bằng được mới thôi. Nụ cười trên môi Tần Lạc liền biến mất, hai mắt chăm chú nhìn hai người đó nói, vì sao anh chị lại phản đối Tiểu Hoa và Lý Mãnh yêu nhau? Bác sĩ Tần, cậu nói gì thế? Chúng tôi quả là không có ý đó mà. Cha của Tiểu Hoa cười hề hề nói. Khuôn mặt mập mạp của ông nở nụ cười tươi rói khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thân thiện. Vậy ý của anh là không phản đối hai đứa yêu nhau phải không? Cái này thì, tôi thấy Tiểu Hoa vẫn còn nhỏ, nên đặt việc học lên trên hết. Cha Tiểu Hoa nói tiếp. Trong lòng ông thầm nghĩ, sớm biết thế này thì đã không nghe lời con gái cho nó đi học trung y rồi, học cái khác có cái gì không tốt chứ? Xem ra đã đến lúc cho nó ra nước ngoài rồi đây. Thế này đi, anh chị đặt ra một điều kiện, phải làm thế nào thì anh chị mới đồng ý để Tiểu Hoa và Lý Mãnh đến với nhau. Tần Lạc nghiêm túc nói. Bác sĩ Tần, chúng tôi. Một tấn vàng có đủ không? Tần Lạc cắt ngang câu nói qua quýt của ông ta, trực tiếp đặt ra vấn đề cho lần nói chuyện lần này. Khi Lý Mãnh đến nhà anh chị cầu hôn, thì hãy bảo cậu ấy đem theo một tấn vàng. Tất nhiên là sở hữu vật gì có giá trị ngang như thế cũng được. Bọn họ không thích Lý Mãnh không phải vì chê ra cảnh nhà của Lý Mãnh nghèo hèn sao. Thế thì dùng tiền vàng để lấp đầy miệng họ đi. Chương 719, trò thông minh, thầy ngu ngốc. Một tấn vàng là bao nhiêu tiền? Theo như giá trị thị trường hiện giờ thì khoảng 4-5 triệu nhân dân tệ. 400 triệu nhân dân tệ đối với 99,9% người dân TQ thì đó là một con số trên trời. Nhưng đối với Tần Lạc và cha của Tiểu Hoa là Mạc Đại Hải mà nói thì nó cũng chẳng thành vấn đề gì cả. Tần Lạc xuất thân trong gia đình trung y, ông nội là một trung y nổi tiếng, cha hắn thì mặc dù không theo nghề của ông làm y, nhưng lại kinh doanh trong một công ty y dược với quy mô lớn. Mẹ hắn thì có một bệnh viện tư làm ăn khá tốt. Dùng một từ đại chúng nhất để miêu tả Tần Lạc thì đó là công tử nhà giàu. Hơn nữa còn là một công tử nhà giàu muốn chịu khổ cũng khó. Bởi vì hắn có ăn tiêu sa đọa thì cũng không thể tiêu hết tiền cha mẹ hắn để lại, nếu hắn muốn cặp kè với một cô em minh tinh nào đó thì cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Tất nhiên là với điều kiện là không sợ Tần Tranh đập gãy chân hắn ra. Hơn nữa sau khi hắn đến Yến Kinh thì lại còn hợp tác xây lên quốc tế Khuynh Thành với Lệ Khuynh Thành, chỉ với tiền hoa hồng của năm ngoái thôi cũng không chỉ là 1 tỷ nhân dân tệ thôi, mà ngạch tiêu thụ năm nay lại còn phát triển hơn nữa. Cái này còn chưa phải là kiếm nhiều tiền nhất. Công ty hợp tác với bên quân đội để cung cấp kem dưỡng da Kim Dũng mặc dù không có tiếng bằng quốc tế Khuynh Thành, không tên không tuổi gì, nhưng lợi nhuận thu về cũng không kém quốc tế Khuynh Thành là bao. Hơn nữa, những quân nhân dùng qua kem dưỡng Kim Dũng thì đều thấy nó có tác dụng rõ rệt, vì vậy mà bên quân nhân cũng mua một ngày nhiều hơn, ngày sau còn đạt tới một con số khủng khiếp thế nào thì ai mà biết được. Chỉ cần dính vào công trình quân sự thôi, thì chẳng cần lo gì về tiền đồ nữa chi cho mệt. Người giàu nhất không phải là người buôn bán thuốc phiện mà là người buôn bán vũ khí. Chỉ là tên của họ không xuất hiện trong bảng Forbes mà thôi. Đà tự, những người giàu nhất thế giới, những người nắm quyền năng làm thay đổi thế giới. Đứng đầu danh sách là Carlos Slim, người Mexico, tỷ phú viễn thông. Công hội trung y cũng là một con gà mái biết đẻ trứng vàng, chỉ là hiện giờ mới đi vào quỹ đạo, vẫn còn phải đầu tư vào nó khá nhiều, Tần Lạc lại hiện vẫn không kỳ vọng nó có thể báo đáp lại mình. Mạc Đại Hải không có tiền bằng Tần Lạc, nhưng vẫn không coi trọng gì một tấn vàng kia. Quê ông ở Sơn Tây, mà Lưu Dung đã nói rằng, từ xưa tới nay tỉnh Sơn Tây là giàu nhất. Mặc dù những năm gần đây địa vị của các thương nhân vùng Sơn Tây đã bị các thương nhân vùng Chiết Giang và một số thành phố phát triển khác ở phía Nam vượt qua, nhưng vẫn không thể coi thường thực lực tiềm ẩn trong người họ.
Mạc Đại Hải không thể coi là ghê gớm gì trong giới thương nhân Sơn Tây cả, nhưng 800 triệu hay 1 tỷ nhân dân tệ thì vẫn rút ra được. Đà tự, đồng tiền tàu khựa nói lên con người tàu khựa nhân dân tệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vì vậy mà sau khi ông ta nghe Tần Lạc hỏi một câu, một tấn vàng có đủ không, thì ông ta không hề cảm thấy kinh ngạc hay vui sướng gì, mà lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cậu nói thế là có ý gì vậy? Ông ta nghe được người trẻ tuổi này đang nói mình là kẻ hám tiền. Tần Lạc cười cười nói, ý của tôi là đừng ức hiếp người trẻ tuổi nghèo khó. Lý Mãnh hiện giờ chỉ là một sinh viên, gia cảnh kém hơn một chút thì có thể hiển được, nhưng điều ấy không có nghĩa là sau này cậu ấy vẫn mãi như thế. Tôi có thể đảm bảo với ông rằng sau này cậu ấy nhất định có thành tựu hơn người. Cậu ấy là một trong những học sinh mà tôi xem trọng nhất, tôi tin tưởng vào cậu ấy. Mạc Đại Hải lướt mắt nhìn Lý Mãnh một cái, cười nhạt nói, 80.000 hay 100.000 nhân dân tệ thì dễ, 1 triệu hay 10 triệu thì cũng không phải là khó, nhưng muốn tài sản của mình lên tới tiền tỷ thì không phải chỉ là một chút vận may, hay chút năng lực thôi là có thể đạt tới được. Dựa vào cái gì mà tôi sẽ tin tưởng sau này cậu ấy sẽ kiếm được một tấn vàng? Không sai, đơn vị tiền tỷ không phải ai muốn có là có được. Giả dụ như có 10 triệu người có tài sản 10 triệu nhân dân tệ, nhưng muốn đạt tới tiền tỷ nhân dân tệ thì chỉ không quá mấy chục người. Tại sao lại không cho cậu ấy một cơ hội chứ? Tần Lạc hỏi ngược lại. Đây không phải là cho cậu ấy một công việc là xong, mà nó liên quan đến hạnh phúc cả đời con gái tôi. Làm gì có chuyện lại cho người khác một cơ hội tùy tiện như vậy chứ? Mẹ của Tiểu Hoa cướp lời nói chen vào. Bà không thể nói rằng mình lo tên nhãi nhép này dùng lời ngon tiếng ngọt để làm gạo chín thành cơm, thậm chí trực tiếp sinh cho họ một đứa con thừa, thì đến lúc đó bọn họ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Hơn nữa, một thời gian nữa cho Tiểu Hoa ra nước ngoài rồi, cũng không biết khi nào mới quay về, đến lúc đó không phải cũng phải chia tay sao. Nếu vấn đề là tình cảm chia tay do khoảng cách thì tôi thực sự thấy đáng tiếc, và cũng chẳng có gì để mà nói cả. Nếu là do hai người ép buộc khiến hai em phải xa nhau, thì điều đó quả là vô cùng tàn nhẫn. Tần Lạc nhẫn nại giải thích, Tiểu Hoa là học sinh của mình, ngày thường hai người vẫn có quan hệ khá tốt, vì vậy nếu không cần thiết thì hắn cũng không nói ra điều này để làm tổn thương đến người khác như vậy. Nhưng do hắn có thể nhìn ra được, cha mẹ Tiểu Hoa đều là những tay thương nhân thành công. Điểm cao minh nhất của một thương nhân đó là gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ. Nếu ngày hôm nay không nặng lời để nói toạt ra thì bọn họ mặc dù bề ngoài vẫn nể mặt mình đồng ý cho Tiểu Hoa và Lý Mãnh qua lại với nhau, nhưng chưa biết chừng sẽ về làm luôn thủ tục đi nước ngoài luôn cũng không biết chừng. Hơn nữa, hai người đến đón con gái của mình không tốt, sao lại kéo con gái về đúng lúc Lý Mãnh còn nằm trên giường bệnh chứ? Tần Lạc có thể hiểu họ làm vậy là yêu Tiểu Hoa, muốn cô được tốt, nhưng vì sao lại bất công bằng với Lý Mãnh như vậy? Mẹ, ai nói con muốn ra nước ngoài chứ? Tiểu Hoa tức giận kêu lên, con không đi đâu, con muốn ở Yến Kinh cơ, và con cũng không chuyển trường đâu, con cứ học trung y đấy. Về nhà rồi hãy nói, Mạc Đại Hải nén nỗi tức giận trong lòng lại nói với con gái. Con không về, Tiểu Hoa kiên quyết nói, con có chết cũng không về đâu, con mà về thì cha mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài cho mà xem. Chúng ta về nhà trước đã, còn chuyện ra nước ngoài hay không thì bàn bạc sau. Mạc Đại Hải nói. Con không tin cha nữa đâu, khi nào về sẽ không có chuyện bàn bạc đó đâu. Tiểu Hoa rõ ràng là rất hiểu tính tình của cha mình, vì vậy mà cô từ chối một cách quyết liệt, không lằng nhằng dài dòng làm gì. Ở cái con danh này, sao lại ăn nói thế với cha hả? Mẹ Tiểu Hoa tức điên lên nói, bà bước lên phía trước lôi Tiểu Hoa về. Thầy Tần, thầy mau giúp em với, em không thể quay về, em mà quay về thì sẽ không bao giờ thoát ra được đâu. Tiểu Hoa nấp sau lưng Tần Lạc nói. Mẹ cô đuổi cô bên trái thì cô chạy sang bên phải, mẹ cô đuổi cô bên phải thì cô lại chạy sang bên trái, nhìn chẳng khác gì hai đứa bé chơi trò đuổi nhau cả. Lý Mãnh nằm trên giường bệnh, muốn bỏ dậy để khuyên ngăn, nhưng vừa nhúc nhích một cái thì lại nằm lại như cũ. Thấy tình cảnh bạn gái mình bị cha mẹ ép như vậy thì cậu ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Định mở miệng nói gì đó nhưng trong lòng như mắc nghẹn hết cả lại, một câu cũng không nói thành lời. Hai mắt ướt đẫm. Từng giọt lệ lăn dài xuống đôi gò má trên gương mặt to bản của cậu ta. Một chàng trai to con lực lưỡng dùng thân mình để đỡ một nhát dao cho thầy giáo lại có những lúc mềm yếu như vậy. Tần Lạc thấy được vẻ mặt của Lý Mãnh, thì người khẽ rung lên, hắn giơ tay ra ngăn mẹ của Tiểu Hoa, nói, đừng làm thế nữa. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng lại có một vẻ uy nghiêm không thể kháng lại được.
Tiểu Hoa theo thói quen nghe lời Tần Lạc, liền đứng lại một chỗ không tránh né nữa, mẹ của Tiểu Hoa cũng bị Tần Lạc làm cho đứng yên một chỗ, định nói vài câu gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tần Lạc thì cũng từ bỏ luôn hành động thiếu suy nghĩ của mình đi. Hai người vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, một tấn vàng có đủ không? Tần Lạc nhắc lại chủ đề khiến cho người khác không vui một lần nữa. Nếu cậu ấy có thể dựa vào bản thân mình kiếm được một khoản xính lễ thế này, thì tôi sẽ gả con gái của tôi cho cậu ấy. Mạc Đại Hải cũng nổi giận đùng đùng với Tần Lạc. Hơn nữa, Mạc Đại Hải tôi đây cũng chỉ có một cô con gái, vì vậy mà tôi không chỉ gả con gái của mình cho cậu ấy, mà còn cho cậu ấy nắm hết quyền kinh doanh toàn bộ công ty và tài sản của tôi. Vậy nếu cậu ấy mà không kiếm ra xính lễ đó thì sao đây? Tần Lạc bước đến trước mặt Lý Mãnh, nhìn vào mặt cậu ta nói, Lý Mãnh, bây giờ đến lượt em cho ý kiến rồi đấy. Thầy Tần, em hiểu ý tốt của thầy. Chuyện này, thôi bỏ đi. Lý Mãnh quẹt hàng nước mắt nói, em đúng là không xứng với Tiểu Hoa. Cô ấy không có em thì còn có thể tìm được người khác tốt hơn thế. Em, Lý Mãnh vừa nói hai hàng nước mắt vừa tuôn rơi. Làm gì có ai muốn chia tay với người mình yêu chứ? Nhưng cậu ta cũng biết mình biết người, cậu ta biết mình không bao giờ có thể kiếm cái lễ vật một tấn vàng đó cả. Tần Lạc thực sự bị cậu ta làm cho tức chết mất, sao tên nhóc này lại có thể ngốc đến thế cơ chứ? Mãi vẫn không hiểu ý của mình. Hát lườm Lý Mãnh nói, bây giờ em vẫn còn trẻ, em làm sao biết được chuyện của ngày mai ra sao? Thầy Tần, em, một người thật thà, chất phát như Lý Mãnh không hiểu ý của Tần Lạc. Nhưng Tiểu Hoa thì lại hiểu. Cô sau khi nhìn thấy ánh mắt của Tần Lạc thì hiểu được ý hắn muốn nói, liền cắt ngang lời Lý Mãnh, nói, nếu Lý Mãnh mà không kiếm được xính lễ một tấn vàng thì em sẽ cắt đứt với anh ấy, mãi không bao giờ qua lại với nhau nữa. Hơn nữa, đến lúc đó cha mẹ có gả con cho ai cũng được, con quyết không phản đối. Tần Lạc cảm thấy rất vui, thầm nghĩ ít ra thì không phải tất cả học sinh của mình đều đần thối không biết suy nghĩ. Hắn nhìn Mạc Đại Hải nghiêm túc, hỏi, như thế là được rồi chứ? Được Mạc Đại Hải nói, thế thì cứ nói trước thế đi. Ông ta bước đến giường bệnh, nhìn khuôn mặt nước mắt nước mũi của Lý Mãnh, nói, Lý Mãnh, lời của tôi và thầy Tần cậu đã nghe thấy chưa? Nếu cậu mà không cố gắng thì đừng trách Mạc Đại Hải tôi đây không nể mặt nhé. Tôi tạm thời cũng sẽ không cho Tiểu Hoa ra nước ngoài nữa, nhưng hai đứa cẩn thận đấy. Nếu trước khi kết hôn cậu làm gì hại con gái tôi thì tôi sẽ đánh nát chân cậu. Lý Mãnh gật đầu thật mạnh, nhưng trong lòng lại nguội lạnh vô cùng. 400 triệu nhân dân tệ, cho dù cậu ta đi bán thân thì cũng không kiếm lại được nhiều tiền như thế. Chúng ta đi thôi, Mạc Đại Hải nói với vợ mình. Ai, cứ như thế này mà đi sao? Sao anh có thể tin vào lời của cậu ta chứ? Nói mà không giấy trắng mực đen gì cả. Đi thôi, Mạc Đại Hải kéo tay vợ mình, tức giận bước ra khỏi phòng bệnh. Đợi sau khi vợ chồng Mạc Đại Hải bước ra khỏi phòng bệnh thì trong phòng giờ đây lại trở lại yên tĩnh. Lý Mãnh nhìn Tần Lạc, cười khổ nói, thầy Tần, sao thầy có thể đồng ý cái điều kiện này chứ? Em chẳng thể nào kiếm được một tấn vàng đâu, cũng phải vài trăm triệu nhân dân tệ ấy chứ có ít đâu. Em, nhà em không có tiền. Sao em biết em không thể kiếm được một tấn vàng? Tần Lạc tủm tỉm cười hỏi. Hơn nữa, thực sự nếu đến lúc đó mà em vẫn không kiếm ra được thì tôi có thể cho em vay tạm ứng trước mà. Cứ lừa lấy được vợ về đã rồi tính, lấy vợ là phải lấy liền tay, ngày sau hai vợ chồng em nghĩ cách trả lại cho tôi. Lý Mãnh há hốc miệng ra nhưng lại không biết phải nói làm sao cho phải. Cái đầu không thông minh gì cho cam của cậu ta đột nhiên có một suy nghĩ vô cùng thú vị, chẳng lẽ vợ thầy Tần cũng là lừa lấy về như thế này sao? Chương 720, mơ ước trồng vườn thực vật thảo dược. Nếu Tần Lạc mà biết được Lý Mãnh đang nghĩ gì lúc này thì hắn nhất định sẽ vô cùng tức giận và giải thích, tôi không hề lừa gạt phụ nữ, mà trước giờ đều bị phụ nữ lừa. Hắn nhìn Tiểu Hoa cười hỏi, tôi nói cha mẹ em như vậy, em có trách tôi không? Hắn không quan tâm vợ chồng Mạc Đại Hải nghĩ gì, nhưng hắn lại quan tâm xem Tiểu Hoa đang nghĩ gì, vì nàng là học sinh của hắn, còn vợ chồng Mạc Đại Hải thì cũng đâu có nghĩ đến việc tìm họ để mượn tiền đâu. Hắn, hi hi, thầy Tần. Em cảm ơn thầy nhiều lắm. Khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Hoa nở một nụ cười tươi rói, chẳng có vẻ gì là giận dữ cả. Sao em có thể trách thấy được cơ chứ? Em cảm ơn còn không kịp nữa là, nếu thấy mà không giúp em thì cha mẹ em nhất định sẽ cho em ra nước ngoài. Em hiểu cha em lắm, ai, không thể tin mấy người thương nhân nói được. Thầy đừng nghĩ vừa rồi ông ấy cười hề hề với thầy như thế, có khi quay về là lại thay đổi ngay.
Nếu không nói nặng lời với ông ấy thì ông ấy sẽ không thật lòng với thầy đâu. Thế là lần này không còn vấn đề gì rồi chứ? Tần Lạc lo lắng nói. Mặc dù Mạc Đại Hải đồng ý cho Lý Mãnh một cơ hội, nhưng ai mà biết ông ta có hối hận hay không chứ? Nếu sớm biết được thế này thì phải ký kết giấy tờ đàng hoàng mới phải. Em không rõ, Tiểu Hoa lắc đầu nói. Bất kể thế nào thì em cũng sẽ không rời khỏi Yến Kinh đâu. Tiểu Hoa, Lý Mãnh nói với giọng khàn khàn. Hay là em nghe lời của cha mẹ em đi. Theo anh thì chẳng có tiền đồ gì cả ở lại Yến Kinh cũng không tốt đâu. Lý Mãnh, anh ngốc quá đấy. Tiểu Hoa tức giận nói. Thầy Tần đang nghĩ cách giúp chúng ta mà, em còn chưa lùi bước mà anh đã từ bỏ như vậy rồi sao? Anh không phải thế mà chỉ là anh. Sắc mặt Lý Mãnh ảm đạm hẳn xuống, chỉ muốn chùm chăn kín mặt luôn vào thôi. Liền nói, anh chỉ là không biết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ mà cha mẹ em đặt ra thôi. Một tấn vàng cũng phải đến cả tiền 100 triệu nhân dân tệ, anh lấy đâu ra cả đống tiền như thế chứ? Lý Mãnh không được giỏi toán cho lắm, thậm chí còn không có cách gì để mà tính nhanh trong đầu mình một tấn vàng có giá trị bao nhiêu nữa. Tất nhiên là cậu ta cũng không biết hiện giờ 1 gram vàng trên thị trường giá bao nhiêu tiền. Anh ngốc à, nếu thầy Tần đã nói như vậy rồi thì chắc chắn là thầy sẽ giúp chúng ta nghĩ cách thôi. Tiểu Hoa tức giận nói, tìm một tên ngốc làm bạn trai cũng khá là mệt. Nhưng ai bảo mình lại thích cái ngốc nghếch của anh ấy cơ chứ? Lý Mãnh trợn tròn mắt nhìn Tần Lạc một cái, nói, anh cũng không muốn thầy Tần giúp đâu. Vì sao vậy, lần này đến cả Tần Lạc cũng cảm thấy kỳ lạ. Tên Lý Mãnh này rốt cuộc là làm sao vậy? Cậu ta quyết chia tay với Tiểu Hoa hay sao? Em không phải vì cái đó mới cứu thầy. Lý Mãnh ngượng ngùng nói, hơn nữa thầy Tần cũng không dễ dàng gì, một tấn vàng thực sự là một con số quá lớn. Tần Lạc và Tiểu Hoa lúc này mới hiểu ra vấn đề, vốn dĩ Lý Mãnh lo là người ta sẽ hiểu lầm cậu ta vì muốn bám lấy Tần Lạc nên mới xả thân cứu hắn. Hơn nữa, cậu ta căn bản là không tin thầy Tần của cậu ta có thể móc ra được 100 triệu dù gì thì đời sống hàng ngày của Tần Lạc vẫn rất giản dị. Ngày trước ngày nào hắn cũng ngồi xe của Lâm Hoán Khê để đi làm và cả đoạn đường từ chỗ làm về nữa, đến chiếc xe riêng cho mình cũng không có. Cũng không được coi là giúp em. Tần Lạc cười giải thích nói, là muốn em giúp tôi làm việc này. Giúp thầy ấy ạ, em có thể làm được gì chứ? Lý Mãnh hỏi lại với giọng nghi hoặc. Giúp tôi trồng thuốc, Tần Lạc nói. Trồng thuốc gì ạ? Tiểu Hoa cướp lời hỏi. Thầy Tần, thầy là bác sĩ, thầy muốn trồng thuốc để làm gì? Chẳng lẽ thầy lại muốn trở thành bác nông dân hay sao? Tần Lạc không ngay lập tức đáp lại câu hỏi của Tiểu Hoa, mà lên tiếng hỏi, em có biết sự kiện thuốc đông y có độc không? Biết ạ, thời gian trước còn xôn xao hết cả lên cơ mà. Sao vậy thầy? Tiểu Hoa gật đầu nói. Nàng vẫn không thể liên kết hai sự việc là sự kiện thuốc đông y có độc và việc Tần Lạc muốn trồng thuốc lại với nhau. Tất cả mọi người trên thế giới đều biết rằng, thuốc đông y chủ yếu bắt nguồn từ Trung Quốc, ngoài thực vật dược ra thì còn có động vật dược như mật gấu, mật rắn, nhung hươu, lộc giác, loại vỏ cứng như trân châu, hải cáp xác, khoáng vật như là long cốt, tử thạch đều là những vị thuốc bắc có thể dùng để trị bệnh được. Có một số ít vị thuốc đông y là có nguồn gốc từ nước ngoài, ví dụ như sâm Mỹ. Đa phần các loại dược liệu để được dùng làm thuốc thì phần lớn đều dùng rễ hoặc cành không ra quả là chính, nhân sâm và đương quy là hai vị thuốc được sử dụng với tần suất rất cao. Nhưng thời gian trước đài báo lại đưa tin về việc trong nhân sâm và đương quy mà chúng ta vẫn dùng nó để làm dược liệu và thuốc bổ là có độc, có thể nguy hại rất lớn đến cơ thể con người. Trong phút chốc cái tin này đã xôn xao dư luận, toàn dân khiếp sợ. Thuốc để cứu mạng dưỡng thân sao đột nhiên lại trở thành hung thủ giết người chứ? Chúng ta lấy đương quy làm ví dụ. Chu kỳ sinh trưởng của đương quy là vào khoảng 5 năm, dùng chất kích thích sinh trưởng thì chỉ cần 1 năm là đủ. Trong thời gian sinh trưởng để phòng trừ sâu bệnh, thì liên tục phun thuốc sâu thuốc muội độc hại vô cùng. Sau khi trưởng thành thì để phòng trừ sâu hại và ẩm mốc thì dùng lưu huỳnh hun đốt đi hun đốt lại. Như vậy cũng có thể nói rằng, mỗi một cái lỗ chân lông trong chung dược đương quy đều có thể tiềm tàng nguy hiểm chết người. Lưu huỳnh, chất kích thích sinh trưởng, thuốc trừ sâu, đây đều là thủ đoạn của đám gian thương bất lương thường dùng. Chương 721, cha vợ là một gian thương. Trên đường về nhà, mẹ của Tiểu Hoa là Lưu Tú Chi vẫn xì mặt ra cứ như là ai nợ bà ấy mấy trăm tệ không bằng. Sao thế, vẫn tức vậy sao? Mạc Đại Hải vừa lái xe vừa cười hề hề hỏi. Anh có phải là đầu óc có vấn đề rồi không? Ngày thường thông minh như vậy. Sao hôm nay bị người ta nói vài câu mà đã trở nên ngốc nghếch như thế rồi? Cái gã họ Tần,
thầy giáo của Tiểu Hoa không phải là đồ tốt đẹp gì đâu. Anh ta cố tình làm thế để trì hoãn thời gian giúp hai đứa kia mà thôi. Con trai bây giờ đều biết lừa gạt con gái hết. Đến lúc Tiểu Hoa của chúng ta trao hết mọi thứ cho cậu ta, đến cả con cũng có rồi thì cho dù nó không có được một tấn vàng thì chúng ta cũng làm gì được nó cơ chứ. Lưu Tú Chi vừa mở miệng đã không khép được lại, cứ thế là xả hết những cái tức trong người mình ra. Việc này vẫn phải nghe em. Anh mau đưa Tiểu Hoa về nhà, lát nữa em sẽ gọi điện cho lão Lý, bảo ông ấy đưa Tiểu Hoa sang châu Âu hoặc châu Mỹ. Chẳng cần biết là nó đến nước nào, chỉ cần biết là không được để nó ở lại Yến Kinh và cũng không được có quan hệ gì với cái tên to xác ngốc nghếch kia nữa. Anh xem cái điệu bộ ngốc nghếch của nó xem, thấy chúng ta đến mà không dám mở miệng nói một lời, ngày sau còn có tiền đồ gì nữa đây. Em vừa bước vào đã lì mặt ra. Hết dạy dỗ rồi lại quát mắng Tiểu Hoa như thế thì ai còn dám nói chuyện với em nữa đây? Mạc Đại Hải phản bác lại nói. Ai, Mạc Đại Hải à, sao anh lại nói như thế chứ? Cứ như đứa con gái đó là của mình em mà chẳng liên quan gì đến anh vậy đó. Khi đó không phải anh nghe nói con gái cả đêm không về thì vội vàng kéo em ra ngoài tìm nó đó sao? Vậy mà bây giờ lại quay ra nói giúp người ngoài rồi đấy. Lưu Tú Chi rất bất mãn với thái độ của chồng mình. Bắt đầu đem ngọn lửa giận trên người mình dồn lên người khác, đổ hết cơn tức lên người Mạc Đại Hải. Mạc Đại Hải cũng chẳng quan tâm, vẫn tủm tỉm cười nói, em không nhìn ra con gái của chúng ta đã chết mê chết mệt người ta rồi hay sao? Chẳng lẽ chúng ta lại ép con gái mình đến chỗ chết hay sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, mới yêu có mấy ngày mà đã tìm đến cái chết vì cậu ta như thế chứ? Lưu Tú Chi nói với giọng khó tin. Không tin thì em cứ thử xem sao. Con gái chúng ta tính cách giống em, năm đó cha em không đồng ý cho em đến với anh, em làm việc gì em còn không rõ hay sao? Mạc Đại Hải nhìn vợ mình với vẻ mặt thương tiếc. Mạc Đại Hải ngày xưa cũng giống với Lý Mãnh bây giờ vậy, gia cảnh cũng chẳng phải là có điều kiện gì tốt cho lắm. Còn Lưu Tú Chi thì lại là con gái nhà giàu, nhà có than đá, có mỏ quặng, được coi là một gia đình giàu có. Người có tiền khi gả con gái đi thì đều rất cẩn trọng. Chỉ sợ bên nhà trai tìm đến con gái mình là vì nhìn thấy gia cảnh nhà mình. Và dĩ nhiên là Mạc Đại Hải cũng được liệt vào những nhân vật không được hoan nghênh. Lưu Tú Chi thì lại không chịu lấy ai ngoài Mạc Đại Hải, thậm chí là dùng đến cả cái chết của mình để ép gia đình, có lần còn cắt luôn cả hai đường ở cổ tay nữa. Người nhà họ Lưu thấy vậy thì biết là thực sự không thể ép con mình được nữa, đành phải đồng ý cho hai người kết hôn với nhau. Mạc Đại Hải có thể eo em giàu một cách nhanh chóng như vậy cũng là nhờ vào sự trợ giúp của nhà họ Lưu. Nếu không thì làm gì có chuyện có thể có một sự nghiệp tiền tỷ nhân dân tệ một cách dễ dàng như vậy. Lưu Tú Chi nhìn vào vết cắt đã không còn nhìn rõ trên cổ tay của mình, khẽ nói, vậy bây giờ phải làm thế nào? Anh hình như là chẳng lo lắng gì cả. Anh nghĩ là con cháu mình ắt có cái phúc của chúng nó. Nếu con gái mình đã thích tên tiểu tử ngốc nghếch đó thì chúng ta hãy cứ thỏa mãn cho nó vậy. Mạc Đại Hải nói, như thế làm sao được, Lưu Tú Chi nói với giọng sắc bén, nó làm sao có thể xứng với con gái của chúng ta cơ chứ? Cũng không thể nói là không xứng được, người nhìn thì có vẻ khù khờ một chút nhưng cũng may mà lại thật thà, sẽ không làm gì có lỗi với con gái của chúng ta đâu. Còn về phần gia cảnh, nếu bác sĩ Tần đã nói là cậu ta đem đủ một tấn vàng đến nhà chúng ta để cầu hôn thì nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu ta giải quyết thôi. Cậu ta thì có cách gì được cơ chứ? Chỉ là một bác sĩ thông thường, Lưu Tú Chi khinh thường nói. Một bác sĩ, trên khuôn mặt của Mạc Đại Hải bỗng nhiên nở một nụ cười khó hiểu. Em đừng xem thường vị bác sĩ này, anh có khi không làm được việc mà cậu ấy có thể làm được đâu. Anh chẳng thể nào có được những đường dây xã giao mà cậu ấy có thể điều động. Lợi hại như vậy sao? Lưu Tú Chi nói với giọng không tin, nhìn không ra đấy, không phải là anh thấy tên tiểu tử đó có cùng cảnh ngộ với anh nên anh thương hại cậu ta phải không? Làm gì có chuyện đó chứ? Mạc Đại Hải nói, em có phần hơi nhạy cảm quá đấy. Có thời gian thì hãy chú ý đến tin tức hàng ngày một chút. Xem mấy cái tạp chí làm đẹp hay mấy cái tin vớ vẩn ít thôi. Em có biết vị bác sĩ Tần này có thân phận thế nào không? Em không biết, Lưu Tú Chi nghiêm túc nhìn vào mặt chồng mình đáp, cũng không hoài nghi điều gì nữa cả. Cậu ta là hội trưởng của Công hội Trung y Trung Quốc đó. Em có biết Công hội Trung y Trung Quốc khi thành lập đã có bao nhiêu vị lãnh đạo đến đó tham dự không? Đến cả Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Công Dân cũng đích thân đến đó. Nghe nói người đứng sau cậu ấy ở Yến Kinh này chính là Thái Công Dân đấy. Mạc Đại Hải cười nói. Sao cậu ta có thể quen được Thái Bộ trưởng vậy?
Lưu Tú Chi kinh ngạc hỏi. Bà đã ở Yến Kinh lâu năm rồi, cũng biết một bộ trưởng là một nhân vật có quyền lực lớn như thế nào. Nếu ông ta đồng ý giúp Tần Lạc thì cũng có nghĩa là trong tay cậu ta cho dù có 1 tỷ hay đến 10 tỷ đi nữa thì cũng chẳng có gì quá đáng cả. Phải biết rằng vàng thì có giá nhưng y dược thì vô giá. Cậu ta chỉ ghi bừa ra vài loại thuốc mới thì cũng có thể kiếm được cả đống tiền rồi. Quen như thế nào thì chúng ta không cần biết, ai cũng có những điều riêng tư. Nếu cậu ta đã mở miệng nói ra như vậy thì cũng có nghĩa là chắc chắn sẽ giúp đỡ tên đầu đất kia. Hơn nữa, đầu đất vì sao mà phải nhập viện? Không phải là vì đỡ giúp cậu ta một nhát dao đó sao? Cậu ta cũng đúng là phải đáp trả lại cái ân tình này của đầu đất. Mạc Đại Hải gần như đã sống thành tinh rồi, khi tính kế với người khác thì hai mắt sáng rực lên. Có một nhân vật ghê gớm như vậy giúp đỡ cho tên đầu đất kia thì nó làm sao có thể kém đi được cơ chứ? Cho dù đến lúc đó không kiếm ra được 1 tấn vàng thì để cho con mình ăn no mặc ấm chắc không thành vấn đề gì to tát chứ. Chúng ta cũng có một chút tích lũy, đến lúc đó không phải đều thuộc về chúng nó hay sao? Cuộc sống của chúng nó không khổ được đâu. Vậy sao khi nãy anh còn tức giận đánh cuộc với người ta làm gì? Lưu Tú Chi khó hiểu hỏi. Vừa rồi ông ấy vẫn còn xung đột gay gắt với bác sĩ Tần, chính là ông ấy kéo mình ra khỏi phòng bệnh mà. Cứ như là thề không đội trời chung với người ta vậy. Thế mà không ngờ lại khen người ta ghê thế. Sao em vẫn chưa nghĩ ra thế nhỉ? Mạc Đại Hải tức giận nói. Nếu đã quyết định chấp nhận tên đầu đất này thì ngày sau cậu ta sẽ là con rể của chúng ta rồi còn gì? Nếu mà anh không đối mặt với thầy của cậu ấy như thế, không đặt điều kiện cao như thế thì thầy giáo của cậu ta làm gì có chuyện giúp cậu ta được? Bây giờ phát sinh mâu thuẫn cũng là nghĩ cho cậu ta mà thôi. Nếu cậu ấy mà có tiền đồ rồi thì không phải chúng ta cũng được mở mày mở mặt hay sao? Nhưng làm thế không phải là đã đắc tội với người ta rồi sao? Anh đắc tội với người ta thì sợ cái gì chứ? Đâu phải là bảo cậu ta đi đắc tội với người ta. Mạc Đại Hải nói, hơn nữa, em xem cái vẻ thật thà chất phác của cậu ta mà xem, nếu bác sĩ Tần không giúp đỡ thì cậu ấy có thể làm được gì? Mạc Đại Hải, đến cả người nhà mà anh cũng lừa à? Lưu Tú Chi tức giận bẹo vào cánh tay của chồng mình một cái nói. Anh làm vậy không phải là muốn tốt cho con gái chúng ta hay sao? Mạc Đại Hải liên tục xin vợ mình tha cho. Ngày trước, mỗi tuần Tiểu Hoa về nhà lại khen thầy Tần của nó tốt thế nào, thì anh lại cứ tưởng là nó thương thầm trộm nhớ thầy giáo mình cơ nên đã vội cho người đi điều tra một chuyến. Hề hề, điều tra không ra nhưng ai mà biết là lại câu được một con cá lớn. Ha ha, bác sĩ Tần là một nhân vật có tiếng đó. Nếu đầu đất mà đi theo cậu ấy thì tình hình sẽ không xấu đi được đâu. Em yên tâm đi. Hứ, hy vọng những điều anh nói đều là sự thật. Lưu Tú Chi cũng tức giận đáp lại. Sau khi sắp xếp đâu đấy việc của Lý Mãnh thì Tần Lạc liền nhường căn phòng lại cho đôi tình nhân vẫn đang trong trạng thái say đắm, còn hắn thì bước ra khỏi phòng bệnh. Lệ Vĩnh Cương bước tới trước mặt, nhìn Tần Lạc nói, cậu cũng đến đây rồi à? Hiệu trưởng Lệ, Lý Mãnh không sao rồi. Thầy không phải đích thân đến đây nữa đâu. Tần Lạc cười nói. Hắn biết Lệ Vĩnh Cương với cương vị là hiệu trưởng một trường thì hàng ngày có vô số công việc chờ đợi ông ta giải quyết. Hôm qua ông ấy đã ở đây cả nửa ngày trời, hôm nay lại đến đây như thế nên Tần Lạc lo là sẽ ảnh hưởng đến công việc của Lệ Vĩnh Cương. Không sao, Lệ Vĩnh Cương khoát tay nói. Làm gì còn việc gì quan trọng hơn sự an toàn của học sinh chứ? Giáo dục, giảng dạy cho người ta thì trước tiên là phải lo cho người ta an toàn mới đúng. Em ấy đã không sao rồi. Thầy có cần vào trong xem sao không? Tần Lạc cười nói. Thế tôi vào trong xem thế nào? Lát nữa có chút việc tìm cậu. Lệ Vĩnh Cương nói. Được, tôi đứng ở ngoài đợi thầy. Tần Lạc nói. Còn chưa đến 5 phút mà Lệ Vĩnh Cương đã bước ra từ bên trong phòng bệnh rồi. Có thể thấy rõ là ông cũng không muốn làm phiền quãng thời gian quý báu của đôi tình nhân nhỏ kia. Hiệu trưởng, mời ngồi. Tần Lạc đứng dậy nói. Lệ Vĩnh Cương kéo Tần Lạc ngồi xuống rồi nói, tôi đã báo lên trên việc Lý Mãnh xả thân cứu người rồi. Bên trên vì muốn xóa bỏ những ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội nên đã phê chuẩn rồi, quyết định coi em ấy như một tấm gương sáng trong thời buổi hiện nay. Muộn một chút sẽ có một số phóng viên đến đây phỏng vấn. Nếu cậu có thời gian rỗi thì cũng giúp em ấy nói tốt vài câu. Sáng nay tôi đã làm điều đó rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Lệ Vĩnh Cương vỗ vào trán mình vài cái, nói. Suýt nữa thì quên mất, cậu là người nổi tiếng như vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ chặn cậu lại trước mới đúng chứ. Như thế cũng tốt, cậu giúp em ấy nói một câu thôi cũng hiệu quả hơn em ấy tự nói cả trăm câu về mình nhiều. Hơn nữa,
cậu bé này, có vẻ như không biết nói năng lắm thì phải. Điều này càng chứng minh được rằng em ấy là một người thật thà chất phác. Tần Lạc cười nói, hắn vẫn cố hết sức nói tốt cho Lý Mãnh, vì dù sao thì sau này cậu ta cũng là một thành viên dưới trướng của mình rồi. Cũng đúng, Lệ Vĩnh Cương nói, hôm qua xảy ra chuyện như vậy, mọi người ai cũng bận rộn cả ngày, tôi cũng thiếu chút nữa thì quên không hỏi cậu chuyện này đấy, cậu đem theo ông nội cậu và ông Lâm đến trường tìm tôi là có việc gì vậy? Đúng là có việc thật, Tần Lạc thu lại nụ cười trên miệng mình, nghiêm túc nói, hiệu trưởng Lệ. Tôi muốn nhờ thầy giúp tôi một việc. Giúp gì vậy? Giúp tôi phổ biến một bài quyền dưỡng sinh, Tần Lạc nói. Quyền dưỡng sinh, Lệ Vĩnh Cương hỏi, bài quyền dưỡng sinh gì vậy? Thái cực à? Không phải, nhưng có liên quan mật thiết với thái cực, đều có nguồn gốc từ đạo gia, có tên là dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn. Tôi và ông nội cùng với ông Lâm đã thực hành qua hết rồi, hiệu quả vô cùng tốt. Tôi muốn thử nó ở Đại học Y khoa Thủ đô trước, đợi sau khi có thành quả rồi thì hãy mở rộng, phổ biến toàn quốc. Không được. Không ngờ là Lệ Vĩnh Cương từ chối ngay lập tức, điều này nằm ngoài dự kiến của Tần Lạc. Chương 722, Mễ Tử An đến thủ đô. Trông thấy thái độ kinh ngạc của Tần Lạc, Lệ Vĩnh Cương liền lên tiếng giải thích nói, Tần Lạc à. Không phải là tôi không nể mặt cậu, tuy là tôi không biết cậu nói về cái dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn rốt cuộc là có tác dụng kỳ diệu thế nào, nhưng tôi vẫn khá là hiểu cậu cậu còn rất trẻ. Nhưng đã lại thâm trầm sâu sắc và vô cùng vững vàng, ông của cậu và ông Lâm đều đã đích thân thử nghiệm rồi tôi tin vào lời của cậu. Tần Lạc nghe vậy thì cảm thấy kỳ lạ hỏi, hiệu trưởng đã tin rồi sao lại từ chối lấy trường học làm nơi thí điểm thử nghiệm mở rộng vậy? Lệ Vĩnh Cương nghe vậy lắc đầu nói, không phải là tôi từ chối mà là tôi có cảm giác mình không đảm đương nổi trách nhiệm này mà thôi. Cần phải đảm đương trách nhiệm gì? Có lẽ cậu rất am hiểu y thuật, nhưng cậu lại thiếu hiểu biết về chuyên ngành giáo dục và giảng dạy. Lệ Vĩnh Cương cũng không muốn làm cho chàng trai trẻ mà ông nể phục phải thất vọng, chính vì thế mà ông vẫn vòng vo tam quốc không dám nói thẳng ra. Vì như thế sẽ không đến nỗi làm cho hai người bỗng nhiên có khoảng cách xa lạ, trong môn học của trường có môn thái cực. Taekwondo, bóng rổ, bóng đá, vũ đạo, v.v. đây là những môn học mà học sinh đã vô cùng quen thuộc rồi. Chúng ta áp dụng những môn thể thao này, các trường học khác cũng vậy chính vì thế mà không có ai dị nghị điều gì cả. Nhưng nếu như chúng ta là nơi đầu tiên mở rộng sử dụng dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn thì chắc chắn nó sẽ là một cải cách trong giáo dục và trong các hạng mục thể thao khác nữa, nếu như là một môn học thì chúng ta thay đổi lối tư duy cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả. Nhưng nếu như chúng ta mở rộng phổ biến phát triển làm cho mọi người đều hiểu về môn thể dục thể thao mới mẻ này thì trách nhiệm của chúng ta càng trở nên trọng đại hơn. Nếu như học sinh học xong rồi xuất hiện các phản ứng bất thường thì chúng ta sẽ giải quyết ra sao? Nếu như nó có hại cho sức khỏe của học sinh thì làm thế nào? Hiệu trưởng, tôi đã học nó rất nhiều năm rồi, tôi thấy nó làm cho tôi tinh thần sảng khoái, sức khỏe dồi dào. Hơn nữa nó lại có công dụng bài trà độc tố, tốt cho thận, cái dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn nạp chỉ làm tăng cường thể chất con người. Chứ không hề có tác dụng phụ nào cả, Tản Lạc bảo đảm nói. Ngoài ra dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn còn một công dụng nữa nhưng hắn không đề cập tới. Đó chính là khi tập luyện lâu năm trong người sẽ có một luồng khí duy trì sinh mệnh sức khỏe cho người luyện tập, ví dụ như lần Tần Tranh bị bắt cóc, nếu như không có dấu bé TH đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn bảo hộ thì có lẽ ông đã chết dưới họng súng của bọn sát thủ rồi. Tôi biết, Lệ Vĩnh Cương khoát khoát táp nói, Tần Lạc à, tôi hiểu ý của cậu nói, tôi cũng tin nó. Nhưng những lời cậu nói đã có ai chứng minh chưa? Tôi, ông tôi và ông Lâm đều có thể làm chứng. Tần Lạc đáp, nhìn vào vẻ mặt cười khổ của Lệ Vĩnh Cương, Tần Lạc mới chợt hiểu ra, ý của hiệu trưởng là cần một chuyên gia hay một viện nghiên cứu nào đó có uy tín trên toàn quốc nghiệm chứng cho dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn có phải không? Chính xác, chuyện này có liên quan tới toàn thể dân chúng nên chúng ta phải hết sức thận trọng, nó còn liên quan tới học sinh nữa nên chúng ta cần phải cẩn trọng hơn lúc nào hết. Cho dù chúng ta có thể tin rằng chúng ta để lại cho con cháu đời sau rất nhiều việc tốt đẹp, nhưng nếu như nó không được các cơ quan chức năng có uy tín công nhận thì những thứ đó chẳng bao giờ được mở rộng và phát triển cả. Lần nạp đến lượt Tần Lạc cười khổ, là tôi suy nghĩ đơn giản quá. Tôi chỉ cảm thấy dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn là một thứ vô cùng tốt nên phải mở rộng và phát triển nó cho dân chúng trên toàn quốc cùng hưởng, cùng với áp lực cuộc sống ngày càng leo thang, thì tình trạng sức khỏe con người càng ngày càng xuống dốc.
Có một bài báo thậm chí đã lấy tít giật gân, tình trạng sức khỏe cộng đồng đang ở mức báo động. Như vậy có thể thấy toàn dân cũng đã ý thức được tình trạng sức khỏe của con người hiện nay, nhưng họ không có phương pháp nào hữu hiệu để giải quyết nó cả. Đúng vậy, Lệ Vĩnh Cương thở dài nói, ý của cậu tôi hiểu. Cậu cũng chưa bao giờ để người khác phải thất vọng cả. Nhưng có những lúc làm một người tốt lại là một việc vô cùng khó. Còn biện pháp nào khác không? Tần Lạc hỏi. Không phải là không có. Lệ Vĩnh Cương nói, nếu như cậu đã coi dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn là một môn thể dục thể thao hữu dụng, thì tôi nghĩ nó đúng là rất tốt. Chính vì thế mà tôi cũng muốn giúp cậu thử nghiệm, nếu như nó được mở rộng phát triển ra toàn quốc thì đúng là một công trình vĩ đại. Thử nghiệm thế nào? Tần Lạc cười nói, cái nạp tôi không hiểu lắm, mong được hiệu trưởng chỉ bảo cho. Thứ nhất, cậu chuẩn bị hoàn chỉnh hết tài liệu của dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn xong xuôi hết đi, sau đó tôi sẽ giúp cậu đưa lên trên để cùng thảo luận. Nếu như nó được thông qua, thì sẽ thử nghiệm trong quy mô nhỏ tại trường chúng ta. Thứ hai, đưa nó cho các cơ quan chức năng để chứng nhận, xác nhận công dụng của nó ra sao. Nếu như nó có tác dụng tốt thì cũng có thể phát triển được. Thứ ba, nếu như các bộ phận như cảnh sát, quốc phòng, công an, đều muốn dùng dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn của cậu để tăng cường sức khỏe, thì sau này cậu đem nó về trường thử nghiệm cũng sẽ không có ai dị nghị cả. Aha, đây toàn là những con đường tắt dành cho cậu cả đấy. Nghe xong mấy lời chỉ dẫn này, hai mắt của Tần Lạc sáng lên nói, nếu như quân đội sử dụng dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn để tăng cường sức khỏe thì sẽ thí nghiệm mở rộng được ở trường học ư? Dĩ nhiên rồi, Lệ Vĩnh Cương nói, quân đội và trường học đều là tương lai của quốc gia. Quốc gia đều rất chú trọng hai bộ phận này. Cả hai ngành này đều có rất nhiều chỗ tương thông với nhau, ví dụ như dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn nếu như sử dụng được trong quân đội có kết quả tốt thì nó chắc chắn sẽ được điều chỉnh lại cho hoàn thiện hơn rồi phổ biến ra các trường học sử dụng. Cảm ơn hiệu trưởng, tôi biết mình phải làm gì rồi. Tần Lạc cảm kích nói. Xem ra cậu cũng đã nghĩ ra cách giải quyết rồi thì phải. Lệ Vĩnh Cương cười nói. Thì cũng phải thử mới biết được. Tần Lạc đáp. Không thể để những bảo vật của ông cha ta tự nhiên bốc hơi trên thế gian này một cách vô duyên vô cớ như vậy được. Nếu không về sau con cháu chúng ta không hề biết tới sự tồn tại của vật báu nạp trô, dù có muốn học cũng chẳng học nổi. Nói đúng lắm, Lệ Vĩnh Cương khích lệ, tôi không biết sự việc này thì không sao. Nhưng một khi đã biết rồi thì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu. Chúng ta cùng xem phương pháp nào sẽ dẫn tới thành công trước nhất. Còn nữa, tôi còn chuẩn bị đích thân mình thử nghiệm cái dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn này xem nó có thần kỳ được như cậu nói không. Vâng, Tần Lạc đáp, tối nay tôi sẽ đem khẩu quyết và phương pháp luyện tập gửi cho thầy. Sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho thầy vài đường, thầy sẽ học được nó nhanh thôi. Hay lắm, cậu biết nhà tôi rồi đúng không? Gọi ông cậu và ông Lâm cùng tới làm vài chén được không? Không thành vấn đề, Tần Lạc cười đáp. Sân bay Yến Kinh. Tại cửa dành riêng cho VTP xuất hiện rất nhiều gương mặt tươi trẻ tràn đầy sức sống. Có người mặc những bộ quần áo bó đậm chất rocker, có người thì mặc vest, cũng có người mặc quần áo công sở, còn đại bộ phận thì ặc đồng phục của học sinh. Trên gương mặt bọn họ đều nở một nụ cười vô cùng tươi sáng để nghênh đón thần tượng của bọn họ. Cho dù tất cả đã đứng chờ hơn 2 giờ đồng hồ, nhưng bọn họ vẫn vô cùng hưng phấn, nếu như thời gian này mà dùng để chờ bạn trai hay bạn gái của họ. Thì có lẽ bọn họ đã nổi đóa lên rồi. Trên tay bọn họ đều có một tấm biển, trên đó có một tấm hình của một cô gái xinh xắn. Trên tay bọn họ còn có một băng rôn có ghi, Mễ Tử An, Y Lớp U. Bởi vì người quá đông, nhân viên bảo vệ chị An phải vất vả lắm mới có thể duy trì trật tự nơi đây. Thực ra đây cũng là một dịp cho mấy anh bảo vệ được tiếp cận gần những minh tinh nổi tiếng. Đúng vậy. Các fan đã sớm biết tin Mễ Tử An hôm nay sẽ đến Yến Kinh để tham gia vào một hoạt động nào đó. Mễ Tử An là thần thánh phương nào mà lại có bao nhiêu fan hâm mộ như vậy? Nàng là thiên hậu của Đài Loan, một thần tượng âm nhạc nổi đình nổi đám của cả châu Á. Tất cả các phóng viên trong làng giải trí đều như lên cơn sốt với Mễ Tử An. Nàng là một trong những nhân vật mới nổi trong làng âm nhạc châu Á. Một nhân vật trong làng giải trí đã từng nhận xét về giá trị hiện giờ của Mễ Tử An như sau, để làm một live show hoành tráng, thì các ngôi sao thường không kiếm được là bao, các nhà tài trợ cũng bị lỗ tiền. Nhưng chỉ có một người mở live show mà không bao giờ bị thua lỗ, đó chính là Mễ Tử An. Lúc này một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mắt đeo kính đen bước ra trong sự bảo hộ của các trợ lý xuất hiện tại cổng sân bay. Thì tất cả mọi người ở đấp cứ như phát cuồng hết cả lên.
Mễ Tử An cô ấy chính là Mễ Tử An, chỉ có Mễ Tử An mới tết tóc như vậy. À, Mễ Tử An đến rồi, đẹp quá. Mễ Tử An y lấp u. Mọi người bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, có những fan cuồng còn cố gắng trồm tới, còn các tay phóng viên thì bấm máy liên hồi. Sợ Mễ Tử An bị sốc trước cảnh tượng này, nên các nhân viên trợ lý đi bên cạnh nàng lập tức đi sát vào, che cho nàng vào giữa đội hình. Bởi vì do bên đối tác của Mễ Tử An bị lộ tin tức, nên Mễ Tử An cũng không giấu nhẹm đi, chính vì vậy mà số fan tới đón nàng lên tới con số kinh khủng, số người càng lúc càng gia tăng, áp lực cho Mễ Tử An cũng càng lúc càng cao, có cảm giác như sắp bị người ta tấn công vậy. Bốn viên trợ lý cố gắng bảo vệ cho Mễ Tử An đưa nàng ra khỏi cửa, nhưng đoàn người phía trước quá đông, cộng thêm đám phóng viên không ngừng đưa mic tới để phỏng vấn, làm cho nàng không còn có cách nào để đi được nữa cả. Mễ Tử An, bạn lần đầu tới Yến Kinh, thấy nơi đây ra sao? Mễ Tử An, nghe nói bạn hợp tác với Petilo lương khởi điểm cao đến mấy triệu nhân dân tệ, không biết có đúng như vậy không? Tiểu thư Mễ, cô trông thấy fan của mình cuồng nhiệt như vậy, cô có muốn nói với họ điều gì không? Đám trợ lý bảo vệ Mễ Tử An biết rằng nếu như không để nàng nói một câu, thì có lẽ rất khó rời khỏi đây được, chính vì thế mà họ bàn bạc với Mễ Tử An, để nàng đứng ra trả lời vài câu. Nghe thấy Mễ Tử An muốn nói vài câu, thế là mấy tay phóng viên liền phát huy tài năng tiềm ẩn của họ, ôm hết lỡ ụy mấy cây mic dài như họng súng xông tới tranh nhau giành giật những vị trí có lợi nhất, điều này làm cho đám fan bị đánh lui về phía sau. Mễ Tử An thấy vậy liền nói, rất cảm ơn mọi người đã tới đây đón tiếp tôi nồng nhiệt như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi. Tôi rất yêu thích Yến Kinh, vì có người bạn rất tổ của tôi ở đây. Lần này tới đây chủ yếu là tới thăm bạn, còn hợp tác làm ăn chỉ là phụ thôi. Chương 723, tình hữu nghị và lòng thù hận. Khó khăn lắm mới thoát được sự theo đuổi của đám phóng viên và fan ruột của nàng, dưới sự hộ tống của trợ lý thì nàng đã ngồi vào bên trong chiếc xe sang trọng của bên hợp tác đem tới. Người quản lý của Mễ Tử An oán trách nói, Tử An, sao em lại có thể nói như vậy trước mặt của phóng viên và fan của mình được chứ? Em đặt việc thăm bạn lên trên trước cả công việc, như vậy thì bên hợp tác chắc chắn sẽ có ý kiến với chúng ta cho mà xem. Đối tượng hợp tác với Mễ Tử An lần này là tình lữ thế gia Petilo, trụ sở chính của công ty này được đặt ở Italy, chủ yếu kinh doanh nhẫn tình nhân, dây chuyền, vòng tay cùng với hoa tai và những thứ trang sức làm bằng vàng bạc châu báu khác, khá là có tiếng đối với giới trẻ. Bọn họ chọn một người có tầm ảnh hưởng cũng gọi là rất lớn trong lòng những người trẻ tuổi là Mễ Tử An, mượn tầm ảnh hưởng và phong cách khác người của nàng để ổn định và vững chắc thị trường. Ví dụ như một công ty lừng danh đây đó chủ yếu là nhờ kinh doanh đồ tình nhân của Pháp vừa mới tuyên bố sẽ thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, đến lúc đó bọn họ khó có thể tránh khỏi bị khiêu khích. Mễ Tử An sau khi nghe lời của nhà quản lý của nàng xong thì nói với vẻ mặt không có gì thay đổi, đây vốn dĩ là suy nghĩ thật lòng của tôi. Hơn nữa, bọn họ vì muốn lăng xê nên đã cố tình tiết lộ hành trình của tôi, chẳng lẽ lại không sợ tôi tức giận hay sao? Nhưng người ta là người bỏ tiền ra, là cha là mẹ, vì vậy mà chúng ta nên khách sáo một chút. Mễ Tử An chìa môi ra nói, bọn chúng đánh tôi một cái thì tôi cũng phải trả lại chúng một cái. Bọn chúng không tôn trọng tôi thì cũng đừng mong người ta tôn trọng lại. Chúng là cha là mẹ của người khác, chẳng liên quan gì đến tôi. Ai thích hầu thì đi mà hầu. Tử An người quản lý cố gắng kìm lại nỗi tức tối trong lòng, nói, được rồi. Dù gì thì những lời đó em cùng nói ra rồi, bây giờ cũng chẳng thể làm gì được. Hai bên đều sai cả, vậy thì coi như hòa đi. Nhưng có việc nạp tôi không thể không bàn bạc với em được. Chuyện gì vậy? Mễ Tử An hỏi, trong khi nói thì nàng nhét luôn vào miệng mình một chiếc kẹo cao su nhai dẻo quẹo. Tôi biết là quan hệ của em và Tần Lạc tiên sinh rất tốt. Nhưng thân phận của em vô cùng đặc biệt. Em là một ngôi sao nổi tiếng, nhất cử nhất động của cô đều có người theo dõi, chú ý, hơn nữa em còn cả một tiền đồ rộng lớn ở phía trước, em có thể bay cao và xa hơn nữa em cũng biết rồi đấy. Công ty đổ rất nhiều tiền và sức lực lên người em. Vì vậy mà hai người có thể kiềm chế bản thân mình được không, đừng gặp nhau ở Yến Kinh hoặc nếu có gặp nhau thì nên khiêm tốn một chút, có được không? Lần trước khi ở Hàn Quốc, thì Mễ Tử An và Tần Lạc đột nhiên mất tích luôn vói nhau, điện thoại thì tắt máy. Cả tối không tìm thấy người đâu, suýt chút nữa thì cô quản lý nạp bị công ty chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng, về sau được Mễ Tử An nói giúp nên nàng mới giữ vững được vị trí của mình. Nếu còn xảy ra một vụ việc nào như thế nữa thì nàng đúng là phải cuốn gói ra đi mất thôi. Xem tình hình thế nào đã, Mễ Tử An nói,
Nếu đi gặp bạn mà cũng phải lén lén lút lút thế thì lại càng nói rõ là giữa chúng tôi có gì đó rồi phải vậy không? Nhưng nếu hai người mà bước ra ngoài một cách quang minh chính đại với nhau thì người ta chắc chắn sẽ cho rằng hai người là tình nhân của nhau, ầm, có thể không nghĩ vậy, nhưng tên phóng viên kia thì nhất định sẽ thêu dệt bừa bãi cho mà xem. Cô quản lý cố gắng khuyên nhủ nói. Bọn họ thích viết gì thì viết, liên quan gì đến tôi cơ chứ? Minh Tinh cũng là người, tôi sống cho tôi mà, quản người ta nghĩ gì làm gì cho mệt ra. Mễ Tử An từ trước tới giờ đều không chịu thua trong những việc như thế này, cũng vì phong cách lạnh lùng, chẳng lệ thuộc vào ai của nàng đã khiến cho nàng không giống với những người khác, cũng ngày càng nổi tiếng hơn. Hơn nữa, ngôi sao thì không được yêu háp sao? Không phải không được yêu, người quản lý cuống lên như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Sao nàng có thể gặp phải một bà cô khó bảo như vậy chứ? Chỉ là hiện giờ sự nghiệp của em đang trên đà đi lên, nếu giờ mà yêu thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của em. Đợi ngạp sau khi nào em đã kiếm đủ tiền rồi nghỉ hưu thì muốn gả cho ai chẳng được. Đợi đến khi nghỉ hưu thì nhỡ lúc đó tôi già rồi thì sao? Mễ Tử An thấy vẻ mặt khó xử của chị quản lý, thì cũng có phần không đành lòng nói, tôi sẽ chú ý hơn nữa, chưa chắc anh ấy đã ở Yến Kinh. Thế thì tốt, được thế thì tốt, chị quản lý cuối cùng cũng mặt mày hớn hở nói. Chúng ta đều là phụ nữ, có một số việc tôi đều hiểu cả. Con người ta ai mà chẳng có chút nhu cầu chứ. Cô đi gặp anh ta tôi cũng không có gì phản đối cả, chỉ sợ làm to sự việc lên thì mệt lắm. Trong làng giải trí vốn rối rắm thối tha vô cùng, nhưng bề mặt thì mọi người vẫn giữ vẻ sáng lạng, lịch thiệp, không phải vậy sao? Chúng tôi thực sự chỉ là những người bạn mà thôi. Mễ Tử An tức giận nói. Cô thực, muốn giữ gìn khí tiết của mình ở cái làng giải trí này thì quả là một việc không thể. Những ngôi sao nổi tiếng lúc nào cũng nói là mình không có bạn trai, không muốn nói đến chuyện yêu đương, không tham gia tiệc tùng hội hè gì và ghét các đại gia. Nhưng ở sau lưng họ đã làm gì thì ai mà biết được. Chỉ một ngôi sao hạng ba như Trần Quán Hy đi sửa máy tính thôi mà cũng làm lộ ra cả đống ảnh sex của các nữ minh tinh, vậy thì có bao nhiêu phụ nữ mà không kịp chụp ảnh hay nhìn không được thuận mắt cho lắm. Hoặc nữa là thân phận nhạy cảm đây. Nhưng Mễ Tử An đúng là bị oan uổng thật. Nàng đúng là có chút mập mờ với Tần Lạc, có chút va chạm với hắn, nhưng cách cái việc đó còn xa hàng km cơ. Chị quản lý gật đầu liên tục, nói, đúng đúng đấy. Phải giữ thái độ như vậy, bất kể là ai cũng không thể thừa nhận được, chỉ cần những tên phóng viên kia không chụp được chứng cứ gì thì mọi việc đều dễ dàng. Thời gian lâu xong thì mọi người cũng sẽ quên hết cả chuyện đi thôi. Lần này thì đến lượt Mễ Tử An á khẩu không nói được lời nào. Sau khi Mễ Tử An rời đi thì đám fan, phóng viên và những người vây xung quanh cùng tản mát đi hết. Sân bay lại trở về với vẻ bận rộn, huyên náo như mọi ngày. Nửa giờ đồng hồ sau, cánh cửa của lối đi VTP lại một lần nữa tụ tập một đám người ở đó. Chỉ có điều đám người này mặc vest đi giày tây khí chất hơn người, bọn họ đều đứng im ở đó, không nói không cười gì cả. Đứng đợi cái gì đó với gương mặt kiên nhẫn. Nếu một người trong số bọn họ đứng giữa đám đông thì không có gì đặc biệt cả, nhưng cả đám người đứng với nhau, hơn nữa còn đứng cách những người tiếp đón, nên có phần gây chú ý. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là công ty lớn nào đó hoặc một bộ phận quan trọng nào đó của quốc gia đến đón khách quý. Mọi người cũng đã quen với những việc như thế này, nên cũng không quá để ý, cũng không chấn động bằng việc Mễ Tử An đến đây. Đứng đầu là một ông lão đầu tóc bạc phơ, tóc được chải về sau trông gọn gàng. Chân bóng, mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, hai mắt buông xuống, không biết là đang nghĩ ngợi điều gì. Đứng cạnh ông ta là một người trẻ môi đeo kính, cao gầy rong ròng, nhưng bộ vest và những đồ đắt tiền trên người anh ta thì cộng không ít điểm cho anh ta. Một trận ồn ào nơi cửa ra vào, tiếp đó là một hàng người bước ra. Người đàn ông đeo kính sau khi nhìn chăm chú một hồi xong thì cười nói, Chủ tịch, Lý Công Tử tới rồi. Anh ta nói vừa nhanh vừa gấp. Hóa ra là không phải tiếng Hoa mà là tiếng Hàn. Xem ra thì bọn họ là đại biểu của công ty Hàn Quốc có cơ sở ở Trung Quốc. Tôi biết rồi, giọng điệu của ông lão thấp trầm, nhưng lại rất rõ, ông vừa thay đổi trạng thái một cái thì tinh thần trông đã phấn chấn hơn rất nhiều, nói, chúng ta tiến lên trước vài bước đi. Lý Công Tử đem theo nhiệm vụ đến đây, hơn nữa còn là giám đốc điều ở bộ phận châu Á do Tổng Bộ phái đến, chúng ta không được thất lễ quá. Vừa nói dứt lời ông liền dẫn theo đoàn người đi ra phía cửa ra vào. Đông Lâm, anh lần đầu đến Trung Quốc phải không? Một người đàn ông trẻ tuổi tóc ngắn, nhìn khôi ngô tuấn tú lên tiếng nói. Hắn mặc trên người một bộ đồ vest màu đen, thắt một chiếc cà vạt màu đen tinh khiết,
có một thái độ kiêu kỳ khó mà che giấu nổi. Người đàn ông được gọi là Đông Lâm kia cũng là một người trẻ tuổi, chỉ có điều là người đàn ông này nhìn có phần dịu dàng hơn một chút, ngũ quan tinh xảo, mắt một mí nhưng lại không hề khó coi chút nào. Hơn nữa còn rất lôi cuốn là đằng khác, hắn mặc một bộ đồ vest kiểu Hàn màu xám, giống như một mỹ nam bước ra từ trong những bộ phim Hàn vậy. Không biết là vô tình hay hữu ý, mặc dù hắn vẫn đồng hành với người đàn ông đi bên cạnh, nhưng hắn vẫn thụt lùi lại nửa thân người, giống như là muốn thể hiện sự tôn kính của mình với anh ta vậy. Đúng đấy, Hứa Đồng Lâm nói, đây đúng là lần đầu tiên tới đây. Ngày trước tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tới đây. Sau khi gặp anh ta tôi nghĩ tôi nên tới đây xem, nghĩ xem một đất nước như thế nào mà có thể sản sinh ra được một nhân vật tầm cỡ như vậy. Ai, đó không chỉ là nỗi nhục của gia tộc Y Thanh, mà cũng là nỗi nhục của toàn quốc nữa, người đàn ông kia an ủi nói, mấy ngày hôm đó tôi đang bận bàn chuyện làm ăn với người nước Pháp, không hiểu bọn họ đã làm gì tại nước của chúng ta. Chờ đến khi tôi rõ ràng mọi thứ rồi thì anh ta đã ra đi. Nếu không tôi không thể để anh ta đi dễ dàng như vậy. Hứa Đông Lâm nghe xong thì cười thầm trong bụng nghĩ thầm, hắn ta đến hẳn bữa tiệc của mày chơi mày một trận bẽ mặt, lại còn kéo theo cả người con gái mà mày thích đi nữa. Việc này thì đứa nào ai mà chả biết, mày bây giờ nói vậy bắt tao giả vờ không biết chuyện này đến bao giờ. Dĩ nhiên, Hứa Đông Lâm phải giả vờ như không biết chuyện này, các mô cơ trên mặt của hắn không ngừng co giật, nụ cười trên môi tắt hẳn đi, đã thua thì phải chịu thôi. Là chúng tôi mời anh ta tới so tài. Chúng tôi đã thua rồi thì cũng chỉ là do chúng tôi không có tài bằng anh ta. Như vậy cũng tốt, như vậy càng làm cho tôi hiểu được khả năng của mình, từ đó mà có lý do để phấn đấu nỗ lực hơn. Kỹ thuật của chúng tôi nhờ đó sẽ có thêm một bước nhảy mới, tuy nói những lời này không đúng với tâm tư thật sự của tôi, nhưng tôi thật sự rất biết ơn anh ta, đây cũng là ý nghĩ của ông tôi. Đông Lâm, anh nghĩ như vậy cũng không đúng. Người đàn ông kia nói, chúng tôi mời anh ta tới tham dự cuộc so tài. Không phải bảo anh ta cố ý hạ nhục chúng ta như vậy. Tôi đã xem cuộc so tài của các anh rồi, cũng biết chuyện hắn ta khiêu khích mọi người ra sao, hắn ta có ý gì lẽ nào anh lại không hiểu hay sao? Hắn muốn đánh gục khí thế của chúng ta, muốn hạ thấp hệ thống y học của Hàn Quốc, vĩnh viễn không bao giờ ngẩng đầu lên được. Hắn dừng chân lại, đưa mắt lên nhìn người thanh niên trạc tuổi mình nói, anh căm ghét anh ta, điều này tôi biết. Tất cả mọi người đều ghét anh ta, tôi cũng vậy. Có lẽ ngày trước chúng ta chưa đi lại với nhau nhiều lắm, chỉ là bạn bè xã giao của nhau nhưng lần này, tại mảnh đất lạ này chúng ta là bạn bè, là chiến hữu của nhau, anh bị tổn thất, tôi cũng vậy, anh hưởng vinh hoa thì tôi cũng thế. Tôi hiểu, Hứa Đông Lâm gật đầu nói, nhưng trong bụng lại không nghĩ như vậy. Bọn chúng đến nước chúng ta, hạ nhục chúng ta, ánh mắt của người đàn ông trở nên sắc lẹm, lạnh lùng nói, vậy thì chúng ta đền nước của bọn chúng không thể chỉ đem đến tình hữu nghị được. Chương 724, muốn ngủ là có người đem gối tới. Được sự chỉ dẫn của Lệ Vĩnh Cương, Tần Lạc vốn định đem chuyện này về bàn bạc với Long Tức, hắn xem họ có thể tìm được một tiểu đội nhỏ để thí nghiệm kết quả của dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn xem công hiệu của nó ra sao hay không. Tần Lạc sau khi nói chuyện với y thì biết được Long Vương không chỉ là ông chủ của Long Tức, mà đồng thời còn là ông chủ bộ đội đặc chủng của cả Trung Quốc. Con cháu hay đệ tử của ông ấy đều là những nhân vật đầu não trong quân đội. Chính vì vậy mà việc này không phải là vấn đề gì nan giải với Tản Lạc. Tản Lạc cũng không muốn biến họ thành những con chuột bạch để thử nghiệm, hắn quá hiểu Long Vương, ông là một người vô cùng cẩn thận và rất yêu nước, nếu như dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn không có công hiệu gì hoặc công hiệu không rõ ràng thì Long Vương sẽ từ chối ngay lời đề nghị của Tần Lạc. Nhưng Tần Lạc biết ông sẽ đồng ý đề nghị của hắn. Vì Long Vương hiểu cái hu vền cơ của sư phụ hắn, do vậy chắc chắn Long Vương không thể nào từ chối món quà này của hắn được. Đang trong lúc hí hửng thì một cú điện thoại làm thay đổi luôn kế hoạch chiều nay của hắn. Mã Duyệt gọi tới mời hắn tới văn phòng của Văn Nhân Mục Nguyệt một chuyến. Văn Nhãn Mục Nguyệt đã gọi thì Tần Lạc dĩ nhiên là sẽ bay đến ngay, vì hắn biết nếu không có chuyện gì quan trọng thì nàng không bao giờ gọi cho hắn. Có những lúc Tần Lạc thậm chí còn nghĩ nếu như Văn Nhân Mục Nguyệt không tìm ra được lý do để gặp hắn thì có lẽ hắn và nàng cả đời này sẽ không gặp nhau mất. Tần Lạc ngay lập tức kéo theo hai người vệ sĩ cao cấp là Đại Đầu và Jesu tiến thẳng tới công ty của Văn Nhãn Mục Nguyệt. Hắn lần này tới đây không giống như lần đầu ngơ ngác đứng ở đại sảnh, mà chạy thẳng tới cầu thang máy chuyên dụng đi lên luôn bên trên. Mọi thứ vẫn như cũ, cho dù là chiếc cầu thang máy này cũng được canh phòng một cách nghiêm ngặt. Nhưng nơi này đã có một người quen đứng chờ ở đó.
Đây là một người đẹp với khuôn mặt tròn chính, là cô gái mà lần trước dẫn Tần Lạc vào thang máy sau khi hắn nhận được cú điện thoại của Mã Duyệt. Lần trước gặp, nàng mặc một bộ đồ đen, đeo một chiếc vòng đen ở cổ, lần này thì nàng mặc chiếc áo màu đỏ, dây đeo cũng đổi thành màu xanh. Tần Lạc còn để ý thấy mỗi lần Mã Duyệt đi ra, thì nàng hay đeo chiếc dây màu vàng trên cổ. Những chi tiết này nói lên việc cô gái này đã được thăng chức rồi. Dĩ nhiên, cũng có thể là đã bị giáng chức nữa, nàng bị Mã Duyệt gọi ra đây chuyên đứng chờ thang máy chuyên dụng vậy nên bị giáng chức coi chừng không hợp lý cho lắm. Tần tiên sinh, mời các anh sang thang máy số 1, trợ lý Mã đang chờ các anh ở đó. Cô gái mỉm cười chạy tới nói với Tần Lạc, nàng cười trông vô cùng dễ thương, đôi lông mày cong hẳn lại như những vầng trăng non mới nở vậy. Ừm, cảm ơn, Tần Lạc cười đáp, bọn họ đi cùng tôi được chứ? Trợ lý Mã đã nói rồi, nếu anh có đem theo bạn tới thì có thể đi cùng lên trên. Cô gái nhìn sang hai người Đại Đâu và Giê-xu khẽ gật đầu. Sau khi nhập xong một loạt mật mã thì cửa thang máy liền mở ra. Loại thang máy này hay dùng trong các doanh trại quân đội, hoặc là dùng trong các nhà quốc hội quan trọng của nhà nước, do vậy mà trước khi vào phải nhập mật mã. Hơn nữa, nếu bạn muốn lên một tầng nào đó, bạn vẫn phải nhập thêm mật mã của tầng đó vào. Thang máy lên thẳng văn phòng của văn nhân Mục Nguyệt, chứ không hề dừng lại ở bất kỳ tầng lầu nào khác. Cho dù có người thừa thời cơ chui vào thang máy, nếu như không có mệnh lệnh ở bên trên thì sẽ bị nhốt luôn trong cái thang máy này, cơ bản là không có cơ hội để hãm hại Văn Nhãn Mục Nguyệt. Rắc rối, nhưng lại vô cùng hữu dụng, nếu không thì một thằng ất ơ nào đó trà trộn vào trong cái thang máy này thì Văn Nhân Mục Nguyệt sao có thể an toàn được cơ chứ? Cảm ơn cô, Tần Lạc gật đầu đáp, sau đó liền bước vào trong thang máy. Đại Đầu và Giê-xu cũng đi theo sau vào trong, nhưng không ngờ là cô gái xinh xắn kia cũng đi vào theo. Thấy ánh mắt Tần Lạc cứ chăm chú nhìn mình thì cô gái kia liền mỉm cười đáp lại, tôi hiện giờ là thư ký văn phòng của tổng trợ lý. Ố, vậy thì chúc mừng cô, Tần Lạc gật đầu nói, thư ký của tổng trợ lý là thuộc vào bộ phận của Mã Duyệt, tuy không được vào trong bộ phận trọng tâm của văn nhân Mục Nguyệt, nhưng cũng là một chức vụ kha khá ở đây rồi. Năng lực của Mã Duyệt dù có cao đến mấy thì cũng không thể một mình nàng hoàn thành bao nhiêu công việc trong tập đoàn cùng với thu thập tin tức như vậy. Bên dưới nàng có rất nhiều bộ phận thư ký, gồm thư ký 1, thư ký 2, còn có tổ trí não 1, tổ trí não 2. Chỉ là hai tổ trí não 1 và 2 là hai bộ phận thuộc hàng cơ mật của công ty, người ngoài khó có thể đoán biết được. Hơn nữa hai tổ này là trực tiếp đứng dưới tên của văn nhân Mục Nguyệt. Nhưng nàng không phụ trách công việc hàng ngày của hai tổ này, mà chỉ phụ trách các công việc cơ động và dùng để phán đoán phân tích tình hình. Ví dụ như văn nhân Mục Nguyệt muốn mua một công ty nào đó, Mã Duyệt sẽ đưa tin tức cho tổ trí não 1 sẽ thu thập tin tức, sắp xếp lại cho hợp lý rồi đưa ra phán đoán và phân tích xem có nên mua hay không, có mạo hiểm không, đưa ra phương án mua vào hợp lý nhất. Khi xưa cho Tần Lạc 65 điểm chính là bộ phận này, một số điểm vượt mức trung bình một chút. Tôi đáng lẽ phải cảm ơn anh mới đúng, cô gái kia cười đáp lại. Trong lúc nói chuyện, thì chiếc thang máy này đã lên tới nơi, cửa thang máy mở ra. Mã Duyệt đã đứng đợi ở đây từ bao giờ rồi? Tôi biết đường mà, không cần lần nào cũng phải trực tiếp chạy ra đón vậy đâu. Tần Lạc cười nói. Tiểu thư bảo tôi ra đón anh. Mã Duyệt lạnh tanh đáp lại, văn nhân Mục Nguyệt lần trước vô duyên vô cớ bắt Mã Duyệt nhốt vào trong lãnh cung, rồi nàng đến viện điều dưỡng của Long Tức điều dưỡng một thời gian khá dài. Bây giờ, sau khi được thả ra, Mã Duyệt vẫn phụ trách các công việc thường ngày cho văn nhân Mục Nguyệt, thật không biết quan hệ của văn nhân Mục Nguyệt và Mã Duyệt ra sao. Nhưng từ ánh mắt của Mã Duyệt có thể nhìn ra là nàng vẫn vô cùng trung thành với Mục Nguyệt. Giê-xu lúc này trông thấy Mã Duyệt thì hai mắt của hắn sáng hẳn lên, một làn gió xuân phấp phới ở trong lòng. Hắn liền mặt đầy phô trương bộ mặt phong tình, sexy của các anh chàng châu Âu chủ động tiến tới giới thiệu nói, xin chào vị tiểu thư xinh đẹp. Rất vinh hạnh được làm quen với cô, tôi là một người truyền giáo từ phương xa tới. Tôi có thể hỏi cô một số vấn đề được không? Hori. Cảm ơn sự thân thiện của cô. Xin hỏi cô có tin Giê-xu không? Không, Mã Duyệt lạnh lùng đáp lại. Giê-xu không trông thấy hai hàng lông mày của Mã Duyệt khẽ cao lại, hoặc có lẽ là hắn cũng đã nhìn thấy nhưng lại cố tình bỏ qua. Ố, vậy thì thật là đáng tiếc, chút nữa cô có thể cho tôi thời gian được không? Tôi sẽ nói cho cô biết về giáo nghĩa Tần vào Chúa, được Chúa phù hộ vĩnh viễn, tin vào Chúa sẽ hạnh phúc muôn đời. Cô nên hoàn thiện tín ngưỡng của mình để cuộc sống thêm tươi đẹp và đầy đủ hơn. Mã Duyệt lúc này không còn nể mặt Tần Lạc nữa mà nói luôn, anh ta là thuộc hạ của anh phải không?
là vệ sĩ của tôi. Tần Lạc cười đáp, hắn rất muốn biết vẻ đẹp trai phong tình của Giê-xu có thể làm thay đổi thái độ của Mã Duyệt không. Lần sau bảo anh ta đứng ở dưới tầng chờ nhé. Tần Lạc được Mã Duyệt dẫn tới phòng của văn nhân Mục Nguyệt. Còn Đại Đầu và Giê-xu thì được cô gái dễ thương kia dẫn tới phòng khác uống trà. Sao lại có thể như vậy được? Giê-xu lại một lần nữa thất bại, con tim của hắn như đang rỉ máu. Hắn đã bắt đầu hoài nghi vẻ đẹp quyến rũ của bản thân, lẽ nào cái thẩm mỹ quan của người châu Âu và châu Á lại cách xa nhau như vậy? Nếu không thì các cô nàng ở đây sao ai cũng đối xử tàn nhẫn với mình như vậy được chứ? Nhưng, các cô gái phương Đông lần trước mà hắn gặp, ai cũng chết mê chết mệt vẻ đẹp sexy của hắn mà, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Thật bẽ mặt, Đại Đầu nhấp nhấp ngụm trà, ngồi lên ghế salon tận hưởng giấc phút thư thái, vẫn không quên nói khích Giê-xu một câu. Khi Tần Lạc vào trong văn phòng của văn nhân Mục Nguyệt thì nàng đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là nàng đang nghĩ gì. Bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest cách điệu. Trông thấy Tần Lạc đi vào, người đàn ông trung niên kia liền đứng dập cười hớn hở nói, Tần Lạc tiên sinh, chào anh. Tôi là tổng giám đốc của Hoàn Mi Văn Hóa, Cao Hy Vọng, tên tuổi của anh như sét đánh ngang tai, rất vinh dự được gặp anh. Cảm ơn, tôi cũng rất vinh dự được làm quen với anh. Tần Lạc mỉm cười rồi đưa tay ra bắt tay Cao Hy Vọng. Hắn cảm giác được vị cao giám đốc này có vẻ đang nịnh bợ hắn. Xem ra áp lực mà văn nhân Mục Nguyệt dành cho ông ta là rất lớn. Trong lúc hai người nói chuyện thì văn nhân Mục Nguyệt liền quay người lại. Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy dài màu bạc trông vô cùng nhã nhặn, trên cổ áo còn có một đường hoa văn rộng dài, trông giống như một chiếc áo bào của nữ thần của Hy Lạp vậy. Dĩ nhiên, văn nhân Mục Nguyệt trông cũng khá giống với nữ thần. Nàng cao quý, nhã nhặn, thư thái, và đặc biệt là say đắm lòng người. Nàng nhìn Tần Lạc điểm đạm nói. Cao giám đốc nói là có thể viết chuyện về anh. Nhà văn cùng đã mời xong hết rồi, hôm nay chủ động mời anh tới đấp là để nghe ý kiến của anh. Tần Lạc nghe vậy khẽ cảm khái trong lòng, lẽ nào nàng lại thông minh quá hóa yêu tinh hay sao? Hắn vừa mới lăng xê cho Lý Mành xong liền tiếp nhận phỏng vấn của rất nhiều phóng viên của các báo, hắn cũng đã phát biểu quan điểm của riêng hắn. Vậy mà văn nhân Mục Nguyệt chỉ nhìn qua một cái đã hiểu ngay tâm tư của mình rồi. Có lẽ nàng vẫn chưa biết là mình sắp đi Thụy Điển, nhưng nàng biết mình bấp giờ đang cần những thứ này, nàng biết mình muốn tạo thế lực. Muốn được dân chúng để ý nàng, gọi một công ty văn hóa tới đây để viết chuyện cho mình, cho dù bọn họ nhất thời không viết ra được, sách cũng chưa ra, nhưng những vụ lăng xê ngày trước sẽ được lăng xê tiếp, mọi người lại tiếp tục chú ý tới anh chàng đang cu xâm trở thành thần tượng của dân chúng này. Vừa muốn ngủ là đã có người đưa gối tới cho nằm, còn có gì hạnh phúc hơn điều này nữa. Nếu như nói văn nhân Mục Nguyệt không hề âm thầm đứng sau lưng hắn chú tâm tới từng hành động nhỏ nhoi của hắn, sắp nghĩ từng việc hắn làm, từng lời nói mà hắn nói thì cho dù có đánh chết Tần Lạc hắn cũng không tin. Tần Lạc vô cùng cảm kích nhìn văn nhân Mục Nguyệt cười hỏi, tác giả viết chuyện cho anh đâu? Có phải là Liễu Hạ Hấp không? Anh ta đã tới đây rồi. Cao Hy Vọng nói, anh ấy đang ngồi ngoài kia chờ. Để tôi gọi anh ấy vào nhé. Văn nhân Mục Nguyệt nghe vậy liền khoát khoát tay nói. Các anh cứ thương lượng đi, tôi còn có việc phải làm. Không thể tham gia được. Tần Lạc biết bấp giờ nàng lo lắng nàng có mặt ở đó sẽ tạo áp lực lên người khác, nói chuyện sẽ mất tự nhiên, nên cười nói, Cao Giám Đốc. Chúng ta cùng đi gặp vị tác giả kia thôi. Chương 725, muốn gạt bỏ ai ra khỏi cuộc đời của anh. Khi Tần Lạc gặp mặt Liễu Hạ Huy, không có bất kỳ cảm giác gì, sau đó hắn mới quét mắt quan sát tay tác giả này rồi cố gắng ghi nhớ đặc điểm của hắn ta. Dáng người cao cao, gầy gầy, nét mặt có vẻ ngơ ngác, cưng cứng, nếu như Tần Lạc và tay tác giả này cùng đi trên phố thì tay tác giả này chẳng có điểm gì nổi bật cả. Bình thường, giản dị đó là ấn tượng đầu tiên mà Tần Lạc dành cho Liễu Hạ Huy. Dĩ nhiên, Tần Lạc không phải là loại người ích kỷ nhìn mặt mà bắt hình dong. Sau khi nghe Cao Hy Vọng giới thiệu xong, Tần Lạc liền bắt tay Liễu Hạ Hấp rồi hỏi thăm vài câu. Bác sĩ Tần, tôi rất tôn trọng anh, cũng rất khâm phục tài năng của anh. Được làm người viết chuyện về anh tôi rất lấy làm vinh dự. Như vậy tôi cũng không lấy làm xấu hổ lắm. Liễu Hạ Huy nắm lấy tay Tần Lạc nói. Không biết là tay tác giả này thật lòng khâm phục Tần Lạc, hay là đang cố tình nịnh bợ hắn nữa? Sao vậy, anh ngày trước viết chuyện cho người khác cảm thấy xấu hổ hay sao? Tần Lạc bông đùa nói. Hắn cảm thấy tay Liễu Hạ Hấp này tuy ngoại mạo không có gì đặc sắc, nhưng nói chuyện lại rất lôi cuốn. Viết chuyện cho người khác kiếm tiền. Còn viết chuyện cho anh thì để lấy tiếng.
Liễu Hạ Hấp nói, bọn họ không đưa tiền tôi không viết, tiền ít tôi cũng không viết. Anh không cho tôi tiền tôi cũng vẫn viết chuyện cho anh. Vì sao vậy? Tần Lạc cảm thấy nói chuyện với tay tác giả càng lúc càng thấy tò mò. Hơn nữa, ai mà chẳng thích người ta nịnh bợ vài câu? Ai mà chẳng thích nghe người khác tâng bốc mình lên? Người với người cũng khác nhau, kỹ thuật tâng bốc cũng khác nhau, người ta tuy tâng bốc có phần lõa lồ, trực tiếp nhưng lại không hề làm cho người nghe cảm thấy đột ngột hay kinh hãi, mà ngược lại càng nghe càng thích. Viết chuyện cho họ tôi phải sớp nghĩ bịa đặt lung tung, ví dụ nhé, viết chuyện về một người nào đó, thì hồi bé người đó nhặt được một hào đưa cho cảnh sát, thì tôi sẽ phải viết thành 10 đồng. Bọn họ làm được một việc tốt, thì tôi phải viết 100 việc tốt. Bọn họ làm được 100 việc tốt thì tôi phải viết cả vạn việc ra. Như vậy họ mới đưa tiền, và tôi cũng mới chịu viết. Đưa tiền ít thì cũng không được, vì ít ra họ cũng phải bồi thường thiệt hại tinh thần khi phải bịa ra những câu chuyện đáng buồn nôn cho họ nữa chứ. Liễu Hạ Huy kiêu ngạo ngẩng mặt lên cười, vẻ mặt hắn ta bỗng chốc trở nên rạng rỡ, làm cho gương mặt vốn tầm thường trở nên không đến nỗi khó coi cho lắm, nhưng anh không giống với mấy người kia. Tôi chỉ cần đem những câu chuyện của anh viết ra thôi, vì bản thân chúng đều là những câu chuyện kinh thiên động địa rồi. Tôi chỉ sợ mình tài hèn sức mọn, khả năng biểu đạt không đủ để lột tả hết sự nghiệp vĩ đại của anh thôi. Tôi hồi nhỏ cũng chẳng nhặt được tiền gì cả. Tần Lạc vội nói, hắn sợ tay tác giả này đem những chuyện hồi bé của hắn viết ra chuyện. Không, anh đã nhặt được rồi. Liễu Hạ Hấp khẳng định nói, ở Kim Lăng anh nhặt được một cái ví tiền, trong đó có 800 tệ cùng với một tấm thẻ tín dụng anh đứng ở ga xe chờ hơn tiếng đồng hồ rồi mà không có ai đền nhận cả. Sau đó anh liền nhờ người bán báo bên cạnh dùng loa thông báo mọi người biết, khi đó có một viên cảnh sát đến nói cầm túi bảo hộ nó cho anh, nhưng bị anh từ chối. Đến cả việc này mà anh cũng biết ư, Tần Lạc trợn mắt lên nói. Đúng vậy, Liễu Hạ Hấp gật đầu nói. Tần tiên sinh, xin anh đừng hiểu nhầm. Cao Hy Vọng đột nhiên lên tiếng giải thích, chúng tôi thực ra đã sớm định sẵn để Liễu Hạ Hấp tiên sinh viết chuyện cho anh rồi. Vì muốn để anh ta viết chi tiết và có hồn nên chúng tôi đã tìm tới Mã trợ lý để hỏi các dữ liệu về anh, có lẽ trong đó có các dữ liệu hơi kỹ một chút, nhưng tất cả đều là những chuyện có thể công bố ra ngoài được, có những chuyện không thể công bố thì chắc chắn Liễu Hạ Hấp tiên sinh cũng không viết vào trong chuyện đâu. Anh còn xem cả những chuyện không nên công bố ra ngoài hay sao? Tần Lạc ngẫm nghĩ một lúc, hắn cảm thấy bản thân hắn dường như chưa làm chuyện gì tày đình cả. Không có, không có. Cao Hy Vọng kinh hãi nói. Tôi chưa xem. Mã trợ lý đưa cho tôi dữ liệu về anh cũng đã sắp xếp cẩn thận hết rồi, tôi chỉ là lấy ví dụ vậy thôi. Liễu Hạ Hấp nghe vậy liền có phần tò mò về thái độ của Cao Hy Vọng với Tần Lạc. Cho dù hắn có là một danh y đi chăng nữa, nhưng hắn cũng là đối tác của công ty văn hóa. Chẳng có lý do gì mà phải e sợ Tần Lạc như vậy cả. Đúng vậy, tôi đã xem qua các dữ liệu về anh. Liễu Hạ Huy thẳng thừng nói, anh không những nhặt được tiền. Còn là người thành danh khi còn rất trẻ, 10 tuổi đã bắt đầu hành nghề y, 12 tuổi đã là người nổi tiếng tại Dương Thành. Cũng chính vì Tần Lạc còn trẻ mà đã thành danh nên mới được chấm có 65 điểm, vừa vặn có đủ tư cách để theo đuổi văn nhân Mục Nguyệt. Có lẽ mọi người cho rằng hắn còn chưa đủ trình để theo đuổi nàng, nhưng giả dụ như đem con số này ra so sánh với những anh chàng công tử gia đình giàu có nhưng bất tài vô tướng bị loại ngay khỏi vòng gửi xe, thì số điểm này của hắn cũng được coi là lý tưởng rồi. Chỉ là ý trời trêu người, bấp giờ cả hai đang ở vào cái thế vô cùng khó xử. Anh còn biết điều gì nữa? Tần Lạc hỏi, hắn cảm giác được mấy người này quả là đáng sợ, cứ như mình đang bị bọn họ gắn máy quay trộm để theo dõi vậy. Học y gặp trắc trở, anh từ nhỏ mắc bệnh phải đi tứ phương cầu y, hồng nhan chi kỷ nhiều vô kể dĩ nhiên, anh cứu Vân Điên, đấu y với Hàn Quốc, làm rung động Paris, những sự kiện to lớn này ai cũng biết cả. Chỉ cần là người thì ai cũng đều biết đến anh. Liễu Hạ Hấp cao giọng khen ngợi, cứ như Tần Lạc làm cho anh ta vô cùng cảm động lắm vậy. Chờ chút, Tê Ẩn Lạc gào lên, ai nói cho anh biết là hồng nhan chi kỳ của tôi nhiều vô số kể vậy. Trên tài liệu nó viết vậy, Liễu Hạ Hấp nhún vai trả lời. Trên dữ liệu còn ghi cả những cái này vào hay sao? Tần Lạc như sắp bị mấy người này làm tức đến phát khóc. Mã Duyệt dám đem những chuyện này đi nói cho người khác sao? Những chuyện như thế này cũng có thể đem ra mà nói được hay sao? Nếu mà như vậy thì danh tiếng của mình mất hết rồi còn gì nữa? Một khi được in thành sách, e là mình sẽ mang tiếng là một thằng playboy nổi tiếng mất thôi. Dĩ nhiên, Tần Lạc nghe vậy đó mặt, ngượng ngùng nói, Liễu huynh đệ. Anh xem thế này có được không nhé, tiểu thu vết mà,
nó đến từ cuộc sống, nhưng nó cũng phải biến hóa đi một chút đúng không? Tôi nghĩ viết chuyện mà, chủ yếu là anh đừng viết những vấn đề nó nhập cảm quá được không? Mọi người dường như đều không thích đọc những cái tình cảm ướt át cho lắm. Nó thừa thãi và nhạt nhẽo lắm. Cái này không được, Liễu Hạ Hấp bất ngờ phản đối nói, Tần tiên sinh, không biết anh đã xem bộ phim kia chưa? Đó là những bộ phim chiến tranh, nhưng nó vẫn cần đến những đoạn phim tình cảm để tô điểm cho nó giống như những viên trân châu trong trà sữa, như hành trong canh, như cá rán có xì dầu vậy. Vậy anh có thể viết nó ít một chút có được không? Ví dụ như số lượng thuyên giảm đi một chút. Cái này thì được, Liễu Hạ Huy gật đầu nói. Có lẽ anh ta cảm nhận được bên cạnh Tần Lạc đúng là có quá nhiều chị em, như vậy sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ kết cấu của câu chuyện, hoặc là nó sẽ đem lại những tin xì căng đan không cần thiết, anh nói đi. Anh muốn gạt bỏ ai ra khỏi cuộc sống của anh? Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thành, Phương Cửu Cửu, Tô Tử và còn ai nữa nhi? Nghe đến câu hỏi này, Tần Lạc sững người không biết nói gì. Đúng vậy, gạt bỏ ai ra khỏi cuộc đời của hắn đây? Lâm Hoán Khê ư, không thể được. Lệ Khuynh Thành, cũng không được. Phương Cửu Cửu, Tô Tử, Văn Nhân Mục Nguyệt, cũng đều không được. Đúng như Liễu Hạ Hấp vừa nói, bọn họ đều là những viên đường trong tách cà phê đắng, là trân châu trong trà sữa, đều là những thứ không thể thiếu. Bọn họ đều là những người có sinh mạng, có tính cách, đều là những người không thể thiếu trong cuộc đời của hắn. Cuộc sống không phải là tiểu thuyết, cũng không phải là trò chơi, hắn không thể gạt bỏ ai ra khỏi cuộc đời hắn được. Bởi vì làm vậy đồng nghĩa với việc hắn không có tinh thần trách nhiệm với bọn họ. Hắn có thể gạt bỏ Lâm Hoán Khê sau đó đem những việc mà nàng đã làm cho hắn gắn lên người của Lệ Khuynh Thành được không? Hắn có thể đem chuyện hắn chiến đấu với gấu tại Vân Điên cùng với Vương Cửu Cửu viết thành ly được không? Không thể được, tuyệt đối không thể. Hắn không thể làm như vậy được, hắn thà không viết chuyện về hắn chứ không thể nào gạt bỏ những người kia ra khỏi cuộc sống của hắn được. Nếu đến lúc đó bọn họ dở quyển sách này ra đọc, trong đó lại có những chuyện không đúng với bọn họ, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng về hắn. Chỉ vì muốn tôn danh bản thân mình mà bắt bọn họ phải hy sinh, như vậy chẳng khác nào cầm thú cả. Không cho họ được danh phận gì, nó cũng là cái tàn nhẫn của chế độ này mà. Liễu Hạ Huy dường như nhìn thấu được tâm sự của Tần Lạc, nếu như gạt bỏ những việc mà họ đã làm cho anh, thì đó cũng là một sự tàn nhẫn dành cho anh. Tần Lạc nghe vậy bật cười, cười rất vui vẻ. Anh không cần phải khu vên tôi đâu, tôi đã quyết định rồi. Tần Lạc nhìn Liễu Hạ Hấp rồi nói, sự thật nó như thế nào thì anh cứ viết như vậy. Bọn họ đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi rồi, thì hãy để cho bọn họ tồn tại vĩnh viễn trong thế giới sử sách này. Anh cứ viết đi, ai cũng phải viết vào, không được thiếu ai cả. Nhưng anh nên hiểu rằng, nếu như cuốn sách này xuất bản, anh không những sẽ được tán thưởng, mà ngược lại còn có cả những lời phản đối anh nữa, cái tiếng sở khanh của anh chắc chắn là không thể nào gạt bỏ đi được rồi. Liễu Hạ Huy trịnh trọng cảnh báo nói, điểm này cũng đi ngược lại với những gì mà chúng ta đã định ra. Thế thì sao chứ? Tần Lạc hỏi vặn lại, đây là sự thật, đây là tất cả những thứ thật nhất về tôi, không thể nào cưỡng ép bọn họ được, như vậy thật là không công bằng. Hắn đột nhiên nhớ tới câu chửi của Lệ Khu Vơri Thành, nếu như đàn ông không cho bạn gái của anh ta được một danh phận, thì bạn nén giữ lấy bản thân mình. Bây giờ Tần Lạc đã không giữ được bản thân mình, thì hắn sẽ phải trả giá. Hắn chấp nhận như vậy. Nói hay lắm, Liễu Hạ Huy vỗ đùi cái đét nói, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, yêu người đẹp quên giang sơn. Vậy thì tôi sẽ viết theo đúng sự thật, không được lưu truyền muôn đời, thì cũng nổi tiếng một thời. Tôi yêu giang sơn, nhưng lại càng yêu người đẹp hơn. Tần Lạc cười nói, nhưng hắn càng coi trọng sự nghiệp hơn. Có lẽ vì vậy mà hắn sẽ hy sinh tất cả tình cảm của những người phụ nữ đã dành cho hắn. Sẽ có chuyện gì xảy ra? Ai mà biết được? Chương 726, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc mê muội. Có lẽ trong một số quan điểm thì có sự giống nhau, nên Tần Lạc và Liễu Hạ Hấp có cảm giác giống như anh hùng gặp anh hùng, chỉ hận là quen nhau quá muộn. Hai người càng nói chuyện càng cảm thấy hợp nhau. Tổng giám đốc Hoàn Mi Văn Hóa Cao hy vọng cuối cùng cũng mở lòng ngồi bên cạnh bổ sung thêm cho hai người vài câu chuyện lý thú. Dĩ nhiên, những điều mà ông ta nói đều có liên quan tới Liễu Hạ Hấp, bởi vì nói cho cùng ông ta cũng có quan hệ thâm niên với Liễu Hạ Huy. Nên những câu chuyện ông ta nói chỉ xoay quanh tay tác giả này để lấy lòng Tần Lạc mà không hề sợ Tần Lạc trở mặt. Vì ông ta không dám đem những chuyện của Tần Lạc ra để lấy lòng trước mặt Liễu Hạ Huy. Ban nãy ông đã nhận rõ ra rằng,
mình thì ngồi trong phòng làm việc của Văn Nhân Mục Nguyệt cũng chỉ dám nói năng nhỏ nhẹ, không dám có bất kỳ hành động nào tỏ ra quá thoải mái tự nhiên cả. Nhưng Tần Lạc lại khác, còn chưa nói đến chuyện hắn tự đẩy cửa bước vào bên trong, đã thế còn hớn hở cười đùa thoải mái với nàng nữa. Cho dù giữa hắn và Văn Nhân Mục Nguyệt không hề có biểu hiện gì thân thiết quá mức, nhưng cũng làm cho người ta cảm nhận được Văn Nhân Mục Nguyệt coi trọng Tần Lạc như thế nào, vì nếu không coi trọng hắn thì nàng cũng chẳng hơi đâu mà lại cho Mã Duyệt đi gọi hắn tới đây để bàn bạc về chuyện viết chuyện về hắn như vậy. Công ty Hoàn Mi Văn Hóa là một nhà xuất bản to nhất nhì trong Trung Quốc, có rất nhiều tác giả nổi tiếng cùng với những tác phẩm hot trên thị trường. Đây là một công ty văn hóa hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản, thậm chí công ty này còn hợp tác với cả các nhà chính trị gia nữa. Ngày trước Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không để tâm tới cái công ty này lắm. Làm gì có chuyện nàng lại đích thân mình đi gặp mặt những nhân vật như thế này. Kể cả có là tác giả nổi tiếng nhất Trung Quốc cũng chẳng có cơ hội gặp được mặt nàng. Bây giờ đột nhiên nàng muốn đầu tư vào lĩnh vực này, lẽ nào là vì tiền ư? Nói là vì tiền có lẽ không phải, vì Tần Lạc cho dù có nổi tiếng đến mấy thì bán một quyển truyện về hắn kiếm được bao nhiêu tiền. E rằng số tiền bán sách trong một năm của hắn cũng chẳng bằng được tiền xăng xe một năm của nàng. Nếu Văn Nhân Mục Nguyệt muốn kiếm tiền thì có hàng ngàn hàng vạn cơ hội để kiếm tiền, nàng chẳng có lý do gì để lãng phí thời gian và tiền bạc vào ba cái chuyện vớ vẩn này. Sau khi sắp nghĩ chín chắn rồi, Cao Hy Vọng liền hiểu ngay vấn đề. Do vậy ông rất nể trọng Tần Lạc, ông cũng đã định sẵn, bằng bất kỳ giá nào ông cũng phải viết được một quyển truyện tuyệt hay về Tần Lạc. Không vì bất kỳ thứ gì khác, mà chỉ vì có người rất quan tâm tới nó mà thôi. Ha ha ha, vẫn còn nhiều chuyện buồn cười khác nữa cơ. Liễu Hạ hấp lần. Trước có nói với tôi rằng anh ấy ngày trước ở trong trường là một người rất trầm lặng, thầy giáo không biết tới, bạn học cũng không để ý, cứ như một người vô hình vậy. Khi Liễu Hạ Huy tốt nghiệp còn gặp trục trặc về luận văn. Anh ấy đi gặp thầy giáo hướng dẫn để hỏi chuyện, thì thầy giáo anh ấy còn ngạc nhiên hỏi, cậu là học sinh của tôi hả? Còn có cả chuyện này nữa sao? Tần Lạc phá lên cười vui vẻ nhìn Liễu Hạ Hấp nói, thế anh phản ứng thế nào sau đó? Tần Lạc cũng là một thầy giáo trong trường, hắn cũng biết có những trường hợp như vậy xảy ra, hơn nữa cũng khá nhiều. Trong các trường đại học thì thầy giáo hướng dẫn dẫn quá đông học sinh, có những lúc một thầy giáo dẫn cả mấy chục người liền, do vậy thầy giáo cũng không thể nhận mặt được hết học sinh của mình, hơn nữa các môn học của đại học cũng tản mát. Nếu như học sinh trốn học đi chơi không lên lớp, thì e rằng 4 năm đại học thầy giáo cũng chỉ gặp được học sinh đó 1-2 lần mà thôi. Tôi khi đó tức giận chỉ vào mặt mình nói với thầy giáo rằng, lẽ nào thầy lại nghĩ có người mạo nhận em sao? Liễu Hạ Hấp cầm tách trà lên khẽ nhấp một ngụm từ tốn đáp lại. Cả Tần Lạc và Cao Hy Vọng đều phá lên cười ha hả, Cao Hy Vọng cười ngặt nghẽo, cười chảy hết cả nước mắt ra ngoài, mỗi lần nghe câu chuyện này mà tôi cười đến đau hết cả bụng. Câu trả lời của Liễu Hạ Huy thật là tuyệt, có thể cho vào sách được rồi đấy. Tần Lạc tiên sinh, còn chuyện xảy ra sau đó nữa chắc anh cũng không tưởng tượng nổi đâu. Sau đó còn xảy ra chuyện nữa sao? Tần Lạc hỏi. Tôi sau khi kiếm được tiền qua việc viết sách thì quay về trường học tài trợ cho trường một nhà thư viện. Liễu Hạ Huy nhấp nháp giọng nói, học sinh cũ về trường quyên góp, thì trường ắt sẽ tuyên dương và lăng xê việc này lên. Trong buổi lễ quyên góp tài trợ, tôi ngồi trên bàn chủ tịch nghe các thầy trong trường không ngừng khen ngợi tôi xuất sắc như thế nào trước toàn trường. Tôi nghe mà khấp khởi mừng thầm trong bụng. Đây là một người kể chuyện còn kèm theo chút gì đó rất hài hước và ngộ nghĩnh. Tần Lạc thầm nghĩ tay Liễu Hạ Huy này quả là con người rất trung thực. Tần Lạc tối nay định mời cả hai người cùng ăn bữa tối. Nhưng do Mã Duyệt vào trong thông báo Văn Nhân Mục Nguyệt muốn gặp mặt hắn, nên Tần Lạc đành phải cáo từ. Tần tiên sinh, vẫn còn chuyện này nữa cần anh xác nhận lại. Liễu Hạ Huy tiến Tần Lạc ra ngoài cửa thấp giọng nói. Chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Tên truyện, Liễu Hạ Huy nói, tôi nghĩ ra được mấy cái tên ví dụ như Bảo vật của đất nước. Dĩ nhiên, tôi thích cái tên cuối cùng nhất. À, Tần Lạc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, thiên tài ư. Tôi thấy cái này có vẻ hơi quá. Tôi không dám nhận đâu. Cần cù bù thông minh mà. Tôi chẳng qua gặp được một người thầy tốt mà thôi. Trong suốt mấy trăm năm của giới y thuật, anh chắc chắn xứng đáng với danh hiệu thiên tài này. Liễu Hạ Huy cố chấp nói. Cái chữ thiên tài này nó không chỉ biểu hiện mỗi khả năng y thuật của anh, mà nó còn thể hiện sự nghiệp cứu vớt trung y của anh nữa, tôi có dự cảm rằng anh sẽ thành công. Vậy tùy anh đấy, Tần Lạc cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, hắn nghĩ nếu không nhận cái tên thì có lẽ tay tác giả này còn nghĩ ra nhiều tên khác khủng hơn thế này nữa, hy vọng sau khi tôi thành công rồi, anh sẽ giúp tôi chứng giám điều đó.
không chỉ có mỗi bản thân tôi, mà tất cả con dân Trung Quốc đều có thể chứng giám mà. Tần Lạc nghe xong liền vỗ vỗ lên vai Liễu Hạ Huy rồi quay người rời đi. Khi Tần Lạc quay lại phòng làm việc của Văn Nhãn Mục Nguyệt, thì nàng đang ngồi xem một tạp chí thời trang, chứ không hề có vẻ bận bịu hay có việc gì cần phải giải quyết như lúc trước nàng nói cả. Thấy Tần Lạc bước vào, Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn cúi đầu đọc báo hỏi, anh bàn bạc tới đâu rồi? Tất cả đều ổn, Tần Lạc cười đáp, hắn ngồi đối diện với Văn Nhân Mục Nguyệt ngắm nhìn gương mặt trái xoan xinh đẹp của nàng, có những lúc hắn tò mò muốn biết sao Thượng Đế lại có thể tạo nặn ra được một tác phẩm tuyệt mỹ đến mức này. Vậy thì tốt, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Em không tò mò anh và hai người kia bàn bạc gì với nhau sao? Tần Lạc nhìn vào đôi long mi cong vút của Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Hắn biết, nàng biết bản thân hắn sẽ gặp vấn đề gì, dường như chẳng có việc gì có thể che giấu nàng được vậy. Ngay cả những nhân vật thuộc loại hàng khủng như Tản Tung Hoành và Bạch Phá Cục cũng không phải là đối thủ của nàng nữa là tên Tần Lạc nhỏ bé này. Không tò mò, Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng đáp lại. Tại sao? Vì em đã biết được kết quả rồi. Có người nói cho em biết ư, Tần Lạc sững người hỏi lại, nhưng đó là điều không thể, vì khi đó trong phòng chỉ có mỗi ba người, hắn, Cao Hy Vọng và Liễu Hạ Huy. Hai người kia vẫn còn ngồi ở trong phòng kia, chỉ có mỗi mình hắn ra ngoài này, nên không có ai nói cho nàng biết cả. Lẽ nào trong đó có gắn máy quay trộm hay sao? Dĩ nhiên là không có, vì Tần Lạc biết rất rõ điều này. Vì em rất hiểu anh, Văn Nhân Mục Nguyệt ngẩng đầu lên đáp. Cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên rồi, mái tóc của nàng khẽ tung lên. Làm cho cảnh vật vốn vô cùng đờ en điệu lại làm cho Tần Lạc như lạc vào cõi hồng hoang, hắn cảm giác như mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, tất cả cảnh vật nơi đây đều sống động và tràn đầy sức sống. Nghe Văn Nhân Mục Nguyệt nói vậy Tần Lạc vô cùng xúc động. Một người con gái cao sang vời vọi như Văn Nhân Mục Nguyệt lại có thể thốt lên câu nói. Vì em hiểu anh, Tần Lạc không phải là một gã đàn ông đê hèn. Mà ngược lại hắn vô cùng cao ngạo, thậm chí còn cao ngạo hơn người khác rất nhiều. Nhưng, trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt hắn không thể nào thể hiện được cái vẻ cao ngạo của hắn chi vì trước mặt nàng hắn không thể tìm được lý do gì để hắn có thể cao ngạo cả. Nói cho anh biết sự lựa chọn của anh là gì, Tần Lạc nói, cho đến tận bây giờ, hai người nói chuyện cứ úp úp mở mở. Tần Lạc biết hắn chưa nói cho Văn Nhân Mục Nguyệt biết hắn gặp phải vấn đề gì. Nhưng hắn hỏi nàng như vậy cũng là mong muốn tìm ra được một đáp án từ miệng nàng. Trách nhiệm, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, có lẽ đó là một sự lựa chọn ngu ngốc. Hai mắt của Tần Lạc bùng cháy nhìn Văn Nhãn Mục Nguyệt nói, nếu là em đứng trên lập trường của em. Em nói cho anh biết, em muốn anh lựa chọn thế nào. Đúng vậy, không chỉ có mỗi Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thanh, Vương Cửu Cửu, còn cả Tô Tử, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng xuất hiện trong cuộc sống của Tần Lạc. Tần Lạc lựa chọn sự thật, lựa chọn trách nhiệm, và Văn Nhân Mục Nguyệt dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện trong cuốn truyện của hắn. Câu hỏi hắn vừa hỏi nàng chẳng khác nào bức cung cả. Nếu như Văn Nhân Mục Nguyệt nói nàng đồng ý, thì chẳng khác nào nàng bày tỏ lòng minh cho Tần Lạc biết. Còn nếu nàng không đồng ý, thì cũng coi như nàng đã từ chối Tần Lạc rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt trầm tư giây lát, Tần Lạc cũng vậy. Căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Hai người trong phòng nhìn nhau. Đôi mắt sâu thẳm, một người biểu hiện thản nhiên, còn một người thì lộ vẻ suy tư rõ rệt, một người thanh tú, một người thi xinh đẹp tuyệt trần, một người ngọc trúc trên núi, một người thì như hoa mai trong tuyết. Bọn họ cứ im lặng như vậy ngồi nhìn nhau, thời gian như lắng đọng. Một lúc lâu sau, Tần Lạc cuối cùng cũng chịu thua. Hắn biết câu hỏi này đối với Văn Nhân Mục Nguyệt là rất khó. Tần Lạc mỉm cười bông đùa nói. Không ngờ trên thế gian này vẫn có những câu hỏi có thể làm khó được Văn Nhân đại tiểu thư. Nếu khó quá thì thôi, em không cần trả lời cũng được. Văn Nhân Mục Nguyệt nghe vậy liền nói, việc anh hứa với em vẫn chưa hoàn thành, chờ anh hoàn thành nó đi rồi em sẽ trả lời anh câu hỏi này. Lời hứa nào cơ? Tần Lạc ngơ ngác. Văn Nhân Mục Nguyệt hơi cau mày lại nói, anh nói sẽ đưa em leo núi Thái Sơn, đi Vân Điển săn gấu, đi Tam Á ngắm bỉ ầm, không nhớ nhầm chứ? Ồ, anh nhớ chứ. Tần Lạc cười khổ đáp, Văn Nhân Mục Nguyệt nói nguyên văn những câu nói mà hắn đã nói với nàng, em đã nhắc thì anh cũng muốn biết, em khi trước mời anh làm trợ lý cho em, không biết bao giờ việc này sẽ thành hiện thực đây. Rồi sẽ có cơ hội thôi. Văn Nhãn Mục Nguyệt đứng lên tránh khỏi ánh mắt Tần Lạc nói. Người ngoài cuộc thì tỉnh táo, còn người trong cuộc thì mê muội. Thực ra Văn Nhân Mục Nguyệt đã nói đáp án cho Tần Lạc rồi. Chỉ là Tần Lạc không hiểu ý nàng,
và nàng cũng không hiểu ý của hắn. Không từ chối thì có nghĩa là đồng ý. Tối nay đi cùng em tới bữa tiệc nhé, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Bữa tiệc nào, Tần Lạc hỏi. Chương 727, Tổ chức Hợp tác Kinh tế Xuyên Quốc gia. Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi cạnh nhau, còn Mã Duyệt và Văn Nhân Chiếu thì ngồi bên đối diện. Văn Nhân Chiếu trước mặt Mã Duyệt lúc nào cũng tỏ ra khép nép, không dám nhìn thẳng vào mặt Mã Duyệt. Mà cứ cười cười nói với Tần Lạc, anh rể, anh nên thay chiếc áo khác đi. Chị em thì mặc lễ phục, còn anh thì phải mặc vest đuôi én mới hợp nhau. Em đoán anh mặc vest đuôi én sẽ cực đẹp, em sẽ may cho anh mấy bộ được không? Anh giúp em nhiều thế mà em chưa tặng anh được cái gì ra hồn cả. Hay là em tặng anh một chiếc xe, anh thích xe hãng nào? Văn Nhân Chiếu dường như cảm giác lúc này đã có đủ cơ hội để bắt chuyện với Mã Duyệt rồi nên cậu ta liền quay sang Mã Duyệt nói, chị Mã Duyệt. Chị nói xem tôi nên tặng anh rể áo hay là xe nhỉ? Tôi không biết, Mã Duyệt không hề nể nang thẳng thừng từ chối. Tôi không biết lái xe, Tần Lạc cười nói, hắn thầm nghĩ tên danh này cũng chẳng khác gì mấy tên thanh niên khác, lúc nào cũng thích ra vẻ ta đây trước mặt người con gái mà mình thích. Nhưng hắn không biết rằng, những kiểu theo đuổi thuộc dạng khoe mẽ kiểu này sẽ không bao giờ được Mã Duyệt để ý tới. Văn Nhân Chiếu tuy vẫn là sinh viên đại học, nhưng do cậu ta có thân thế là người trong dòng tộc Văn Nhân, vì thế số tiền cậu ta thu được cũng khá là lớn. Cho dù Văn Nhân Mục Nguyệt đã kìm kẹp về khoản chi tiêu của ông em mình lại, nhưng cậu ta vẫn dư sức móc hầu bao ra để mua cho Tần Lạc xe và áo vest hạng sang. Vậy thì tặng anh ấy áo đi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói chen vào. Không cần đâu, anh mặc áo trường bào quen rồi, Tần Lạc từ chối. Anh rể, chúng ta cùng là người trong nhà rồi, Ari không cần phải khách khí với em như vậy chứ. Văn Nhân Chiếu tủi thân nói. Tần Lạc từ chối cậu ta thẳng thừng như vậy chẳng khác nào cho cậu ta một cái tát vào mặt ngay trước mặt Mã Duyệt cả. Nên biết rằng, ngày trước cậu ta ngày nào cũng đến công ty tìm Văn Nhân Mục Nguyệt nhưng thực chất là muốn gặp Mã Duyệt. Mặc dù Mã Duyệt chẳng bao giờ để ý tới cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn muốn vậy. Anh không hề khách sáo với cậu. Tần Lạc cười nói, anh chỉ quen mặc áo trường bào thế này thôi. Vậy thì để em tặng anh hai con xe thể thao. Văn Nhân Chiếu nói, anh rể, cứ thế nhé. Anh muốn cảm ơn em thì cứ việc đối đãi, chăm sóc chị em cho tốt vào là được. Tần Lạc hiểu ngay dụng ý của Văn Nhân Chiếu, nên gật đầu nói, được rồi. Cậu muốn làm gì cũng được, anh không từ chối nữa. Văn Nhân Chiếu nghe vậy vô cùng mãn nguyện quay sang nhìn Mã Duyệt, nhưng thấy đối phương dường như chẳng để ý gì đến mình cả. Cứ như là mình chẳng nói chẳng làm gì vậy, Văn Nhân Chiếu bỗng cảm thấy thất vọng vô bờ bến. Văn Nhân Mục Nguyệt thấy vậy ngao ngán nhìn vào ông em của mình. Chẳng buồn vạch trần thủ đoạn của cậu ta ra làm gì. Lộc Đỉnh Ký, không phải là tác phẩm võ hiệp nổi tiếng của Đại Hiệp Kim Dung, mà là một nơi tổ chức hội nghị cao cấp. Nghe nói người sáng lập ra tòa nhà này là người Hàn Quốc, chỉ vì ông ta quá si mê phong cách truyện kiếm hiệp của Trung Quốc nên đã đặt tên là Lộc Đỉnh Ký. Lộc Đỉnh Ký được xây dựng tại góc của Thập Sát Hài và công viên rừng rậm quốc gia. Vị trí của nó làm cho ít người biết tới, nhưng lại gần núi gần sông nên có một phong cảnh vô cùng đẹp. Văn Nhân Mục Nguyệt hôm nay tới dự buổi tiệc của đối tác tại đây. Xe dừng lại ngay trước chiếc cổng được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Mã Duyệt lúc này liền cho kính xe xuống rồi đưa thiệp mời ra, người bảo vệ sau khi quét thiệp mời vào mắt quét xong liền cúi người cung kính đưa tay ra hiệu cho xe lái vào trong. Xe đi vào trong tầm 20 phút nữa mới dừng tại cổng một tiểu lầu ngớp nga tráng lệ. Bên ngoài tòa nhà này được lát bằng đá granite, nóc đỉnh tròn thiết kế theo phong cách châu Âu. Hai bên cầu thang có đặt hình thiên sứ và các chạm trổ hoa văn kiểu La Mã cổ đại. Nhưng, điều làm Tần Lạc cảm thấy nực cười là nơi đây lại treo một tấm biển gỗ màu đỏ tươi, trên đó viết ba chữ to tướng, Lộc Đỉnh Ký, nét chữ rồng bay phượng múa. Bên dưới còn có chữ ký của một nhà đại thư pháp đời nhà Thanh, có thể thấy mối quan hệ của người chủ căn nhà này tại Trung Quốc cũng không hề nhỏ chút nào. Dĩ nhiên, cái kiểu bầy bố, thiết kế này trong mắt những người như Tần Lạc thấy nó quẻ một cục. Và nếu có ai đó khen ngợi tấm biển, Lộc Đỉnh Ký kia treo trên tòa nhà thiết kế kiểu Pháp là một sự kết cục hài hòa. Có tiết tấu thì người đó chắc là bị mù rồi. Nhìn qua cửa xe thì thấy nơi đây xe nối đuôi nhau rất dài, từng chiếc xe hạng sang lần lượt dừng lại để cho các quý ông quý bà bước xuống đi vào bên trong cung điện, có thể thấy được buổi tiệc hôm nay quả không tầm thường chút nào. Xe vừa dừng lại, thì cửa xe đã được một anh bồi trẻ tuổi đẹp trai chạy tới mở ra. Sau đó cúi người cung kính đứng chờ bên cạnh, Mã Duyệt và Văn Nhân Mục Nguyệt lúc này mới chậm chậm rời khỏi chiếc xe của mình.
Tần Lạc nhìn vào gương mặt đẹp trai của mấy anh bồi thầm tấm tắc khen ngợi. Hắn cảm thấy may mà hắn học ngành y chứ nếu không đến cả làm bồi mở cửa xe cũng không đủ tư cách. Thấy văn nhân Mục Nguyệt đi ra, thì một người phụ nữ mặc chiếc lễ phục màu đỏ vội bước tới cung kính cúi chào nàng, sau đó nói một giọng trung lơ lớ. Nhưng lại rất dễ nghe. Văn nhân tiểu thư, văn nhân thiếu gia, chào mừng hai người đã tới đây. Cảm ơn, văn nhân Mục Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó liền đi thẳng vào trong. Có rất nhiều lúc nàng làm cho người khác có cảm giác nàng không muốn tiếp xúc với người khác cho lắm, nhưng chi vì nàng có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nên ai cũng thông cảm cho sự lạnh lùng của nàng đối với họ. Văn nhân chiếu đi tới chỗ người phụ nữ kia, bất giác hai mắt liếc vào cái rãnh trên ngực của người phụ nữ này một cái. Nhưng rất nhanh hắn liền lập tức nghĩ tới Mã Duyệt, vội vàng ngoảnh sang chỗ khác tìm kiếm Mã Duyệt, nhưng Mã Duyệt đã đi theo sau văn nhân Mục Nguyệt vào trong đại sảnh từ lúc nào rồi. Nàng căn bản là không hề chú ý tới hành động có phân hạ cấp này của văn nhân chiếu một chút nào cả. Đẹp chứ, Tần Lạc vỗ vỗ vai văn nhân chiếu nói. Đây là một người phụ nữ ngực bự, có da có thịt, đúng mẫu người mà văn nhân chiếu vô cùng ưa thích. Không đẹp, văn nhân chiếu nói đối. Nói xong câu này mặt hắn bất giác đỏ dần lên nói, anh rể. Anh cũng nhìn trộm đấy thôi. Tại anh nhìn cậu nên mới nhìn xem cậu đang nhìn cái gì đấy. Tần Lạc nói. Em không mách chị biết đâu, anh cũng đừng mách với Mã Duyệt nhé. Anh mà nhìn, thì chẳng cần cậu phải mách thì chị cậu cũng biết. Cậu không nhìn thì cho dù Mã Duyệt có biết thì cô ấy cũng không nói ra đâu. Tần Lạc nhắc nhở. Vậy là ý gì? Văn nhân chiếu ngơ ngác hỏi lại. Ai? Tần Lạc khẽ thở dài ngán ngẩm thầm nghĩ. Chả trách mà Mục Nguyệt cứ nhùng nhằng mãi mà chẳng dứt khoát được việc giao lại công ty cho văn nhân chiếu giải quyết. Để nàng còn đi du lịch. Nếu mà để cho tên ngu như bò này quản lý thì e rằng gia tộc văn nhân bao năm đê dui công gây dựng sẽ đổ sông đổ bể hết. Mã Duyệt đã tỏ rõ thái độ với cậu ta, còn mình thì cũng khuyên bảo tận tình như vậy mà tên danh này vẫn cứ ngây ngây ngô ngô chẳng hiểu cái gì. Ý của anh là Tần Lạc nhìn vào đôi mắt văn nhân chiếu đang nhìn hắn mong mỏi chờ đợi đáp án thì có phần ngập ngừng khó nói, hắn thầm nghĩ có lẽ do văn nhân Mục Nguyệt chăm sóc, che chở cho tên danh này nhiều quá nên nó mới ngu dại thế này đây. Văn nhân chiếu không ngu, nhưng lại quá tổ, cậu ta không có sự cuồng ngạo bá đạo như Bạch Phá Cục, cũng chẳng có trí tuệ như Tần Tung Hoành, nhưng cậu ta ngây thơ trong sáng lẽ nào cũng có tội hay sao? Ý của anh là, Mã Duyệt khó cua lắm, Tần Lạc nói. Em biết, văn nhân chiếu mỉm cười nói, dù sao thì em vẫn còn trẻ, em có thể chờ. Tần Lạc nghe vậy gật gù hỏi, cậu có biết chủ đề bữa tiệc hôm nay là gì không? Sao lại yên tĩnh vậy nhỉ? Tần Lạc sau khi tới Yến Kinh cũng có đi tham dự khá nhiều bữa tiệc tùng cùng với Vương Cửu Cửu. Văn nhân Mục Nguyệt, nhưng những lần đó thì buổi tiệc thường được tổ chức vô cùng linh đình và náo nhiệt, rất hay có những thiếu gia. Đại gia chạp xe xịn tới để khoe hàng, hầu hết đều là thiên hạ của người trẻ tuổi. Nhưng bữa tiệc ngày hôm nay có phần cổ quái, thanh niên rất ít. Cho dù có thì cũng là những người ăn mặc chững chạc, và im lặng đứng cạnh các bậc trưởng bồi, trông rất ngoan ngoãn. Còn đại bộ phận khách mót hôm nay toàn là những người trung niên hoặc những người cao tuổi. Bọn họ thường đứng cùng một chỗ. Chỗ thì hai người, chỗ ba người, chỗ năm người nhưng nói chuyện lại rất nhỏ nhẹ, trông khá là thanh tao nhã nhặn. Anh không biết à, văn nhân chiếu kinh ngạc nói. Không biết, Tần Lạc lắc đầu nói, anh có hỏi chị của cậu. Nhưng chị cậu nói là không biết. Chắc chị ấy sợ nói ra anh sẽ không tới. Văn nhân chiếu gật gù nói, ngày trước em cùng không muốn đến. Nhưng chị em cứ bắt em phải tới đập. Trong này toàn là người già, không nhạc nhẽo cũng chẳng nhảy nhót, chỉ có bàn bạc, thương lượng, chán chết. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Tần Lạc càng lúc càng cảm thấy hiếu kỳ. Ơi đây là Lộc Đỉnh Ký. Văn nhân chiếu hồn nhiên đáp, hắn trông thấy vẻ mặt Tần Lạc bắt đầu có biểu hiện tức giận liền vội giải thích nói, thực ra đây là một tổ chức hội họp bí mật. Tổ chức này có tên gọi là Tổ chức Hợp tác Kinh tế Xuyên Quốc gia. Chủ tịch của tổ chức này sẽ được luân phiên thay đổi không hề cố định. Trong đó có 7 vị quản lý chính, 7 vị này sẽ luân phiên làm chủ tịch của tổ chức. Chị của em cũng là một trong bạc vị này, năm sau sẽ tới lượt chị ấy làm chủ tịch. Nhắc tới tài năng giỏi giang của bà chị mình, văn nhân chiếu bất giác cảm thấy tự hào vô cùng. Các hội viên của tổ chức này có những ai? Thương nhân, văn nhân chiếu còn chưa kịp trả lời thì một người phụ nữ đã bước tới giải thích. Bọn họ là thương nhân đến từ các nước khác nhau, có Trung Quốc, Anh, Mỹ, Nhật, Hàn, anh nhìn thấy mấy người quàng khăn kia không, bọn họ đến từ các nước Ả Rập. Nếu như bọn họ không phải là quốc vương hay hoàng tử,
thì nhất định cũng là ông chủ của các tập đoàn dầu mỏ. Muốn gia nhập tổ chức này phải chịu sự đòi hỏi vô cùng hà khắc, phải có 3 người hội viên tiến cử giới thiệu, và người này phải có trị giá tài sản trên 10 tỷ nhân dân tệ trở lên mới được gia nhập. Như vậy có nghĩa là, bên cạnh cậu còn phải có ít nhất 3 người bạn có 10 tỷ nhân tệ trở lên nữa. Gì cũng đến rồi hả? Tần Lạc quay sang người phụ nữ kia mỉm cười nói. Ý của cậu là tôi không đủ 10 tỷ nhân dân tệ hay sao? Người phụ nữ kia mỉm cười vặn lại. Chương 728, không khoan nhượng. Lạc Sân mặc một bộ đồ dạ hội sát đất, bên dưới của chiếc váy được gắn vô số những hột ngọc trai nho nhỏ, giống như chiếc đuôi cá của nàng tiên cá vậy. Bà mặc bộ đồ này đứng giữa đám đông nhìn nổi bật một vùng, như nữ hoàng tươi đẹp trong thế giới thần tiên vậy. Chi có điều là cơ thể của người phụ nữ đẹp này có phần bốc lửa hơn sức tưởng tượng của mọi người một chút. Không cần phải cố tình dướn cổ lên phía trước để nhìn cũng có thể nhìn rõ được làn da trắng hồng lộ ra ở cổ và trước ngực. Có thể mặc màu đỏ chót mà lại nhìn siêu phàm thoát tục thế này thì trên thế giới này chắc cũng tìm không ra được 100 người phụ nữ có thể mặc được như thế. Bà mỉm cười một cách thản nhiên với Tần Lạc, người đàn ông mà bà không thích cũng chẳng ghét. Tần Lạc lắc lắc đầu nói, Forbes cũng là một tòa báo. Chỉ cần là báo, là có thể bị mua chuộc hoặc bị đe dọa. Mấy chục người ở trong bảng xếp hạng kia cũng chi là cái bia đỡ đạn mà thôi, còn người có tiền thực sự thì ẩn kỹ dưới lòng nước cơ, ví dụ như gia tộc Văn Nhân, ví dụ như Tần Tung Hoành, hoặc ví dụ như Bạch Phá Cục, và còn một số người có thân phận có phần nhạy cảm mà Forbes không dám công bố. Ví dụ như gì? Cậu nghĩ sai rồi, Lạc Sân nói, thân phận của tôi đúng là có phần nhạy cảm, nhưng tôi thực sự là không có đến 10 tỷ. Gì có thể là không có nhưng rất có thể là con gì lại có thì sao? Tần Lạc tủm tim cười nói. Sau khi đến Yến Kinh, Tần Lạc tập được cho mình một thói quen, đó là không được dễ dàng tin vào lời của phụ nữ, đặc biệt là lời của một người phụ nữ đẹp. Lạc Sân khẽ giận nói, cậu nói thế là có ý gì? Lẽ nào cậu lại cho rằng tôi chắc chắn sẽ mượn quyền hành mà mình nắm trong tay để làm những việc không tốt hay sao? Mọi người đều làm vậy mà, Tần Lạc nói một cách không khoan nhượng. Nếu tôi nói là tôi không thế thì sao? Thế thì sao gì lại đến đây? Vì gì đẹp hơn người ta một chút hay sao? Tần Lạc khẽ nhếch môi lên cười nói, nụ cười của hắn làm cho Lạc Sân cảm thấy khó chịu hết sức. Bà cho rằng tên nhãi danh này đang châm chọc hoặc là đang khiêu khích mình. Cổ họng của Lạc Sân bỗng cảm thấy nghẹn lại, có một sự tức giận đè nặng khiến cho bà cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng rất nhanh bà đã bình tĩnh trở lại, bà cho rằng người đàn ông này rất có thể là đang cố tình làm cho mình tức giận. Không khống chế được bản thân sau đó thì mất mặt trước đám đông, đứng trên lập trường của hắn thì hắn chẳng cần gì phải giữ thể diện cho mẹ của kẻ thù mình làm gì cả. Sau khi nghĩ thông suốt điều này thì Lạc Sân biết phải đối phó với cái kiểu hăm dọa của Tần Lạc thế nào rồi. Bà ta quăng cho Tần Lạc một cái nhìn lôi cuốn, dịu dàng nói, cậu ghét tôi đến vậy sao? Vì sao lần nào chúng ta gặp nhau cũng xảy ra tranh chấp như vậy? Sao cậu không thể nói chuyện một cách thoải mái với tôi được sao? Tần Lạc hơi sững người trong giây lát, cảm thấy mình khó mà nuốt nổi người phụ nữ có gai này. Liền quay ra nói với Văn Nhân Chiếu, chị cậu đâu? Chị ấy hình như là vào bên trong rồi. Văn Nhân Chiếu chỉ vào căn phòng cách phòng khách này một bức tường nói. Chúng ta vào bên trong xem thế nào đi, Tần Lạc nói. Sau đó hắn quay ra nói với Lạc Sân, xin lỗi, tôi phải đi gặp một người bạn. Xin phép gì? Không sao, vừa đúng lúc tôi cũng phải qua bên đó đây. Tần Lạc từ chối thì Lạc Sân lại trở nên chủ động dính chặt lấy. Tôi dẫn cậu đi nhé. Vậy cũng được, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Phòng bên cạnh là một phòng hội nghị, có dàn thiết bị âm thanh và bục sân khấu. Bên dưới còn được trải thảm đỏ và bày ra không ít những chiếc bàn tròn lớn. Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi ở chiếc bàn gần phía trước góc phía đông bắc. Còn Mã Duyệt thì ngồi cạnh nàng. Vẫn muốn họp sao, Tần Lạc kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Chủ yếu là đến để họp mà, Lạc Sân nói chen vào, tôi ngồi đây được chứ? Trong lúc bà nói thì ánh mắt nhìn thẳng vào Văn Nhân Mục Nguyệt. Tay đặt nguyên trên thành ghế, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng, cứ như là nếu Văn Nhân Mục Nguyệt mà trả lời một câu, không, thôi là bà sẽ lập tức rời đi luôn vậy. Nhưng người nào chỉ cần có một chút chỉ số thông minh thôi là cũng đủ biết bà ta đang đặt bẫy Văn Nhân Mục Nguyệt, ở một nơi như thế này. Nếu Văn Nhân Mục Nguyệt mà đuổi bà ấy đi thì người mất mặt không phải là bà ấy mà chính là bản thân Văn Nhân Mục Nguyệt. Có thể rất nhiều người ở đây không có, nhưng ngoài mặt họ vẫn phải đu vê chỉ cái mà người ta vẫn gọi là tố chất đó. Tất nhiên là được rồi. Văn Nhãn Mục Nguyệt bình tĩnh nói.
chỉ sợ là chỗ này chẳng có chủ để gì khiến cho bà cảm thấy hứng thú mà thôi. Làm gì có chuyện đó chứ? Lạc Sân cuối cùng cũng kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, không biết là vô tình hay hữu ý mà bà ngồi luôn xuống đối diện với văn nhân Mục Nguyệt. Hai người phụ nữ đẹp nhất ở đây ngồi đối mặt với nhau, nhìn có cảm giác như không ai chịu ai vậy. Ở bàn này có người khiến tôi cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy mà tất phếu sẽ có chủ đề khiến cho tôi hứng thú thôi. Gặp được tri kỷ thì nói nghìn câu cũng thấy là ít, chủ đề câu chuyện đều do con người ta quyết định mà thôi. Nếu sớm biết quan hệ của bà và Tần Lạc thân thiết vậy thì tôi nên tránh, đi cho hai người có không gian nói chuyện riêng với nhau mới đúng. Văn nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nói, cho dù cái giá trong lời nói của nàng đủ để đám cho người ta phải máu chảy đầm đìa. Có cần phải làm vậy không? Thấy mình tự đốt lửa thiêu thân, thì Tần Lạc hối hận vô cùng. Sớm biết thế này thì từ chối luôn lời đề nghị đi theo đến đây cùng của người phụ nữ này đi cho rồi, nhưng thật không ngờ là máu ghen của Mục Nguyệt lại ghê đến vậy. Nhưng người phụ nữ kia là mối tình đầu của Long Vương, là mẹ của Hoàng Thiên Trọng đấy, nghĩ đến hai người đàn ông này thì Tần Lạc thấy rằng, cho dù bà ta có cởi sạch quần áo nằm trước mặt mình thì mình vẫn phải nhìn thêm vài cái rồi mới quay người biến mất. Lạc Sân rõ ràng là có sở trường chiến đấu hơn văn nhân Mục Nguyệt. Bà mỉm cười, nói, cô đang ghen đó sao? Xem ra tin đồn việc người đẹp nhất Yến Kinh thích một vị thầy thuốc từ nơi khác đến là thật rồi Tần Lạc tiên sinh, chúc mừng cậu nhé. Khi nào ôm được người đẹp về nhà thì nhớ mời tôi đến uổng chén rượu mừng đó. Cái này chẳng có gì liên quan đến tôi cả. Tần Lạc nói, hai người thích đấu đá thì đó là việc của hai người, sao cứ phải lôi tôi vào trong này làm gì chứ? Đúng vậy, hiện giờ Tần Lạc quả là đã trở thành đạn pháo để văn nhân Mục Nguyệt và Lạc Sân công kích lẫn nhau. Sao lại không liên quan đến cậu được chứ? Cậu chính là vị thầy thuốc đó đấy. Lạc Sân cố tình tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Tần Lạc nói. Sao thế, lẽ nào cậu lại không muốn? Một người đẹp nổi danh thiên hạ, có trên người tiền tỷ như tiểu thư văn nhân đây tự nguyện đến gần cậu mà cậu còn không muốn, vậy thì tôi thực sự cảm thấy hiếu kỳ, không biết là cậu thích phụ nữ như thế nào đây? Có thể anh ấy lại thích những người phụ nữ tuổi cao một chút cũng nên. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Nếu anh ấy có cơ hội làm cha của Hoàng Thiên Trọng, thì tôi nghĩ là anh ấy chắc sẽ không từ chối đâu. Phù! Văn nhân Chiếu đang giả bộ uống nước nhưng lại giỏng tai lên nghe tình hình cuộc chiến thế nào. Đột nhiên nghe đến câu nói này của chị mình thì phụt hết cả nước trà ở trong miệng mình ra. Nhưng thật không may, Văn Nhãn Chiếu lại phun nước đúng vào người của Mã Duyệt, thế là bộ quần áo công sở của nàng bị Văn nhân Chiếu phun cho ướt lốm đốm khắp nơi. Đến những nơi dạ hội thế này mà Mã Duyệt vẫn mặc những bộ quần áo công sở cứng ngắc như vậy đủ chứng tỏ nàng là một người chuyên nghiệp như thế nào rồi. Ôi, xin lỗi, xin lỗi. Văn nhân Chiếu vội lấy giấy ra lau lên người Mã Duyệt nói, tôi không cố ý. Chị cứ ngồi đấy tôi lau giúp chị. Anh đừng động tới tôi, tự tôi lau được rồi. Mã Duyệt nói, sau đó tránh người khỏi bàn tay ma quỷ của văn nhân Chiếu, cái nơi mà hắn định lau chính là ở phần ngực của Mã Duyệt. Vậy thì thôi vậy, văn nhân Chiếu gượng cười một cái, rồi ngồi được ra nhìn, sau đó tự rút lấy khăn giấy lau nước trên người mình. Trong lúc hai người kia đang mải nói chuyện thì Tần Lạc cũng nem nép nhìn văn nhân Mục Nguyệt và Lạc Sân. Hắn sợ hai người này sẽ ra tay với nhau, và sau đó chuyện sẽ được đưa lên khắp các mặt báo trên đất Yến Kinh. Cựu đệ nhất Mỹ nữ Yến Kinh Lạc Sân và đương kim đệ nhất Mỹ nữ Yến Kinh văn nhân Mục Nguyệt đánh nhau ngay trong buổi dạ hội. Tần Lạc tuy vi là chi là kép phụ trong cuộc chiến này. Nhưng hắn lại biết bản thân hắn không thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Dĩ nhiên hắn cũng không muốn mình bị oan trong vụ này. Gương mặt của Lạc Sân đanh lại nhìn văn nhân Mục Nguyệt, còn văn nhân Mục Nguyệt thì vẫn nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Về mặt khí chất thì Lạc Sân đã thắng, nhưng về mặt biểu hiện thì bà đã thua. Theo tuổi tác mà nói thì cô nên gọi tôi là gì đấy? Bà cũng chưa cao tuổi đến mức đó, hay là gọi chị được không nhi? Cô chỉ biết làm ăn, không ai dạy cô là phải trọng giả yêu trẻ hay sao? Nhưng tình yêu và tuổi tác thì chẳng có liên hệ gì với nhau cả. Nếu như hai người yêu nhau thực sự thì tôi sẽ chúc phúc cho cả hai. Xem ra giữa chúng ta không có tiếng nói chung rồi. Tôi đã nói trước với bà rồi mà. Tạm biệt. Không tiễn. Lạc Sân đứng lên rất o nhã, sau đó nở một nụ cười mê hoặc rồi mới quay người bỏ đi. Trong những cuộc dạ hội thế này, thì bà ta chính là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nếu như bà ta có bất kỳ thái độ gì không đúng mực, thì mọi người sẽ vô cùng thất vọng về bà. Thấy Lạc Sân đi rồi văn nhân Chiếu mới lên tiếng, chị ơi, anh rể không phải là thích bà ta đúng không? Bà ta tuy rất đẹp, nhưng em thấy vẫn không bằng chị.
Im ngay, Văn Nhân Mục Nguyệt lườm cậu em mình quát lên. Văn Nhãn Chiếu nghe vậy sợ hãi cúi đầu xuống trông tủi thân vô cùng, nhưng cậu ta vẫn muốn nói giúp Tần Lạc vài câu, hơn nữa, anh rể còn ít tuổi hơn Hoàng Thiên Trọng, anh ấy sao làm cha của Hoàng Thiên Trọng được. Tần Lạc nghe mà ù hết cả tai, suýt chút nữa hắn bị tên ngu ngốc này làm cho ngã ngửa vì câu nói vừa rồi. Lạc Sân đi vào trong phòng rửa tay trang điểm lại, bà bỗng nhiên trông thấy Hoàng Thiên Trọng đang đứng dựa lưng vào tường đốt thuốc. Sao con lại ở đây? Hội nghị sắp bắt đầu rồi. Lạc Sân nói xong định quay người bỏ đi. Vị trí này tốt mà. Vừa vặn chứng kiến được một trò hay giữa mẹ và người khác. Những nơi khác không bằng được nơi này đâu. Vừa nhìn rõ lại nghe thấy hết. Hoàng Thiên Trọng đanh mặt lại nói. Đừng dùng cái giọng đó mà nói chuyện với mẹ. Lạc Sân cau mày nói. Vậy thì mẹ đừng làm những việc khiến con phải xấu hổ nữa. Hoàng Thiên Trọng phản kích nói. Mẹ khuyên con không nên theo đuôi đệ nhất mỹ nữ của Yến Kinh. Còn mẹ tới đây cùng với cô ấy đi tranh cướp một người đàn ông, như vậy có đáng xấu hổ không? Lạc Sân tức giận giơ tay lên định tát vào mặt Hoàng Thiên Trọng. Hoàng Thiên Trọng không hề né tránh mà vẫn đứng lì ở đó chờ đợi cái tát. Sao không tát nữa? Hoàng Thiên Trọng cười lạnh nói, mẹ cảm thấy xấu hổ với bản thân mình rồi hả? Mẹ ngày trước đánh con đâu có chần chừ như thế này bao giờ đâu. Mày không xấu hổ, còn tao thì thấy xấu hổ. Lạc Sân tức giận gầm lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.